Vào môn tranh đấu 1, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1091, cuộc thi đấu 9. Một bàn tay cầm chặt bình giải rượu. Hai tròng mắt lâm tử linh nhíu lại, giống như lơ đáng nhìn chồng chọc cô, trên mặt lại lộ ra một chút khinh bỉ. Đường khả hình hơi ngồi sổ người xuống, nắm chặt dụng cụ giải rượu đơn giản nhất, giống như biết là ai đang hãm hại mình, vẻ mặt của cô hơi căng thẳng, lô ra nghiến răng một cái, Tuy rằng trên trán chảy lạnh mồ hôi bởi vì kinh hiểm mới vừa rồi, nhưng vẫn chậm rãi từ từ đứng dậy, giống như không có chuyện gì đứng ở trước bàn ăn, hai mắt nhìn tất cả rượu vang và dụng cụ giải rượu quý hiếm trước bàn ăn, như đang ngẫm nghĩ và suy tính. Lâm Tử Linh hơi di động hai mắt, nhìn chằm chằm dáng vẻ cô, lại châm biếm mỉm cười, mới chậm rãi xoay người, tiếp tục xem rượu vang thích hợp với bản thân mình, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn rất nhiều loại rượu. Trong đó một chai Pinot Noir năm 2005 của Domaine, vẻ mặt của cô chợt thay đổi, giống như đầu ngón tay xuyên qua một chút giá rét, hai mắt nhìn chằm chằm chai rượu kia, giống như thời gian mang theo mình trở lại mùa xuân khắp trời đất đầy hoa, cánh hoa anh đào màu hồng rất lãng mạn xoay xung quanh suối nước nước. Bồng bềnh ở trước ngôi biệt thự gỗ kiểu Nhật, rơi xuống con đường nhỏ quanh co bên cạnh. Một cô gái mặc kimono màu hoa anh đào hồng, buộc búi tóc nho nhỏ giống như có thể ở trong âm thanh hoa anh đào rơi xuống, nghe được tiếng bước chân người nọ trở về, nhưng hai tay của cô chặt vịn cột gỗ bên cạnh hành lang, mặc cho từng con búp bê cầu nắng trắng như tuyết treo trên thanh gỗ ngang bay bay xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia trên đường nhỏ quanh co. Ánh mắt của cô lộ ra một chút nhớ nhung và buồn bã, đôi tay dựa sát vào cột gỗ, không nhịn được nhớ tới khi đó, cũng là mùa xuân như vậy, hoa anh đào rơi rơi tự nhiên, mưa phùn bồng bềnh, hai bóng dáng yêu đương cuồng nhiệt, tay trong tay, vì tránh ánh mắt của dòng họ mà đi vào bên trong hầm rượu, nhìn từng chai rượu vang đỏ, trắng hoặc hồng, cắm vào trong hang sâu, tất cả ánh đèn màu cam chiếu rọi rất bí ẩn huyền thoại. Anh kích động lôi kéo tay của cô, đi tới bên trong một kệ rượu Bourgogne rất nổi tiếng, rút ra một chai Pinot Noir 2005, nở nụ cười ấm áp và sang sáng, giải thích với cô loại rượu của hãng Domaine, lại được gọi là rượu đại diện ái tình, Lúc Napoleon thất bại ở chiến trường thì đã từng đến một quán rượu nhỏ ở Bourgogne dùng cơm, còn quen biết với cháu gái của Domen, cháu gái này có một trái tim hiền lành, còn có một giọng hát vui vẻ, cô đối với Napoleon vừa thấy đã yêu, không chỉ hàng đêm ca hát vì ông. Hơn nữa còn mời ông đến trong hầm rượu hẹn hò, tình yêu cứ đến trong thời kỳ lãng mạn phóng túng, lúc đó Napoleon đi tiền tuyến đã từng để lại một chiếc nhẫn làm vật đính ước, từ đó, ông ta ra đi không có tin tức nữa, cho đến khi xưng đế cũng không có xuất hiện nữa, còn lại cô gái kia đã trải qua tình yêu gánh chịu quá nhiều đau đớn, thường một mình ở trong hầm rượu cô đơn triền miên, chỉ có bi thương. Sau đó, ông chủ quán rượu thấy cháu gái ngày càng tiều tụy, liền viết một phong thơ gửi Napoleon, nói cháu gái nhiều năm khổ, Napoleon liền cảm thán, hồi âm cho người xưa một phong thơ, phía trên kèm theo một bức hình của mình, để giải tỏa nổi nhớ nhung của cô, từ đó, nhãn hiệu Napoleon là nhãn rượu của hãng Domen. Cô nghe nói như vậy, lại gấp gáp nhìn anh, đau lòng nói, tại sao Napoleon không có đi tìm cô ấy? Tình yêu là tất cả đối với những người yêu nhau, nhất định ở bên nhau. Anh im lặng không lên tiếng, chăm chú nhìn cô thật lâu, mới cầm rượu đi đến trước bàn ăn cổ xưa, cầm dụng cụ giải rượu, cắt vỡ nắp rượu, dao xoắn ốc đâm vào thuận lợi mở nắp chai, lập tức một mùi thơm quả berry đen kèm theo mùi hoa bên trong thùng gỗ sồi, nhẹ nhàng lan ra, giống như ánh sáng màu hồng xì xì tràn cả thùng rượu, cô trở nên kích động ngẩng đầu lên, giống như có thể nhìn thấy ánh sáng của màu hồng rượu, giống như tình yêu đau buồn của cháu gái Domen, mang theo Bourgogne Pinot Noir đặc biệt chua và mùi hương tôn quý. Bao quanh mình. Audio điện tử võ tấn bền. Anh cầm ly rượu, đi tới trước mặt cô, suy nghĩ sâu xa và cam kết nói, anh nhất định sẽ trở về. Phần khế ước kia, anh nhất định sẽ cất ký cả đời, chỉ cần cứu giúp vườn nho nhà anh xong, anh nhất định sẽ trở lại, mặc kệ ông nội của em, hay cha mẹ của em phản đối, chúng ta đều phải ở bên nhau. Cô chăm chú nhìn anh, kích động mỉm cười, hai người giống như Napoleon và cháu gái Domen năm đó, ở trong hầm rượu thâm tình cùng uống rượu với nhau, ở trong từng giọt rượu đỏ, kèm theo chất tannin thơm ngon và mùi rượu đồng đều, lúc vào miệng dễ chịu trơn nhẵn nhẹ nhàng mềm mại giống như trái tim cô gái, hai bóng dáng quấn lấy nhau. Núp ở một thùng gỗ sồi trống rỗng, anh nhanh chóng kích động kéo cổ áo và quần áo cô cúi xuống mút bộ ngực cô tay dò vào giữa bắp đùi cô nhắm mắt lại thở dốc nghênh đón dịch rượu mang đến đỉnh điểm vô cùng tuyệt vời đôi tay ôm chặt trên người của anh thở gấp gọi anh nhất định phải trở lại nhất định phải trở lại sau đó cũng không có tiếng nói nữa chỉ có bóng dáng của anh tầng tầng lớp lớp tiến vào thời gian trôi qua một năm rồi lại thấy hoa anh đào rơi cô vẫn tựa bên cạnh cột gỗ mỗi tháng đan một con búp bê cầu nắng chờ đợi anh trở về cho đến khi tiếng pháo xuân nổ vang bắn lên bầu trời biệt thự gỗ kiểu nhật bản truyền đến tiếng kêu sợ hãi nói lão xã trưởng biết được nhà tam phổ và dòng họ đắc lợi kết hôn thậm chí trong tay cầm một phần giấy khí ước mảnh đất đai trồng nho giá trị ở triền núi của dòng họ lâm tử muốn chiếm vườn nho nhà lâm tử xã trưởng lâm tử nghe tin tức như thế lúc này hộc máu chết tươi cô nghe được bên trong phòng truyền đến tiếng của ông nội cô kêu khẽ một tiếng gào khóc xông về phía phòng, chạy qua từng tầng hành lang, rốt cuộc chạy vào bên trong phòng, ầm ầm kéo cửa ra, không ngờ nhìn thấy ông nội đã hộp máu ngã xuống đất, cô khóc nhào tới, lại bị cha nắm chặt tay của cô, hung hăng tát một bà tai trên mặt của cô. Cô kêu thảm thiết một tiếng, ngã tại cạnh cửa, lập tức đau lòng ngẩng đầu lên, rơi lệ không hiểu nhìn cha. Cha đau lòng chỉ vào cô mắng, phần khế ước của dòng họ có phải là con ký hay không? Ông nội của con yêu thương con như vậy, cho con tất cả, cuối cùng con lại bán đứng toàn cả dòng họ. Hôm nay con trai trưởng của nhà Tam Phổ đã kết hôn với con gái lớn dòng họ Đắc Lợi, nhà chúng ta xong rồi. Chúng ta xong rồi. Toàn bộ thế giới của cô nổ ầm một tiếng, cô không tin xông ra khỏi phòng, chân trần bước qua sàn gỗ tatami như thủy tinh, chạy ra khỏi nhà, đạp con đường nhỏ quanh co ướt đẫm, vượt qua ngọn núi lớn cách hai dòng họ, cô đi trong sương mù mưa phùn, quả nhiên nhìn thấy cung điện chân núi nhà tam phổ đang tổ chức hôn sự, con gái lớn dòng họ đắc lợi xinh đẹp, người mặc kimono màu đỏ thấm, vấn búi tóc hôn lễ, chậm rãi xấu hổ đi ở bên cạnh chồng, đi vào phía bên trong. Nước mắt của cô chảy xuống, nhìn người hứa hẹn cả đời với mình, trên mặt cô lộ ra thù hận, vô cùng thù hận, nắm chặt quả đấm, thân thể run rẩy, đứng ở đỉnh núi, trái tim đau triệt để, nói tôi thề, có một ngày, tôi nhất định sẽ lấy lại vườn nho dòng họ chúng tôi. Tôi thề. Thời gian còn 5 phút, tiếng của Hách Lệ mỉm cười truyền tới. Lâm Tử Linh hơi tỉnh thần, hai mắt run rẩy, nhìn chai rượu vang men, trên mặt lộ ra căng thẳng kích động, chậm rãi vươn tay cầm chai rượu kia lên, xoay tròn nhãn rượu, nhìn nhãn rượu men hôm nay đã không giống như ngày xưa, tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Tất cả đều bắt đầu lần nữa. Kể từ đêm ấy, có người nhắn tin tức cho mình, chỉ cần mình có thể thuận lợi thắng được cuộc thi đấu rượu đỏ, đánh ngã Đường Khả Hinh thì cô có cơ hội lấy lại vườn nho của dòng họ, trả thù cho ông nội. Cô nắm chặt chai rượu, hai mắt không nhịn được nhíu lại, nhìn đường khả hình vẫn còn đang chọn lựa rượu đỏ, nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được nhớ tới Napoleon nói qua một câu mà người đời kiếp sợ không thôi. Ông nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ, một khi sẽ tỉnh lại khiếp sợ thế giới. Mặt của cô lại lộ ra căng thẳng, châm biếm, nhìn dáng vẻ đường khả hình không có chút sức lực và khí thế, thậm chí cô không có ra thế hiển hách, càng không có hầm rượu giống như cung điện tạo điều kiện cho cô thưởng thức rượu vô tận cô làm sao có thể thắng được mình có lẽ đường khả hình cảm nhận được ánh mắt của lâm tử linh chiếu trên người của mình cô hơi nghiêng mặt giống như đưa mắt nhìn lâm tử linh lâm tử linh không nói gì thêm mà thuận lợi cầm chai men đặt trên bàn ăn một tay lưu loát xoay dao nhỏ trong dụng cụ mở chai một tay nhanh chóng xoay tròn bàn tay vặn một cái liền vặn lỏng nắp rượu ra đường khả hình nghe được âm thanh kỳ lạ ánh mắt của cô lập tức sáng lên, trong lòng chấn động mạnh một cái, đang suy nghĩ đây không phải là. Trang hạo nhiên ngồi ở bên trong, cũng hơi cao mày, nhìn dáng vẻ, lâm tử linh khui trai không ngờ có kỹ thuật giống như mình, phương pháp kia rất ít còn có người học được, ngoài đường khả hinh, tưởng thiên lỗi giống như cũng có chút nhận biết, liền không nhịn được nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện này là sao. Trang hạo nhiên lắc đầu một cái, hai mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, lại nhìn lâm tử linh, Lâm Tử Linh không nói gì, mà nhanh chóng cầm chai Pinot Noir năm 2005, đi tới trước một dụng cụ giải rượu hình cái phễu 5 tầng, tay cầm đáy bình, hơi đứng thẳng người, dơ chai rượu lên, im lặng cho dịch rượu mới tinh trong chai, mềm mại như tơ trượt vào trong cái phễu thủy tinh trong suốt, nhìn dịch rượu màu hồng mang theo mùi thơm Pinot Noir đặc biệt tao nhã, từng chút từng chút chảy xuống. Thời gian giải rượu mới, có đôi lúc, cũng dài hơn so với rượu cũ, nhất là dùng phương pháp giải rượu hình giọt nước tỉ mỉ mà lâu dài, giúp cho dịch rượu giải phóng chất tanin tiếp xúc với khí oxy, từ đó đạt được hiệu quả làm mềm axit tannic, từ từ. Mùi hương Pinot Noir và thùng gỗ sồi quyện vào nhau, hương hoa hồng sẽ tầng tầng lan ra, phương pháp này có thể làm cho rượu mới có mùi thơm rượu lâu năm, là phương pháp giải rượu hết sức kinh nghiệm, độc đáo. Lâm Tử Linh hai mắt nhìn chằm chằm cái phếu, rượu từng chút từng chút nhỏ xuống dưới, tầng tầng lớp lớp tỏa ra mùi thơm càng lúc càng đậm, cô không nhịn được thở dốc, vui vẻ mỉm cười. Sau khi rót rượu xong, mới hơi nghiêng mặt liếc đường khả hình một cái. Đường khả hình đứng trước tất cả loại rượu vang, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn tất cả, chỉ nắm bình giải rượu, giống như sư tử, ngậm chặt ở trong tay của mình, lại chậm rãi không thấy nhúc nhích. Đám người Vitus cùng nhau nín thở yên lặng nhìn cô, cũng nghi ngờ cô có chuyện gì. chương 1092, Linh hồn đối thoại. Bên trong phòng lớn, tất cả chuyên gia hầu rượu đã cầm lên rượu vang của mình, từ từ bắt đầu mở chai, thậm chí cưa Sijun đã giải rượu xong, ông chọn lựa rượu Olock Cotton của Mỹ. Ông chủ hãng rượu âm thầm thề, phải trưng cất ra loại rượu nổi tiếng thế giới. Năm 1998, rượu Olock Cotton của ông ta có sức bùng nổ, một mùi thơm mãnh liệt theo tiết tấu nhanh như trống rồn, thoát ra tầng tầng, sau khi vào cổ, mùi thơm kéo dài. Kerry thì chọn lựa rượu vang Sato mới, Opus One có thể đại biểu văn hóa mới của Mỹ. Rượu của hãng rượu này và nhân vật nổi tiếng Robert ở California, Mỹ xem như có duyên sâu. Mới chưa bao lâu, nam tước Philip Sin của Pháp đã từng kiêu ngạo cho rằng rượu đỏ của Mỹ giống như Coca-Cola, mỗi loại mùi vị cũng không khác nhau, không hề có giá trị để uống. Mondavi, người phụ trách hầm rượu, âm thầm thề phải thay đổi cách nhìn này, chọn lựa số một số giống nho cũng đã cẩn thận chọn lựa giống nho Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc và Merlot, cùng Mountain tần bóc đô Pháp, tỷ lệ không kém bao nhiêu, lại đặt vào trong thùng gỗ do Pháp sản xuất mới, chừng cất 18 tháng, mấy năm gần đây thị trường rượu đỏ phát triển, mặc dù giá cả tăng lên liên tục, chất lượng chung lại giảm xuống, nhưng không ảnh hưởng đến rượu vang chất lượng cao. Vẻ mặt của Kerry lộ ra chuyên nghiệp và cẩn thận, đầu tiên nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai, sau khi nhanh chóng mở chai, Cầm bình giải rượu giống như hình ống dẫn máu vào trái tim, nhắm ngay ánh đèn cường quang màu trắng trong phòng chiếu xuống, hai tròng mắt nheo lại, liền rót dịch rượu đỏ thẫm như quỳnh tương trượt vào trong ống thủy tinh nhỏ dài, nhìn cái ống thủy tinh trong suốt giống như trong nháy mắt được trao cho sinh mạng, rót máu mới vào người, thậm chí chất tanin trong rượu bắt đầu rối rít bay ra. Sau khi bị oxy hóa, chia ra tỏa ra mùi thơm của quả mâm xôi đen, blackberry, việt quất, blueberry và berry khác, bản thân thùng gỗ sồi có mùi cam thảo đinh hương, bạc hà, sau khi các chất khác nhau và nước ép berry hòa quyện vào nhau, phát ra một mùi thơm nồng đậm mà đầy đặn. Lúc nào Cabernet Sauvignon cũng mang theo hơi thở nam sĩ mạnh mẽ mà trầm ổn, chỉ cần giải phóng đủ thời gian, nó cũng sẽ theo sự thay đổi thời gian, từ từ tăng thêm sức hấp dẫn, nó không giống với Pinot Noir, tôn quý, dè dặt, lúc nào nó cũng phơi bày tất cả trạng thái, sẽ chờ bạn đến khám phá, sẽ chờ bạn đến thưởng thức. Nếu Cabernet Sauvignon vượt quá 50% trở lên, bạn gần như không cần lo lắng độ bền của nó, nó có thể cùng bạn trải qua thời gian 100 năm, thậm chí 200 năm, 300 năm. Tất cả chuyên gia hầu rượu đang bắt đầu nhanh chóng giải rượu, đến 4 phút cuối cùng, sắc mặt đường khả hình tái nhợt, trên trán dịn từng hạt mồ hôi, gần như ướt đẫm cổ áo sơ mi của cô, nhìn cô lập tức nín thở, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, dựa vào khứu giác mãnh liệt của mình, ngửi được các loại mùi rượu bên trong căn phòng lớn, đều là loại rượu vang thế giới cũ và thế giới mới tương đối mới, mà cũng là rượu ngon không quá lâu năm, đúng như Lâm Tử Linh suy nghĩ, rượu mới ngược lại yêu cầu phục vụ tốt hơn. Bởi vì độ chát còn hết sức đậm, hai tròng mắt của cô chuyển một cái, lập tức bước lên trước, dựa vào mùi thơm bay ra từ chỗ đứng của mình, biết rượu vang đang ở phía trước, đưa tay ra, trái tim nhảy thình thịch, dùng sức nắm lấy, quả nhiên nắm được một chai rượu. Trên mặt của cô lộ ra nụ cười hơi vui mừng, thậm chí dựa vào kinh nghiệm của mình quanh năm tiếp xúc với rượu, cảm giác thân chai dài hẹp, nhất định là bóc đô của Pháp, hoặc một rượu vang khác của Chile, mà chai rượu vang Bourgogne to như vậy, đối lập với hẹp dài phía trên, ở phía dưới lớn hơn, cũng không có chai bóc đô đều đều như vậy, hai mắt của cô chấp lóe, nhanh chóng cầm chai rượu lên. Trong nháy mắt cầm lên, Lâm Tử Linh lộ ra một chút kinh ngạc và nụ cười châm biếm nhìn cô. Vitus cùng Trang Hạo Nhiên, còn có đám người tưởng thiên lỗi, bác dịch cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô, có chút không thể tin nổi tại sao cô lại chọn lựa chai rượu vang này. Lúc này Giang Dĩ Thần và Kerry đồng loạt nhìn cô, vẻ mặt dần dần lộ nghi ngờ. Ánh mắt đường khả hình rời rạc, run rẩy nắm chai rượu này, tay cũng không có phủ lên nhãn hiệu, có thể phân tích nhìn ra loại rượu này là Sato Petrus vùng Bordeaux nổi tiếng của Pháp. Cho nên hầm rượu được xưng hầm rượu vua, vào năm 1855 nước Pháp đã từng có quy định phân chia cấp bậc hầm rượu thì chỉ có hầm rượu Sato có thể khiêu chiến lá pi, Leiter, Mountain, nhưng bởi vì lúc ấy chính phủ Pháp không muốn sửa đổi quy định phân chia, cho nên nó chỉ có thể đặt vào trong loại rượu vang hạng hai cao nhất. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không có ảnh hưởng đến Sato Petrus của Pháp, thậm chí khí thế sắc bén toàn thế giới không thể đỡ. Đường khả hình tay nắm chai rượu này, đúng lúc là rượu Sato Petrus năm 1989 điểm mắc. Nhưng mọi người đều biết, loại rượu vàng có lịch sử lâu năm thì phương pháp giải rượu phải cực độ yêu nhã và tỉ mỉ, chỉ sợ ở trong quá trình giải rượu động tác quá nhanh, hoặc động tác quá chậm, sẽ phá hư chất rượu, hoặc không thể giải phóng mùi thơm, lúc này vẫn chưa là lúc thi đấu chính thức, vòng giải rượu hôm nay chỉ chiếm có 3 điểm, thật sự không cần chọn lựa nhãn hiệu rượu này để mạo hiểm. Lúc này bà Dóc cũng không thể tin nổi nhìn đường khả hình, cảm thấy tại sao ở trong giờ phút quan trọng như thế, cô lại chọn lựa loại rượu vang cũng như hãng rượu rất cứng đầu như vậy. Jackson nhìn đường khả hình lựa chọn, thì càng nhận định cô là người thích nổi tiếng, lấy lòng mọi người. Đường khả hình không có thời gian để ý tới ai, mà thở dốc, trong 3 phút sau cùng, cô nhanh chóng đặt chai rượu trên bàn ăn trắng tinh, tay trái cầm chai, tay phải nhanh chóng từ trong túi đồng phục của mình, rút ra dao mở chai, một ngón tay bung dụng cụ mở chai, dùng dao ngắn lưu loát xoay tròn nắp chai, tay trái hướng về phía bên phải, mở nắp rượu, mà không cần giống như bất kỳ chuyên gia hầu rượu nào, xé rách keo, đây là phương pháp sáng tạo độc đáo của trang hạo nhiên dùng giãn nở ngược hướng. Trước chán của cô lại dịn mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nhanh chóng cầm dụng cụ mở chai xoay tròn, lập tức xuyên qua nút gỗ mềm, một mùi thơm nấm thông cao quý nồng nặc, trong nháy mắt tràn ra, hai mắt của cô mở to, bắt được mùi thơm của loại rượu này lan ra, trong đầu lập tức thoáng qua Sato Petrus năm 1989. Trái tim chợt cảm giác vỡ vụn, giải rượu lâu năm, còn cần một điều kiện hết sức quan trọng, chính là thắp nến đốt thân chai, vừa giải rượu vừa phải quan sát chất rượu đưa vào trong bình giải rượu còn sót lại cặn, chỉ cần phát hiện cặn rượu thì phải dừng giải rượu. Đường khả hình thở dốc, biết mình không có thời gian nhiều lắm, căn bản không rảnh để suy nghĩ, sốt cuộc giải chai rượu này có bao nhiêu khó khăn, mà nhanh chóng thoát ra khỏi mùi thơm, bàn tay chuẩn xác cầm một hộp quẹt diêm cách thức tiêu chuẩn, soạt một tiếng, theo ánh lửa cháy lên, nhanh chóng đốt một cây nến trắng, dựa theo tất cả trình tự giải rượu trước kia, lúc đặt chai rượu xuống, không muốn để cho người ta phát phát hiện hai mắt mình không nhìn thấy, trong hai phút ngắn ngủn, sắc mặt cô run rẩy tái nhợt nhớ tới thầy giáo nói. Rượu vang nó không chỉ có sinh mạng, có mùi thơm, nó còn có âm thanh, khi chất rượu trượt vào trong ly, nó có vị chua, ngọt, chát, thơm, độ dính, độ nóng cùng tập trung lại lướt qua ly, đều có mùi vị riêng. Nhất là rượu vang lâu năm, hương vị của nó có nhiều cấp độ, gấp nếp, nghiền ngấm, chặt chẽ, kết dính, cứng rắn, hừng hực, vân vân. Lúc rơi vào trong ly thì âm thanh phản hồi càng không giống nhau, mà trong quá trình giải rượu, nếu muốn giải rượu hoàn hảo, có thể thử nghiệm nhắm mắt lại, chú ý nghe âm thanh tan nin. Độ dày, lại dùng khứu giác, ở trong tầng tầng lớp lớp mùi thơm, cô sẽ phát hiện âm thanh và mùi thơm từ từ chặt chẽ, áp sát, nếu cô nghe thấy được một chút mùi cặn rượu thì lúc này dừng lại. Đây chính là cuộc đối thoại linh hồn giữa cô và rượu vang. Hai mắt đường khả hình run rẩy nước mắt, biết thời gian không nhiều lắm, nắm miệng chai chai rượu, đặt ở giữa dụng cụ giải rượu đơn giản nhất mình mới vừa nắm lên, cách 2cm, thở dài một hơi, làm cho đầu óc mình yên tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình linh hồn nhanh chóng hòa vào trong vườn nho, cảm thụ xung quanh phồn hoa rực rỡ, bươm bướm chập chờn. Vóc người cô mềm mại động lòng người, hơi đứng thẳng ở trước bàn ăn, xòe năm ngón tay cầm phía dưới đáy chai, trên mặt lộ ra ánh sáng giống như thánh khiết, bắt đầu chậm rãi nghiêng chai rượu, để cho dịch rượu trong chai chậm rãi như tơ nhung trượt vào trong bình giải rượu thủy tinh, lúc dịch rượu từ từ tỏa ra mùi thơm sô cô la, lỏng lộ nấm cục, sữa tươi, hương hoa, mâm xôi, thì chất rượu tinh tế rơi vào bên trong bình, giống như tơ lụa, trơn bóng, mềm mại không tiếng động. Hai mắt đường khả hình không nhịn được ươn ướt, giống như nhìn thấy ông chủ Sato Petrus, ở bên trong vườn nho sâu thẳm mà lãng mạn, bóng lưng cao lớn, đứng ở dưới gốc cây nho từ 50 tới 100 tuổi, chỉ huy công nhân trong vườn, nhất định phải nghiêm khắc kiểm soát quả, quy định trên mỗi cây chỉ giữ lại vài chùm nho, từng quả nho được bảo vệ như vàng, được người giám sát chờ đợi ngày đêm. Sau đó cô giống như còn nhìn rất nhiều công nhân hầm rượu, mồ hôi tràn đầy mùi hương nho, cứ mỗi 3 tháng thay thùng rượu đỏ để cho mùi thơm trong thùng gỗ sồi ngấm vào trong dịch rượu vang để cho mùi thơm của nó phát huy trở nên vô cùng hiệu quả thỉnh thoảng thấy một hình ảnh người thợ trưng cất rượu đi vào hầm rượu giống như người cha tay vuốt nhẹ thùng gỗ sồi nhìn chăm chú dịch rượu mới trong thùng giống như đứa trẻ ngủ say xưa ở bên trong thùng gỗ sồi thỉnh thoảng hai mắt lộ ra một chút không thôi cùng mong đợi nước mắt chảy xuống đường khả hình hít thở sâu chớp mắt đôi mắt đẫm lệ tay bắt đầu cầm bình giải rượu chậm rãi xoay tròn 360 độ, nhịp nhàng tự nhiên mềm mại, để cho dịch rượu như tơ được cực hạn an ủi ở trong bình giải rượu thoải mái trượt và xoay tròn, thậm chí xuyên qua thủy tinh lồi lõm bằng mắt thường không nhìn thấy được, từng trận mùi rượu nhiều lần được thoải kích phát ra, mùi thơm này biến hóa vô cùng giống như mùi thơm cơ thể của thiếu nữ cũng dần dần lan ra, bạn có thể cảm nhận rõ ràng, ở bên trong thùng rượu to lớn. Rất nhiều cô gái phương Tây thuần khiết, nở nụ cười say lòng người, vui tươi nhất trên thế giới, dùng bàn chân thơm thiếu nữ đạp lên từng quả nho như sữa tươi, tràn ra giữa trời đất mùi hương nguyên thủy nhất. Nó biến hóa vô cùng đến giường nào, nó cực hạn và nhẫn nhụi đến giường nào, nó huyền thoại đến giường nào. Chúng ta thường nghe nói, nước trở thành rượu là một kỳ tích, mỗi ngày đều xảy ra là do Thượng Đế ban ơn tạo ra kỳ tích, thiên đường tưới nước mưa xuống vườn nho, theo rể nho ngấm vào quả nho, biến thành rượu. Đây là bằng chứng thượng đế thương yêu chúng ta, cũng vui mừng khi nhìn thấy chúng ta vui vẻ. Franklin, bác dịch là người bảo vệ linh hồn rượu, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, theo thời gian càng ngày càng đến gần, cô rượu trong chai tiếp tục trượt vào trong bình giải rượu, giữa rượu và rượu phát ra ánh sáng đẹp nhất giữa trời đất. Rượu dần dần từ ánh sáng màu hồng chậm rãi gặp nhau, màu sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu cho đến khi cô nghe được rượu tỉ mỉ trượt vào trong bình giải rượu thì phát ra một âm thanh nặng nề, mang theo một chút mùi cặn rượu tràn ra ngay sau đó, cô lập tức dừng chai rượu lại, mở hai tròng mắt rời rạc, bị mùi thơm cao quý trưng cất lâu năm, cảm động, lý trí của cô cũng từ từ khôi phục, cô thở dốc, quay đầu đi chỗ khác, không nhịn được hỏi, thời gian dài bao lâu? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả chuyên gia hầu rượu dối rít nhìn cô, khách lệ nhìn cô, ban phê bình và giám khảo chính ở bên trong cả đám người cũng rối rít im lặng nhìn cô. Đường khả hình chợt cảm thấy sợ hãi và khủng khoảng vì một chút yên lặng. Hai mắt của cô nhanh chóng xoay tròn, cũng không có phát hiện, trên máy tính giờ, thời gian đã vượt qua 13 giây, mà mọi người cũng không biết nên bày ra nét mặt gì nhìn cô, có mất mát, có đồng tình, có mong đợi, có kinh ngạc, mà Lâm Tử Linh dùng ánh mắt căm hận, nhìn chăm chú cô. Chính là không tin, cô có thể vượt qua trong 30 giây sau cùng. Vitus kinh ngạc nhìn học trò, lúc này Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cũng trầm ngâm nhìn, đều không lên tiếng, bà dốc nhìn màn giải rượu này, bà chớp mắt một cái, à một tiếng. Jackson biết bà muốn nói gì, liền quay đầu, nhìn bà nói, bà dốc Cô ấy quá dở rồi. Vẻ mặt bà dốc lập tức mang theo một chút kinh ngạc, hơi giờ bút lông chim, vội nói, nhưng cô ấy nhắm mắt lại, giải một chai rượu Sato Petrus năm 1989. Thậm chí bên trong không có một chút cạn, tôi cách xa cô ấy như vậy, tôi cũng có thể ngửi được mùi rượu kịch liệt bị đánh thức, đánh linh hồn của tôi. Bà Gióc, cô ấy quá dở rồi. Jackson nhắc lại bà, chương 1093, không tiếng động. Thật muốn cởi giày ra ném vào mặt ông già cổ hủ này. Bà Gióc ngồi ở vị trí ghế giám khảo bên trái. Nhìn Jackson có chút xung động nói, Jackson tiên sinh. Chúng ta đối xử với một chuyên gia hầu rượu ưu tú trên thế giới, cũng giống như nhìn thấy được một chùm nho quý hiếm, một mảnh đất tốt. Bọn họ giống như thổ thần Bóc Đô, phải trải qua khí hậu đất đai đặc trưng từng vùng nuôi nấng mấy thế kỷ mới có được một mảnh đất như vậy. Nó tràn đầy cơ hội, nó tràn đầy khó khăn, nó càng tràn đầy tình yêu. Ánh mắt của Jackson trừng to, nét mặt có chút cổ quái, nhún nhún vai nhìn bà gióc, vội nói, ồ. Bà gióc, bà so sánh đường khả hình với thổ thần Bóc Đô, cô ấy sao? Âm thanh rất cao, thậm chí tràn đầy châm biếm. Bà gióc chớp mắt một cái, lập tức im lặng vẻ mặt căng thẳng nhìn Jackson. Đám người Vitus và Lauren tạm thời đều không lên tiếng, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng tạm thời nhìn kỹ tình hình này, nhắc mí mắt, liếc về phía hai cựu thành viên giới rượu đỏ, một người là nhà phân phối rượu vang nổi tiếng nhất của Pháp, một người là bậc thầy bình luận của giới rượu đỏ, lúc này cũng tạm thời không tiện nói chuyện, Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ mới vừa muốn đưa tay phát biểu ý kiến, cũng đã thấy Jackson nhanh chóng kích động nhìn bà Jock, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, cũng xung động nói. Bà Jock, tôi hy vọng bà có thể hiểu, chúng ta tốn kém tài sản như thế, lãng phí nhiều người ở chỗ này để chuẩn bị một cuộc thi đấu, là vì chọn lựa chuyên gia hầu rượu tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần người nào trong bọn họ thắng được cuộc thi đấu này, là có thể thuận lợi tiến vào Hiệp hội chuyên gia hầu rượu, người như vậy, toàn cầu đến nay chỉ có 200 người. Tương lai bọn họ bước một bước, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thị trường rượu đỏ thế giới. Đó không phải là một đất nước, đó là cả thế giới. Tất cả hãng sản xuất rượu vang, cho dù là hầm rượu nổi tiếng và quý giá nhất, hay là hầm rượu vang thế giới mới, đều dựa vào bọn họ cho điểm để quy định giá trị. Nếu như bọn họ không có đủ phẩm đức tốt đẹp nhất và lòng trách nhiệm, như vậy rượu vang cả thế giới cũng sẽ bị một số người có dụng tâm nắm mũi dẫn đi. Chúng ta không thể tùy tiện như vậy, nếu chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp rượu vang thế giới, mang một chút giọt máu của thượng đế truyền khắp nơi thì phải làm tốt người bảo vệ nghiêm khắc cho nên tôi mới có thể quý trọng như vậy. Bà Gióc kịch liệt nhìn Jackson vội nói, đây chỉ là một phần ba cuộc thi, Jackson tiên sinh. Như vậy tại sao cô ấy ở trong vòng thi đấu 3 điểm, chọn lựa một chai đến từ Sato Petrus năm 1989? Jackson lại kịch liệt nhìn bà Gióc, ngón tay gõ mạnh mặt bàn, nhìn bà, vẻ mặt càng lúc càng đỏ, kích động nói, cô ấy chỉ cần tùy ý lựa chọn một chai rượu vang, cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Bà Gióc thật sự thở dài một hơi, khép tài liệu lại, lại nhìn Jackson nói, Jackson tiên sinh. Ông nhất định phải hiểu rõ, chúng ta đang lựa chọn chuyên gia hầu rượu thế giới. Chúng ta nhất định phải cho phép mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình. Mặc kệ cô ấy liều lĩnh hay cô ấy kín kẽ, chỉ cần cô ấy ưu tú. Đứa bé này là đứa bé khó gặp, trong lúc cô ấy nói chuyện, ông cảm thấy cô ấy tràn đầy khiêm tốn, tràn đầy cẩn thận, tràn đầy khát khao chúng ta nhất định phải cho cô ấy một cơ hội một cơ hội trưởng thành thốt ra lời này cả phòng lớn tất cả dám khảo cùng nhau im lặng nhìn bà gióc bà gióc lần này jackson không khách khí chút nào nhìn bà gióc nói bà là người chủ nghĩa nữ quyền sao What, bà gióc kích động nhìn jackson bắt đầu có chút cảm xúc không đúng kêu lên ok chủ tịch hiệp hội rượu đỏ lập tức hơi giơ tay lên tiếng ngăn cản không khí càng ngày càng không tốt nhìn hai người bọn họ nói, cho dù như thế nào, Jackson tiên sinh và bà Rox, cảm ơn mọi người hôm nay tranh luận kịch liệt thế này, cho dù như thế nào, cũng là vì suy nghĩ cho tương lai ngành rượu vang. Ông David, Jackson lần nữa nghiêm mặt nhìn chủ tịch hiệp hội rượu đỏ, cao giọng nói, nếu như hôm nay chúng ta dựa vào 30 giây mà bật đèn xanh cho một chuyên gia hầu rượu, tương lai chúng ta nhất định phải bật đèn xanh cho mọi người. Hàng ngàn hàng vạn chuyên gia hầu rượu toàn thế giới, giờ phút này tất cả bọn họ đều lòng ôm kính ngưỡng nhất quan sát cuộc thi đấu này, nếu cuộc thi đấu thần thánh này có chứa một chút lời nói đùa. Tương lai không có ai tin phục và tin tưởng nghe theo tập thể, để cho bọn họ vì đó mà phục vụ. Lời này có chút nặng. Chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ nghe nói như vậy, mặt cũng lộ ra nghiêm túc gật đầu một cái. Lúc này bà Gióc cũng nhìn chủ tịch Hiệp hội rượu đỏ, hết sức tranh thủ vì đường khả hình, nói, ngài chủ tịch. Thợ trưng cất rượu bóc đô Pháp chúng ta, mỗi ngày ở trong vườn nho, dầm mưa dãi nắng, chỉ cần một quả nho nho nhỏ xuất hiện, Thợ Trưng Cất sẽ lập tức nâng niu bọn chúng, mỗi ngày linh hồn tiến hành đối thoại cùng bọn chúng, hỏi thăm bọn chúng tình hình hôm nay như thế nào. Đồng thời cũng sẽ nghe quả nho mang tin tức đến cho mình. Nhưng nếu Thợ Trưng Cất rượu có mảnh đất tinh hoa nhất, không có điều kiện tốt nhất, anh ta cũng không thể phát huy được gì. Quả nho kém cũng luôn khó có thể trưng cất ra loại rượu quý hiếm. Thật ra chúng ta sống mỗi một giây đều nghiêm túc, chúng ta nhìn người Thợ Trưng Cất rượu đứng trong ruộng nương giống như không chút để ý, vừa giống như im lặng, nhưng lúc đó anh ta đang nghiêm túc. Đồng thời, lúc này chúng ta cũng nghiêm túc, chúng ta để cho một chuyên gia hầu rượu có tài hoa tiến vào thi đấu, chuyện này chẳng lẽ không phải là chuyện nghiêm túc nhất sao? Chẳng lẽ, tất cả mọi người chúng ta ở đây, cũng không có ai nhìn thấy, lúc đứa bé này nhắm mắt lại, giải một chai rượu quý hiếm, hơn nữa linh hồn cô ấy hoàn toàn đánh thức linh hồn đang ngủ say của chai rượu này, mà kể cô ấy vì lý do gì, chúng ta cũng phải tôn trọng hành động của cô ấy bởi vì đó là trí tuệ của cô ấy bởi vì cô ấy cho chúng ta phút giây trình diễn đặc sắc động lòng người chẳng lẽ mọi người không muốn nhìn xem trong trận đấu kế tiếp đứa bé này còn có biểu hiện đặc sắc và ngoài dự đoán như thế nào sao chúng ta ngồi ở chỗ này chẳng lẽ không phải vì chứng kiến những phút giây động lòng người chẳng lẽ mọi người cũng không suy nghĩ một chút khẳng định cô ấy cũng rất không dễ dàng yêu cầu nghiêm khắc mình đi tới hôm nay bên ngoài ban giám khảo. Sắc mặt đường khả hình tái nhợt, trên trán tràn mồ hôi, mình mình đứng ở bên cạnh bức tường trắng, bóng dáng lộ ra nặng nề hư mềm không còn hơi sức, hai mắt tràn lệ chờ đợi, cô không khỏi nhớ tới thầy giáo đã từng nói một câu, cô không thể lấy một thành tích tuyệt cao, ở trước mặt mọi người, giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu không suy nghĩ chút nào. Cô cứng rắn nuốt nước mắt của mình, trên mặt lộ ra mấy phần căng thẳng và dần vặt, cô không nhìn thấy gì, cô không biết cái gì, chỉ vẫn chờ đợi người khác quyết định, đang đợi giây phút bị người khác quyết định. Lúc này, Kerry khiếp sở cất bước đi đến trước mặt của đường khả hình, thậm chí ngồi xổm xuống, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn đường khả hình bật cười nói, hi. Cô thật sự là quá tuyệt vời, cô có thể nhắm mắt lại giải một chai rượu Sato Petrus. Loại rượu đó, trong mắt của tôi rất cứng rắn, không thể tưởng tượng nổi nhất, khó nắm bắt nhất. Đường khả hình chấp ánh mắt rời rạc, dựa vào hơi thở của Carrie, ngẩng đầu lên, giống như nhìn anh, tiểu tụy căng thẳng không biết nói gì. Kerry chăm chú nhìn đường khả hình, có lẽ hiểu cô tâm trạng của vào lúc này, ánh mắt cũng hơi lộ ra quý trọng, vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô, là người nhiệt tình yêu thương rượu đỏ, an ủi cô, nói, không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì đâu. Vẻ mặt đường khả hình run rẩy, vẫn suy nghĩ ban giám khảo kịch liệt ở phía sau, sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Bên trong, ban giám khảo mọi người vẫn còn đang kịch liệt tranh luận, mấy vị giám khảo đồng ý với ý kiến riêng của Jackson, cũng nhao nhao cho rằng, quy định thi đấu là hết sức thần thánh, là không thể xâm phạm, mà giám khảo phía bà Gióc cảm thấy đối mặt với một chuyên gia hầu rượu có thiên phú, cho ngoại lệ, sẽ có giây phút trở nên chấn động. Lúc bà Gióc nhìn bỏ phiếu quá nửa, còn lại Vitus ngồi ở một bên, trầm ngâm yên lặng, liền nhanh chóng mở miệng, nói, Vitus tiên sinh. Từ lúc này đến giờ, ngài vẫn luôn im lặng, hiện tại, đối với đường khả hình, ngài có ý kiến và cách nhìn như thế nào? Mọi người lập tức cùng nhau nhìn ông, nhất là Trang Hạo Nhiên, anh không có quyền bỏ phiếu, chỉ đành lộ ra căng thẳng, nhìn thầy giáo. Vitus trầm ngâm lặng lẽ ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, ngưng mặt thật lâu thật lâu. Lúc này Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng nhìn Vitus, nói, Vitus tiên sinh. Ngài có gì muốn nói không? Hoặc ngài có ý kiến gì không? Vẻ mặt Vitus vẫn căng cứng, Hai mắt lộ ra một chút ánh sáng cứng rắn, nhìn chăm chú phía trước một chút. Sau lưng Trang Hạo Nhiên cảm thấy lạnh lẽo, anh nhìn vẻ mặt thầy giáo như thế, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Vitus chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh băng, từng bước đi ra ban giám khảo, mọi người ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn màn hình máy vi tính theo dõi, nhìn bóng lưng vị cựu thành viên nổi tiếng công bằng chính trực trong giới rượu đỏ, từ từ đi ra phòng giám khảo, đi qua phòng nghỉ ngơi lại đi ra ngoài đường khả hinh ngồi ở trên ghế hai mắt rời rạc nhấp nháy giống như cảm nhận không khí không tầm thường đang xô về phía mình cô không khỏi cảm thấy thần kinh cả người lập tức căng thẳng vitus lộ ra căng thẳng và thái độ nghiêm túc đi vào sảnh tiệc đi tới trước mặt học trò trực tiếp mang theo nét mặt không vui lộ ra hơi thở cứng rắn không thể xâm phạm nhìn khuôn mặt cô cúi xuống lộ ra một chút căng thẳng và mờ mịt từng chữ từng chữ hỏi tôi hỏi cô lúc này tại sao cô muốn ở trong 3 phút ngắn ngủn giải một chai rượu vang 1989? Lý do tại sao? Hai mắt đường khả hình tràn lệ, một cảm giác chua sót và uất ức nhanh chóng tràn ra, cũng không dám nói chuyện, chỉ chậm rãi đứng lên, cúi đầu. Hiện tại tôi lấy thân phận của giám khảo hỏi cô, tại sao chọn lựa một chai Sato Petrus năm 1989? Giọng điệu của ông có chút nặng nề, thậm chí lộ ra không hiểu và tức giận vẫn lạnh lẽo vô tình trách móc nói, chẳng lẽ cô muốn mãi mãi đi bên lề thế giới rượu đỏ sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy, trải đi danh giới điểm số kinh nghiệm như vậy, là cô có thể có kinh nghiệm tốt nhất? Thậm chí có thể thể hiện năng lực của cô? Không phải như thế, đường khả hinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt muốn nắm bắt bóng dáng của thầy giáo, vội vả và, và căng thẳng muốn giải thích. Cô có biết tại sao tôi muốn nhắc đi nhắc lại với cô, dạy bảo cô, đào tạo cô một lần nữa? thậm chí cẩn thận đối đãi với cô, không để cho cô có một chút chạnh lòng. Đó là bởi vì tôi hy vọng cô hiểu rõ, Thượng Đế cho cô bất kỳ cái gì, lúc nào cũng đều nghiêm túc. Thậm chí kín kẽ vô tình, giống như cô, dựa vào một chút thiên phú như vậy, liền tự tin hơn người, không chút để ý. Cô có tư cách gì tiến vào cuộc thi đấu rượu đỏ thần thánh này? Vẻ mặt Vitus tức giận nhìn học trò, lại giận giữ khiển trách. Hai mắt đường khả hình lặng lẽ chảy nước mắt chương 1094, kết quả cuối cùng. Vitus nói một phen, lập tức làm cho không khí cả phòng thi đấu rơi vào băng giá. Cả người đường khả hình run rẩy, tâm trạng lo lắng, trên mặt tái nhợt, lộ ra không cách nào đè nén, lại cố gắng đè nén cảm xúc, nước mắt lại chảy xuống, nhưng vẫn như trước kia, yên lặng nghe lời của thầy giáo. Tôi lại hỏi cô một một lần, Vitus tức giận nhìn học trò, từng chữ từng chữ lạnh lẽo nói, tại sao cô muốn trong 3 phút sau cùng, chọn lựa một chai Sato Petrus năm 1989. Dựa vào năng lực của cô, cô hoàn toàn không cần vào lúc đó, chọn lựa một chai rượu vang như vậy. Cô chỉ cần tùy ý lựa chọn, không cần kích thích nhấc lên cơn sóng lớn như vậy. Nói cho tôi biết, tại sao? Đường khả hình chấp đôi mắt tràn lệ, trước mặt đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có tiếng của thầy giáo, giống như tiếng chuông xa xưa truyền đến, trầm trầm nặng nề nện vào trong thế giới của mình. Cô cho tôi biết tại sao. Vitas lại nhìn học trò lạnh lùng cứng rắn hỏi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hai tròng mắt đường khả hinh nhanh chóng chuyển động, máu trong lồng ngực kịch liệt chảy giống như rượu đỏ. Đôi tay không nhịn được run rẩy nắm lại, vẻ mặt đè nén càng đè nén bất đắc dĩ nhưng cảm xúc kiên định. Rốt cuộc từng chữ từng chữ nói, không có, không có lý do gì. Con chỉ là, chỉ là muốn thông qua cách của mình để hoàn thành cuộc thi đấu lần này muốn thông qua trí tuệ của mình để đi qua từng cửa. Ánh mắt của Vitus nhíu lại, nhìn học trò, hơi lộ ra đau lòng nói cô hủy bỏ. Tất cả sự dạy dỗ của thầy giáo đối với cô trước kia. Vì muốn thắng vào lúc này, thắng chấn động lòng người như vậy. Nước mắt đường khả hình chảy xuống, trái tim đau đớn như hoàn toàn bị xé nát, trên mặt lộ ra khổ sở chưa bao giờ có, muốn nước nở khóc giống, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi dưới, hơi ngẩng mặt, run rẩy nói con thậm chí cả đời con cũng không quên được thầy giáo dạy dỗ cho con. Chỉ là, vào lúc này, con muốn, con muốn dùng cách của chính con đi một lần, xin thầy thành toàn cho con. Vitus hoàn toàn không tin nổi, cũng không thể tin nổi nhìn học trò, hai mắt lộ ra một chút đau lòng. Đường Khả Hinh dùng hết sức lực cắn chặt răng, trên mặt lại lộ ra một chút ánh sáng kiên định, nắm chặt quả đấm, nước mắt lại chảy xuống. Khuôn mặt của Vitus do đau lòng biến thành lạnh lùng nghiêm túc, từ 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 từ, suốt cuộc ông từng chữ từng chữ lạnh lùng nhìn học trò nói có lẽ cô đã đúng. Chỉ cần cô có thể vượt qua cánh cửa này, ở trong mắt rất nhiều người, cô đã đúng đấy. Cô muốn thông qua cách của mình cũng được, như vậy kể từ bây giờ trở đi, tôi không còn là thầy giáo của cô nữa. Cô cũng sẽ không là học trò của tôi nữa. Cô cũng đã không thể dùng trí tuệ của thầy giáo để giải quyết tất cả vấn đề của cô. Bao gồm nhắm mắt lại, giải chai rượu Sato Petrus năm 1989. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, hai tròng mắt đau lòng ứa nước mắt, muốn tìm kiếm khuôn mặt của thầy giáo, muôn ngàn lời muốn nói nuốt ở trong cổ, cũng nói không ra được lời gì. Vitus tức giận nhìn khuôn mặt học trò xong, lại chậm rãi từng bước từng bước xoay người, cất bước đi trở về căn phòng vòng thi đấu thứ hai. Đường Khả Hinh biết thầy giáo đi xa, cô lập tức cắn chặt môi dưới, mặc cho nước mắt từ bên khóe miệng rơi xuống. Vitus tức giận đi vào phòng giám khảo nhìn tất cả mọi người im lặng nhìn mình, ánh mắt ông bén nhọn lóe lên, trên mặt lạnh lẽo hơi lộ ra im lặng, nhưng vẫn xoay người nói với giám sát viên và các giám khảo có mặt nói, rượu vang ở bóc đô Pháp chúng tôi, nó không chỉ có thuộc về nước Pháp, nó còn thuộc về toàn thế giới, chỉ cần mỗi một loại là huyền thoại, như vậy nó chính là thế giới. Bởi vì đây là tượng trưng cho trí tuệ con người, bà Gióc nói rất đúng, chúng ta phải cho phép mỗi người đều có suy nghĩ và ý tưởng đặc biệt của mình mặc kệ anh ra liều lĩnh hay kín kẽ, nhưng ít nhất trong nháy mắt cô ấy thông qua nỗ lực kinh người của mình, quả thật cô ấy đã đạt tới cảnh giới. Có đôi lúc chúng ta suy nghĩ, rốt cuộc cái gọi là cho điểm, có vô hình chung phát huy sở trường của tuyển thủ, hoặc có khả năng đẻ ép trí tuệ lâu dài của bọn họ hay không. Dù sao, cuộc thi đấu ngắn ngủi, không cách nào khái quát toàn bộ cố gắng của bọn họ. Mà giám khảo chúng ta có thể làm được chỉ là trong thời gian có hạn, cho bọn họ không gian phát huy lớn nhất, tận lực để cho từng tuyển thủ lấy ra tất cả kiến thức cả đời của mình, thể hiện cho toàn thế giới. Cho nên giờ phút này, trí tuệ của bọn họ thuộc về toàn thế giới. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người im lặng. Dĩ nhiên, Vitus cũng nhanh chóng tức giận nói, tuyển thủ đường khả hình mới vừa giải rượu phải không hợp cách. Cô ấy quá 30 giây, mọi người có bất kỳ phán đoán nào đối với cô ấy cũng không có sai. Có lẽ chính miệng cô ấy thừa nhận, cô muốn thông qua một phương thức như thế, để đạt được hiệu quả cô ấy mong muốn. Hiển nhiên cô ấy đạt được, trong quá trình này, quả thật cô ấy làm cho mọi người chú ý, nhưng lại gây tranh cãi, cô ấy cũng thật có can đảm và dũng khí, khiêu chiến một giây sau cùng của số mạng. Phải biết, một người khiêu chiến một giây sau cùng của số mạng là không có thần may mắn chăm sóc, điều này hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiếp theo, mọi người có thể trưng cầu điều đã thấy cho cô ấy điểm và phán đoán hà khắc nhất ngay cả có thể mời cô ấy lập tức tham gia thi đấu. Bà Jock không nói gì nhìn Vitus, bà muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cũng chỉ nhún nhún vai, im lặng không nói lời nào. Lúc này, Jackson cũng im lặng. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng đang cau mày suy nghĩ vấn đề này. Vitus im lặng nhìn ánh mắt âm trầm đông lại của tất cả mọi người xung quanh. Ông lạnh lùng nói, tôi có thể giữ ý kiến trung lập đối với việc tiếp tục giữ tuyển thủ đường khả hình ở lại phòng thi tham gia vòng thi đấu thứ hai hay không. Bởi vì tôi quả thật muốn biết, một người từ bỏ tư tưởng và dạy dỗ của người đi trước, rốt cuộc cô ấy có thể sáng lập mấy phần trí tuệ để cống hiến cho thế giới rượu đỏ. Đây mới là điều tôi chú ý nhất, bởi vì tôn chỉ của chúng ta là dẫn dắt bọn họ mở ra thế giới rượu đỏ mới. Chúng ta cũng không cần bảo thủ không chịu thay đổi, chúng ta chỉ cần bảo vệ chặt truyền thống. Dĩ nhiên, cá nhân tôi cũng không có năng lực này, cũng không có muốn khiêu chiến với quy định thi đấu có lịch sử lâu đời của Hiệp hội Rượu Đỏ đây chính là toàn bộ ý kiến của cá nhân tôi. Vitus nói xong, nét mặt lộ ra đong cứng, tức giận, đi trở về chỗ ngồi. Trang hạo nhiên hơi lộ ra một chút đau lòng và bất đắc dĩ nhìn thầy giáo, hai tròng mắt bác dịch lóe sáng, cũng im lặng hơi nghiêng mặt, nhìn Vitus. Bà gióc thở dài một hơi, hơi đến gần bên cạnh bác dịch, dùng tiếng Anh nói, ông ấy là thầy giáo nghiêm khắc nhất trên thế giới, thậm chí nghiêm khắc kính kẽ, cũng làm cho người ta không chịu nổi. Bác dịch nghe nói như vậy, vẻ mặt của anh lộ ra ngưng trọng im lặng. chủ tịch hiệp hội rượu đỏ đới lập suy dừng lại một lát, liền đưa ra một quyết định nói: mỗi vị giám khảo, tôi đều có suy nghĩ cân nhắc, đây đúng là một chuyện để cho người ta rất nhức đầu và khó lựa chọn. bởi vì giống như jackson tiên sinh nói như vậy, chỉ cần chúng ta vượt qua nội quy thi đấu, cho đường khả hình tuyển thủ vượt qua, sẽ đối với tuyển thủ toàn thế giới không công bằng. nhưng tại sao cô ấy đi hay ở lại dẫn tới tranh luận? là bởi vì cô ấy là tuyển thủ có giá trị đặc sắc. Nếu thế giới này có điều giá trị đặc sắc, chúng ta cũng nên cho thêm một chút bảo vệ và đối đãi đặc biệt, đây là phản ứng hoàn toàn nghiêm túc và khoan dung đối với rượu đỏ là máu của thượng đế. Nhưng quả thật chúng ta không thể dễ dàng khiêu chiến với quy định truyền thống. Bởi vì nó cũng nghiêm túc, thậm chí là thần thánh. Do vậy tôi đề nghị, trước hết bắt đầu cho điểm của ban phê bình. Do 41 người bắt đầu bỏ phiếu. Tất cả 10 người giám khảo chúng ta cũng bỏ một phiếu. Mà kết quả bỏ phiếu được xem là quyết định cuối cùng. Mọi người không được có ý kiến khác, tôi bỏ trước. Đới Lập Duy nói xong, lập tức cầm bút lên, bắt đầu viết chữ vào tờ giấy nhỏ lên, sau đó xếp nó lại, hách lệ đã sớm chuẩn bị xong, hòm thủy tinh trong suốt, cất bước đi tới, bỏ lá phiếu của chủ tịch vào trong cái hòm trong suốt, sau đó nhìn bà Gióc, mấy người Vitus cũng bắt đầu cầm bút lên, đang chuẩn bị viết xuống tờ giấy lá phiếu bỏ vào trong hòm thủy tinh, tiếp theo là đám người bác dịch, còn có ban phê bình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người im lặng nhìn mọi người im lặng bỏ phiếu như vậy, tâm trạng cũng không khỏi căng thẳng, hơi đổi tư thế ngồi, thở dài một hơi. Thời gian từng phút từng phút trôi qua. Đường Khả Hinh được người thông báo, trước mắt đối với vấn đề cô đi hay ở, các giám khảo đang họp bỏ phiếu đưa ra quyết định, sau khi cô biết được tin tức này, trái tim giống như rơi vào băng hàn, ngồi yên trên ghế, đôi tay run rẩy khẽ trống chán, nước mắt không tiếng động, căng thẳng chảy xuống. Ở bên trong, hách lệ căn cứ tất cả lá phiếu của mọi người bỏ vào, mở toàn bộ lá phiếu ra đẩy tới trên mặt tấm bảng trắng, số liệu phân ra hai màn hình điện tử, biểu hiện ở 18 phiếu. Đi, 19 phiếu. Số phiếu chậm rãi kéo dài đi tới. Các tuyển thủ cũng cảm thấy có chút căng thẳng đứng ở sau phòng thi đấu, có chút lo lắng chờ đợi, Lâm Tử Linh cũng có vẻ có chút hài lòng, nở nụ cười bỏ đá xuống giếng nhìn đường khả hinh sắc mặt của đường khả hinh càng lúc càng tái nhợt theo thời gian từng phút từng phút trôi qua trái tim của cô từ từ buộc chặt hai mắt từ từ lộ ra ánh sáng kích động bên trong phòng giám khảo tất cả số phiếu hiện ra trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi nhìn tình hình này lập tức trợn to hai mắt thất thần bác dịch cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn kết quả này đều có chút dở khóc dở cười hách lệ cũng chậm rãi nở nụ cười lúng túng hơi tránh tấm bảng trắng, con số phía trên biểu hiện 25 phiếu so 25 phiếu. Bởi vì Vitus bỏ cuộc, cho nên vào lúc này vẫn cạnh tranh. Trong lòng chủ tịch lập tức có đáp án, nói một câu ok, liền trực tiếp đứng lên nói, chúng ta không cần phải hao tâm tốn sức, vốn là phần đề thi 3 điểm dùng để giảm bớt tâm trạng thi đấu. Cảm ơn mọi người, vất vả. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn ông. Vẻ mặt đới lập duy lộ ra nghiêm túc, tự mình đứng lên, đi về phía đại sảnh chờ thi đấu. Ánh mắt Peters lóe ra ánh sáng kịch liệt, nhìn đối lập duy, tay nắm chặt bút máy, chậm rãi không có buông tay. Đại sảnh chờ thi đấu. Đường Khả Hinh nghe nói đã có kết quả bỏ phiếu, mà Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cũng đã nhanh chóng cất bước ra ngoài, cả người cô lập tức căng thẳng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống. Vẻ mặt đới lập duy nghiêm túc, trong ánh mắt khác thường của mọi người, đi tới trước mặt của đường Khả Hinh, vội nói, đường khả hình tiểu thư. Cảm ơn cô đã ở trong vòng thi đấu, biểu diễn cho chúng tôi lần giải rượu đặc sắc như vậy. Nhưng quả thật cô đã quá 30 giây, chúng tôi không cách nào vì một mình cô mà bỏ qua quy định thi đấu truyền thống thế giới rượu đỏ chúng ta. Cho nên tôi đưa ra quyết định, hủy bỏ 3 điểm cô thu hoạch được trong vòng thi đấu lần này. Đồng thời, cô cũng phải mang theo 3 trừ điểm trừ 3 tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Hai tròng mắt đường khả hình sáng lên, kích động nhìn đối lập duy. Đối lập duy lại nghiêm túc nhìn đường khả hình, nói cô cần phải làm tốt chuẩn bị tuyệt đối. Bởi vì cô mãi mãi sẽ không có may mắn khác nữa. Thậm chí, phải thừa nhận thái độ hà khắc nhất của mọi người đối với cô. Chỉ là, tôi vẫn muốn chúc mừng cô, thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Đường khả hình lại kích động chảy nước mắt, chương 1095, vật tham chiếu. U, vòng thi đấu thứ hai, chính thức bắt đầu người đầu tiên tiến vào thi đấu là cựu chuyên gia hầu rượu pháp ông là người có tuổi chứng kiến cuộc đọ sức văn hóa giữa rượu truyền thống hai thế giới cũ mới và rượu mới ông cũng có kinh nghiệm ẩm thực phong phú nhất trên thế giới ông từng vì tìm cách phối hợp hoàn mỹ giữa rượu vang và món ngon không tiếc đi khắp toàn thế giới đây là một loại cuồng nhiệt và mê luyến đến cỡ nào ông đã từng hào sảng tiếp nhận phỏng vấn cười nói tôi hoàn toàn nghe theo tiếng gọi của rượu đỏ đối với trái tim tôi tôi vì đạt được chỉ cần liếc mắt nhìn một món ăn ngon là có thể nghe được tiếng gọi của rượu vang, tôi bỏ ra cố gắng cả đời. Vui vẻ lớn nhất của tôi chính là nhìn khách sau khi thưởng thức món ngon và rượu tôi giới thiệu, nở nụ cười vui thích. Điều này đối với tôi mà nói, không chỉ là một loại khẳng định, càng là một loại hòa hợp giữa trái tim và trái tim. Đây là một quá trình vô cùng thú vị. Cơ Si Jun, cựu chuyên gia hầu rượu hơi lộ ra hiền lành, ông nở nụ cười thật thà nhiệt tình giống như nhiều năm qua vẫn luôn không đổi, làm cho không khí kịch liệt căng thẳng bởi vì sự kiện của đường khả hình mới vừa rồi, trở nên thoải mái một chút. Các giám khảo nhất trí ngồi ở trước ghế giám khảo, mở tài liệu cho điểm các chuyên gia hầu rượu, đầu tiên rút sơ yếu lý lịch của cưa Sijun nhìn thoáng qua, liền mở bút máy, chuẩn bị bắt đầu cho điểm. Mà cả đám giám khảo chính bên trái cũng hơi ngồi thẳng người, im lặng, nghiêm túc rút bút máy ra, trước hết căn cứ vào tài liệu dự thi của tuyển thủ chuẩn bị xong để lựa chọn, Đầu tiên là bậc thầy bình luận rượu nổi tiếng ở Mỹ, ông Fernando, một người đàn ông trung niên 50 tuổi hơi lộ ra nghiêm túc, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cưa Sizun, mỉm cười nói, "Đầu tiên chúc mừng ông Cưa Sizun thuận lợi lên cấp vào vòng đấu thứ hai. Tôi hy vọng ông không cần xem là một chuyện nghiêm trọng ở vòng vấn đáp này. Chúng ta cũng chỉ thoải mái trao đổi một chút đề tài rượu vang." "Vâng," Cưa Sizun mỉm cười gật đầu, nói, "Xin mời ngài nói." Ông Fernando cũng gật đầu một cái, mới bắt đầu hỏi, năm 1985, thuốc chống đông của Australia đã gây sóng gió và đã tạo ra ảnh hưởng lớn cho cả giới rượu vang chúng ta. Khi rất nhiều hãng sản xuất rượu vì thu lợi mà không chút kiêng kỵ tăng thêm một lượng lớn thuốc phòng chống đông có độc ở trong rượu để đạt tới độ ngọt và độ trong như mong muốn, cử động này không chỉ có ảnh hưởng hình tượng của đất nước nước Australia, thậm chí vì hành vi khó có thể xóa đi của bọn họ mà phải trả giá nặng nề. Đến nay, Australia vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Ông là một chuyên gia hầu rượu ưu tú, làm thế nào để phân biệt rõ chỗ thiếu sót của các loại rượu vang? Ông làm thế nào để kiểm tra chất lượng rượu vang phòng ăn của ông phục vụ? Cư Sizun lập tức nhìn ông Fernando, bày tỏ tiếc nuối nói, "Đầu tiên, tôi rất tiếc nuối năm 1985 xảy ra một cơn sóng gió như vậy, mà tôi càng là fan trung thành với nhãn rượu William Pitt của Australia." thậm chí đối với rượu cỏ sậy của nó hết sức khát khao và mê luyến. Tôi cũng hết sức yêu thích rượu Dream Manor Chardonnay. Tôi bày tỏ lên án mãnh liệt nhất đối với những thương nhân rượu hám lợi. Bởi vì bọn họ nghiêm trọng và ích kỷ phá hư tinh thần và văn hóa rượu vang của Australia. Bà Jock mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn cưa Sijun nói, vậy bây giờ ông vẫn còn ái mộ nhãn rượu William Pitt không? Dĩ nhiên, trên gương mặt thật thà hơi có vẻ mập mạp của cưa Sijun, lộ ra nụ cười tự tin nói tôi có đầy đủ sự sáng suốt và độ nhạy cảm để phát hiện chất rượu có hư hại hay không hy vọng trong cuộc thi quan trọng này cũng không có sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với rượu vang đất nước australia nữa bởi vì bây giờ tôi vẫn rất sùng bái tinh thần và thái độ đối đãi với rượu vang của ông chủ hãng rượu williopit bà gióc gật đầu một cái cầm bút máy lên hơi hí hoáy ở trong tài liệu cưa Sijun tiếp tục nhìn mọi người nói muốn giám định thiếu sót của rượu vang thứ nhất phải công nhận thuốc chống đông, thứ hai là bụi nấm mốc, nó thật sự không giống với nấm botrytis của rượu Sato đơi quầm, mà là một loại làm cho quả nho hư thối, từ đó sinh ra mùi vi khuẩn kỳ lạ. Thứ ba là vị nấu nướng, Madeira, thợ trưng cất rượu thích tiến hành chậm rãi đun nóng rượu vang, để cho rượu vang chứa một loại mùi vị đường cháy đặc biệt. Nhưng nếu như rượu vang lâu năm bị ảnh hưởng ở nhiệt độ cao, hoặc bởi vì rượu vang cất giữ không cách, mà rượu vang không thể được chăm sóc tốt nhất, từ đó làm cho rượu vang chín mùi, màu sắc hết sức tối, hương vị nhẹ cũng không giữ được lâu. Tình huống như thế, từ lúc khui chai sẽ bộc lộ hết sức rõ ràng. Ông Fernando mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Cưa Sijun nói, nghe nói ở trong nhà của ông có một hầm rượu hết sức tinh tế nằm ở dưới cỏ thảm lavender. Ồ, Cưa Sijun mỉm cười khách sáo nói, đây chỉ là hầm rượu nho nhỏ. Bởi vì nhiệt độ thích hợp cất giữ một chai rượu, thực sự quá quan trọng nhất là sau khi tôi đi tới Trung Quốc, phát hiện có một số hầm rượu và siêu thị đều đặt rượu thẳng đứng, tôi hết sức sốt ruột. Tôi thật sự muốn nhắc nhở bọn họ, sau khi một chai rượu vang ra khỏi hầm rượu, từng giờ từng phút đều không thích nghi đặt thẳng đứng. Ngoại trừ nó là một chai rượu lâu năm, trước khi mở chai, cặn lắng ở dưới đáy chai mới có thể đặt thẳng đứng 2 đến 3 ngày. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dối rít mỉm cười, trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi hơi nở nụ cười, cầm bút máy lên chấm điểm. Fernando gật đầu, sau đó vươn tay, mời ông nói tiếp. Cưa Sijun liền tiếp tục nói, tiếp theo là SO2 mà chúng ta quen thuộc. Đáng nhắc nhở chính là nếu là rượu lâu năm, cũng sẽ chứa hoặc nhiều hoặc ít SO2, cho làm thể rượu càng có mùi vị lâu năm, chỉ là mỗi chai rượu vang đều không thể vượt quá 200mg L trở lên, nếu như vượt qua con số này, nó sẽ có hại đối với thân thể con người. Hơn nữa SO2 quá cao sẽ có mùi vị kỳ lạ làm gai mũi như hành tây, tỏi và mùi khác. Tiếp theo đó chính là hàm lượng sắt trong rượu vang quá cao, gây ra bệnh Parkinson, tiệt tử ngoại chiếu xả quá độ, để lại chất gồn, oxy hóa, lên men lần nữa, rượu bốc hơi, men bị nhiễm khuẩn, mùi động vật. Ông nói ra gần 26 loại phương pháp phân biệt thiếu sót của rượu vang, cuối cùng mỉm cười, giọng hơi bất đắc dĩ nói, bậc thầy rượu vang Hanson đã nói qua, rượu vang đỏ Burgundy ưu tú cũng có một chút mùi vị phân động vật, nhưng tôi cảm thấy đây là ưu điểm của nó, cũng là khuyết điểm của nó, toàn bộ dựa vào khách phán đoán. Ban phê bình và dám khảo chính theo lời nói của cưa Sijun, im lặng gật đầu. Fernando cũng gật đầu một cái, sau đó ý bảo thư ký, đưa rượu lên. Hách lệ lập tức mỉm cười sai người đưa lên 6 ly rượu vang đỏ, 6 ly rượu vang trắng, để cho ông nhìn thoáng qua và ngửi được mùi rượu bên trong 12 ly rượu, ly rượu nào là rượu vang kém chất lượng. Ông chỉ có một phút. Cưa Sijun hơi thu vẻ mặt nhẹ nhóm, quan sát từng ly rượu từ màu hồng, màu đỏ, hồng ngọc, vân vân, rồi đến rượu bên cạnh gần như trong suốt, màu xanh lá cây, màu hổ phách, màu vàng, vân vân. Hai mắt của ông chớp lóe, cảm thấy hơi có khó khăn, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng. Các giám khảo cùng nhau im lặng nhìn ông. Cưa Sijun tiện tay bưng một ly rượu vang màu hồng trong đó, đưa lên mũi người một cái, hai mắt nhanh chóng chấp lóe mới nói, đây là rượu vang hồng Sutter Home của Mỹ, do cuộc thi bỏ thêm vào axit sobic chất bảo quản quá độ, cho nên chất rượu bị phá hư, bay ra một mùi hoa thiên trúc quỷ gây mũi, mùi rượu cũng hết sức không ổn định, thậm chí mép ly nổi ánh sáng không quá rõ ràng, đây là kết quả cô động không hợp lý. Ông chắc chắn chứ, bà gióc mỉm cười nhìn cưa si Chắc chắn, cưa si nâng ly rượu, nhìn bà, gần như khẳng định nói. Ông đã chính xác, Cảm ơn, bà dốc cầm bút máy lên chấm điểm, mà đổi thành một nhóm giám khảo chính lại bắt đầu để vấn đáp. Tiếp theo chính là tuyển thủ Alex, là chuyên gia hầu rượu hàng đầu thế giới. Mẹ của anh có 13 hầm rượu nổi tiếng toàn thế giới, cha là chuyên gia ẩm thực Italy, từ lúc 3 tuổi, anh cũng đã làm bạn với rượu đỏ và hầm rượu trong nhà, cá nhân có danh hiệu tiểu thần rượu Bacchus. Chỉ thấy cả người anh mặc đồng phục chuyên gia hầu rượu màu đen, từ bên trong chậm rãi đi ra anh là người duy nhất trong rất nhiều tuyển thủ đeo huy chương bạc chiếu lấp lánh trên cổ áo chuyên gia hầu rượu. Công lao này do anh phụ giúp cha mẹ quản lý và kinh doanh hầm rượu và nghiệp vụ nhà hàng, nhìn anh nở nụ cười hấp dẫn, hai tròng mắt màu xanh đậm có thể lập tức xuyên qua linh hồn của bạn, nhanh chóng kết giao với bạn. Bà Zock thấy trai đẹp, không nhịn được hài hước mỉm cười. Trang Hạo Nhiên ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn Alex, nở nụ cười hết sức hài hước phong độ thân sĩ châu Âu. Đầu tiên dùng tiếng Anh nói đùa với Alex một câu, "Alex tiên sinh, tôi vẫn không tin truyền thuyết thần rượu. Chính tôi ở viện bảo tàng nổi tiếng toàn thế giới, hoặc ở bên trong sảnh triển lãm của rất nhiều hầm rượu, xem qua hình của thần rượu Bacchus từ bé đến già, không có hình nào tôi cảm thấy đẹp trai." Giám khảo cả phòng lập tức cười ầm lên. "Alex, người đàn ông phương Tây mang theo văn hóa truyền thống mãnh liệt và tố chất mạnh mẽ, chỉ đành phải hơi nở nụ cười khiêm tốn, mê người." Trang hạo nhiên chờ tiếng cười của mọi người dần dần tắt, lúc này mới hơi nghiêm nghị nhìn Alex nói, Alex tiên sinh. Đầu tiên tôi vô cùng vinh hạnh có thể tham khảo chuyện xưa vui thích có liên quan rượu đỏ với anh, hơn nữa nghe nói đối với rượu vang anh có kiến thức và am hiểu khá sâu, điều này càng kích thích hứng thú của tôi. Vào 2010 năm, tôi từng thưởng thức một chai rượu Sato de Bocayu năm 1990 của Pháp đạt 100 năm. Nhưng khi đó, tôi không cách nào tưởng tượng có mùi trái cây mãnh liệt và mùi hoa nho huyền thoại trộn lẫn giống nho sira và giống nho siras nhưng không ngờ trong lúc tôi và người bạn thân hết sức mong đợi sau khi mở chai nó lại bay ra một mùi vị làm tôi khiếp sợ mùi động vật còn có mùi rau củ bị hư thối và hầm đất thiếu chút nữa tôi bị nôn mửa khi đó chai rượu này nặng nề đả kích sự hiểu biết có hạn của tôi đối với rượu vang thậm chí tôi tốn thời gian 5 tiếng để giải rượu anh có thể nói cho tôi biết đây là tại sao không? Alex lập tức hơi nở nụ cười hấp dẫn, nhìn Trang Hạo Nhiên giải thích rượu Sato de Beaucaire của Pháp, ở trong quá trình trưng cất rượu luôn nghĩ ra cách mới thực hiện, phương pháp đun nóng nhanh, dùng nhiệt độ tạm để ngâm vỏ nho, để diệt vi khuẩn có thể dẫn đến quá trình oxy hóa của rượu mà không phải tăng thêm SO2 truyền thống. Cho nên trải qua đun nóng, Syra và Syrah có màu sắc hết sức thâm trầm. Cũng bởi vì phương pháp đun nóng nhanh kích phát hai loại mùi vị hormone đàn ông và thuộc da khác bên trong vỏ nho trải qua một khoảng thời gian bảo quản, loại mùi vị giống như hóc môn đàn ông sẽ càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí có chứa mùi vị thịt thối giữa của dã thú rất nồng đậm. Lauren nghe nói như vậy, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Alex, Jackson cũng hết sức vui vẻ ngẩng đầu nhìn Alex. Trang hạo nhiên nghe vậy, ngẩng khuôn mặt đẹp trai, nhìn anh nói tiếp, như vậy, theo ý của anh, chai rượu này là tôi mở không đúng lúc, hay nó cần thời gian giải rượu lâu hơn. Hoặc, trời à, nó chính là mùi vị đó. Dám khảo cả phòng lớn cười ầm lên một trận, nhất là Fernando và bà Gióc, không nhịn được cúi đầu cười. Alex cũng mỉm cười nói, trước tiên, tôi muốn xen vào một đề tài, người bạn cùng anh mở chai rượu này là nam hay nữ, mọi người có quan hệ gì? Lời này vừa nói ra, mọi người càng bật cười, cảm thấy hứng thú nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, vẻ mặt hơi lộ ra một chút ngượng ngùng, do dự lúng túng một lát, đành phải nói, được rồi. Bạn gái trước, ha ha ha, bà Gióc và mọi người cùng cười phá lên, thậm chí có một số giám khảo cũng không khỏi vỗ tay nở nụ cười, tưởng thiên lỗi cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cười. Nếu như là bạn gái trước, Alex lộ ra nụ cười có chút lúng túng, nói nếu đêm đó cô ấy về nhà, đã bỏ lỡ nhìn thấy được chai rượu Sato de Bokeu năm 1990, sau 24 giờ giải rượu, tỏa ra mùi cỏ, hạnh nhân, việt quất, hồng môi, thậm chí sau đó là mùi thơm sô-cô-la và gỗ sồi nồng đậm. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên có chút khoa trương, nhìn Alex kinh ngạc bật cười nói, ý của anh là chai rượu Sato de Bokeu năm 1990 này, cần đến 24 giờ giải rượu. Đúng vậy, nhất là lúc kết hợp với món ăn dân dã thôn quê ở trong rừng, càng phải để lại, đi săn một ngày, mới mở ra chai rượu đỏ này, bởi vì nó có tính hết sức bền. Nhưng loại rượu này có thể giữ đến hơn 60 năm. Alex mỉm cười nói, hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, nhìn Alex, vẻ mặt khẽ lộ ra khen ngợi, bật cười nói, "Ok, cảm ơn anh." Tiếp theo là dám khảo khác đặt câu hỏi, rồi đến Kerry thuận lợi vào sân. Tưởng Thiên Lỗi ngồi thẳng người, ngẩng đầu lên nhìn tuyển thủ người Đức hào hoa phong nhã, đàn ông người Đức luôn nổi tiếng thâm tình và dịu dàng, anh mỉm cười nhìn Kerry một cái, mới nhắc tài liệu liên quan đến Kerry phát hiện anh và Alex đều có kinh nghiệm kinh người nhất là cha cũng là kinh doanh chuỗi dây nhà hàng Tây Quốc tế, có hơn 87 chi nhánh trên toàn thế giới, anh liền dùng tiếng Anh, đưa ra câu hỏi của mình, Kerry tiên sinh, dựa vào lịch sử dòng họ nhà anh, anh hoàn toàn có thể trực tiếp đi lên chuyên gia bình luận rượu cấp bậc cao hơn. Vì sao lựa chọn thi chuyên gia hầu rượu? Mặc dù nghề nghiệp này đã được cả thế giới từng bước tiếp nhận, nhưng có nhiều người trong ngành đối với nó định nghĩa vẫn còn mơ hồ. Kerry căn cứ vào truyền thống nuôi dạy của gia đình tính tình anh không nóng không lạnh, nhưng vẫn lộ ra người mới đầy sắc bén, giải thích hết sức độc đáo nói, tôi tốt nghiệp ở Đại học Karen Napier, học tập kinh doanh và quản lý, nhưng lúc tôi đến phòng ăn học quản lý thì mới phát hiện rượu đỏ và thức ăn ngon là linh hồn của một phòng ăn. Là một chuyên gia hầu rượu cao cấp, chúng ta là môi giới bí ẩn giữa thức ăn ngon và rượu ngon, đồng thời truyền đạt tinh thần phục vụ và lý tưởng của một phòng ăn và hầm rượu. Hơn nữa ở trong quá trình hầu rượu, tôi hưởng thụ cảm giác khách trên toàn thế giới, Lúc bọn họ đưa ra yêu cầu mang đến cho tôi một loại kích thích và khiêu chiến trước nay chưa từng có. Ví dụ như phòng ăn ở Tây Ban Nha có vị khách cao quý, anh ấy khát vọng một chai Sato Crua Mountain và Robert Mondavi, Opus One của Mỹ, vào thời điểm đó phòng ăn tiêu chuẩn của chúng tôi trên toàn thế giới cũng không có hàng tích chữ. Tôi liền lợi dụng ngày mai khách sắp tới phòng ăn dùng cơm, trước một ngày tôi tự mình gọi điện thoại cho ông chủ hãng rượu Sato Crua Mountain, chúng ta có lý do tin tưởng khi bọn họ nói hầm rượu không có hàng tích chữ nhưng trên thực tế nhất định có. Trong lúc nói chuyện và trao đổi với nhau, anh sẽ phát hiện, quá trình hầu rượu sẽ đơn giản, bởi vì anh có thành tâm thành ý, mà càng lúc càng trở nên thú vị. Thậm chí tinh thần vui vẻ vượt qua khỏi lúc anh hầu rượu bình thường. Các giám khảo mỉm cười gật đầu một cái, nhất là Vitus nhìn chăm chú người đàn ông trẻ tuổi tính cách tự nhiên đầy thành ý. Tưởng thiên lỗi cũng đồng ý gật đầu, cười nói, tôi nghĩ để cho chuyên gia hầu rượu chu toàn giữa thương nhân rượu và khách trên toàn thế giới, thật ra là một chuyện hết sức khó khăn. Nơi này quả thật cần càng nhiều lời nói nghệ thuật và sức thuyết phục hơn. Cảm ơn, Perry mỉm cười gật đầu. Giám khảo chính Perry Hawk, một nhà rượu bình luận người Đức, anh cũng mở tài liệu ra, đưa ra câu hỏi với Giang Dĩ Thần, Giang Dĩ Thần tiên sinh. Chúng ta nói một chút về sự thay đổi cụ thể của rượu vang toàn cầu năm 2013. Giang Dĩ thần đứng ở trước mặt của các giám khảo, hai mắt nhanh chóng chuyển động, mới nói tiếp: Theo hiệu quả quảng cáo rượu vang thế giới cũ và mới năm 2013, đại lý Starbucks, Burger King nổi tiếng toàn thế giới đã bắt đầu từ từ đẩy nghiệp vụ bán lẻ rượu vang, đây là một bước phát triển mang tính đột phá. Thật ra truyền thống của từng nước cũng có độ dày nhất định, khi độ dày bị coi là loại thủ đoạn đầu cơ buôn bán, càng ngày sẽ có càng nhiều thương gia rượu vang và người tiêu dùng gần như lý trí sau đó bắt đầu lựa chọn một ít rượu vang thế giới mới, chủ yếu rượu nho trắng Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, rượu vang bắt đầu phát triển mạnh, càng ngày càng nhiều khách bắt đầu hỏi thăm rượu vang trắng Vinho Verde và giống nho trắng Albarino, nhưng giống như bà Dóc đã nói, nữ thần may mắn mãi mãi cũng sẽ không chỉ chăm sóc nhất phương. Năm 2013 khí hậu châu Âu bắt đầu thay đổi khó có thể dự đoán, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và các đất nước truyền thống cũ, còn có Chile thế giới mới, cũng gần như bị ảnh hưởng xương giá, rượu vang bắt đầu giảm sản lượng, đồng thời, khu sản xuất tại bờ biển của Mỹ lại bắt đầu vô cùng tỏa sáng. Mặc dù Bóc Đô từ từ bắt đầu gần gũi với Á Châu và Mỹ, nhưng năm 2013, chính phủ Trung Quốc không thúc đẩy tiêu thụ hoang phí, làm cho ngành công nghiệp rượu vang rất bị đả kích, mà giá của lá pi so với quá khứ rất phá 40%. Có lẽ cũng vì lý do này. Perry Hawk mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn giang dĩ thần nói anh cảm thấy giá lapi còn có thể tăng lên không hai tròng mắt giang dĩ thần xoay tròn có lẽ anh cảm thấy trong trường hợp này nói về vấn đề có liên quan đến lapi là không thích hợp nhưng suy nghĩ một lát anh vẫn nói tiếp quyết định này bởi vì phụ thuộc vào những thương gia rượu vang của mỹ tức giận dồn nén tăng giá rượu đã lâu cảm thấy nổi giận đưa ra quyết định rất nhiều nhà bình luận rượu đã cảnh báo lapi ở châu âu và một số hãng rượu vang nổi tiếng tương lai sẽ vì tạo thành bọt bong bóng mà trả giá cao nặng nề. Nhất là giá cả của lá pi tăng lên, phần lớn nguyên nhân do Trung Quốc, điều này cũng dẫn đến một số phần tử xấu. Cho nên tôi không dám khẳng định, ở trong khoảng thời gian ngắn, nó còn có tăng giá hay không. Hoặc có thể có thời gian cọ sát nhất định, trừ khi Trung Quốc đưa ra một nhãn hiệu làm khiếp sợ toàn cầu. Đây là đáp án tính giả thiết to gan, bà Jock mỉm cười nói. Perry Hawk lại hài lòng với đáp án này, ngẩng đầu lên nhìn về phía người tuổi trẻ đẹp trai lạnh lùng, mỉm cười nói, "Ok. Cảm ơn anh." Tiếp theo, những giám khảo khác bắt đầu đưa ra vấn đề với tuyển thủ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, chuyên gia hầu rượu, từng người đi vào, từng người đi ra, còn lại một mình Đường Khả Hinh, giống như trải qua đả kích nặng nề nhất trong cuộc đời, sắc mặt tái nhợt, hư mềm không còn hơi sức tiểu tụy, ngồi ở trên băng ghế, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống, thân thể dựa vào vách tường, hai mắt tràn đầy nước mắt. Nhớ tới lúc mới gặp gỡ thầy giáo, thì thái độ thầy giáo ghét bỏ, nhưng mình không ngừng khiêm tốn xin chỉ dạy, dần dần ông bắt đầu buông lỏng thái độ đối với mình, thậm chí cho ngừng lại. Mỗi ngày không có lúc nào không dạy dỗ và quan tâm, có đôi khi hai thầy trò đi dọc theo đường núi lúc hoàng hôn về nhà thì cô tinh nghịch nhảy lên sườn núi bắc lên vách đá, giơ cái túi sách màu đỏ, cười thật ngọt ngào xinh đẹp, mang giày đế bằng, đi dọc theo vách núi nhỏ hẹp đi về phía trước. Lúc đó vẻ mặt Phytus lập tức lộ ra nghiêm túc và căng thẳng, quen giọng trách móc gọi đường khả hình tiểu thư. Nếu như cô không muốn sống nữa, liền cắm vào đôi cánh bay xuống đi. Đừng đứng ở bên vách núi, để cho người ta lo lắng. Thầy đang lo lắng cho con sao? Tôi chỉ không thích một người, mỗi ngày ở bên vách núi. Loại áp lực này không cách nào chút bỏ, không có cách nào có thể để cho linh hồn tự do. Nếu như linh hồn không có tự do, người này căn bản cũng không thể sáng lập nhiều kỳ tích. Cô đứng yên ở trên vách núi, im lặng nhìn thầy giáo, cô ý nói, vậy mỗi ngày thầy cho con nhiều để kiểm tra như vậy. Còn đánh con. Hôm nay tôi nghiêm khắc với cô, là vì con đường tương lai của cô sau này có thể có tôn nghiêm một chút. Khi cô từng bước đi về phía thế giới, cô có thể hiểu được tâm trạng của thầy giáo vào lúc này. Đường khả hình tràn lệ nghĩ tới lời nói của thầy giáo giống như mới ngày hôm qua, nghĩ tới tất cả mọi chuyện mình trải qua hôm nay, còn có thầy giáo mới vừa đau lòng nói cô hủy bỏ tất cả sự dạy dỗ của thầy giáo đối với cô trước kia. Vì muốn thắng vào lúc này, thắng chấn động lòng người như vậy, trong câu nói kia lộ ra bao nhiêu thất vọng và đau đớn. Đã từng được xem như con gái ruột, cũng vào lúc như vậy, lựa chọn một loại phương thức tàn nhẫn nhất, làm tổn thương ông già này. Phá vỡ tín ngưỡng ông lấy làm kiêu ngạo, tự mình dùng hoàn cảnh gai hiểm nhất, đẩy thầy giáo đến bên vách núi. Trái tim của cô đau đớn như bị xé rách cả người đột nhiên kích động núp ở góc tường, mặt dán chặt vào mặt tường lạnh lẽo, ấy náy khổ sở run rẩy chảy nước mắt, muôn ngàn lời muốn nói muốn phá cổ họng, lại uất ức không nói ra được câu gì. Kerry đáp xong để đi ra, đứng ở một bên, nhìn đường khả hình khổ sở như vậy, liền quan tâm đi tới trước mặt cô, hỏi cô, are you ok? Đường khả hình vẫn dán mặt vào mặt tường lạnh lẽo, không cách nào đối mặt với ai, mặc cho nước mắt lặng lẽ chảy xuống, âm thanh tuyệt vọng không còn hơi sức, khàn khàn nghẹn ngào nói tôi đã làm tổn thương thầy giáo của tôi. Tôi làm tổn thương người thầy cho tôi trí tuệ lớn nhất trên thế giới, tôi làm tổn thương người thầy đối đãi với tôi như con gái ruột thịt. Cô tiểu tụy nói xong, từng viên nước mắt trong suốt lớn bằng hạt đậu, chậm rãi chảy xuống mặt. Kerry không hiểu biết cô lời nói, chỉ đau lòng nhìn cô. Rõ ràng tiếng chung của ông ấy không quá tốt, nhưng vì để cho tôi có thể hiểu suy nghĩ của ông ấy và ý tưởng của ông ấy, len lén đi học tiếng Trung rõ ràng ông ấy rất quan tâm tôi thương yêu tôi nhưng cho tới bây giờ vẫn không thừa nhận đường khả hình càng nói càng đau lòng cúi xuống đau khổ nghẹn ngào khóc nói tôi nhớ đến rất nhiều rất nhiều hình ảnh trong cuộc thi đấu này tôi cũng nghĩ tới nếu như tôi không hợp cách thầy giáo của tôi nhất định sẽ cho tôi số điểm nghiêm khắc nhất thậm chí không chút nhẹ tay tôi chấp nhận tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất ông ấy cho tôi nhưng tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ vào lúc này tôi có thể đứng ở phía đối lập với ông ấy thậm chí dùng cách mà ông ấy ghét nhất, ở trước mặt của mọi người trên thế giới, thể hiện bản thân mình. Tôi nghĩ đây là chuyện làm ông ấy thống khổ nhất, bởi vì ông ấy đã từng rất cẩn thận che chở dậy bảo cách làm người của tôi. Tôi có lỗi với ông ấy, tôi có lỗi với ông ấy. Đường khả hình đau thương nói xong, mặt lại vùi vào trong vách tường, mặc cho nước mắt run rẩy hối hận chảy xuống. Cô biết, tương lai cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng không có cách nào bù đáp tổn thương mình gây cho ông hôm nay. Kerry nhìn cô, mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Con đường này không phải cô lựa chọn sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đường khả hình hơi di động trong mắt, vẫn đắm chìm trong bi thương, cũng không khỏi tự chủ tìm chỗ phát ra tiếng nói. Giang dĩ thần tham gia xong vòng thi đấu thứ hai, lạnh lẽo đi ra, nhìn tròng chọc hai tròng mắt của cô, ánh sáng rời rạc, nói cô đã lựa chọn một con đường, đã bước đi. Nhưng cô có nghĩ tới hay không, nếu như cô vẫn luôn đi theo ông ấy, cũng không phải là ông ấy mong muốn hai mắt đường khả hình tràn đầy nước mắt khổ sở suy nghĩ những lời này giang dĩ thần chăm chú nhìn cô một cái mới kéo xuống khăn cài vạt áo trước tây trang của mình nhét vào trong tay của cô mới âm thầm để lại một câu đừng để cho người khác phát hiện con mắt của cô không nhìn thấy nếu không cô mãi mãi không có cơ hội xoay mình chuẩn bị đi kế lâm tử linh chính là cô rồi tôi có dự cảm cô sẽ tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất Cố lên. Đường Khả Hinh rất khiếp sợ ngẩng đầu lên, muốn bắt bóng dáng của Giang Dĩ Thần, không hiểu kích động gọi anh. Anh làm sao? Chuyện không lừa được nhiều người lâu, tự giải quyết cho tốt. Giang Dĩ Thần nói xong, liền âm trầm lạnh lùng bước thẳng ra ngoài. Đường Khả Hinh nắm khăn tay trắng tinh mềm mại, không nhịn được nghĩ tới lời của Giang Dĩ Thần, đi con đường của mình. Ánh mắt cô chợt lóe lên, suy nghĩ lời của anh, giống như trong nháy mắt bị đánh trúng tâm linh, lập tức nhớ lại trước khi thi đấu đã từng bí mật đi gặp cha, tiến hành đối thoại với cha. Cha, thật ra đối mặt cuộc thi đấu lần này, con rất sợ hãi, không biết tương lai là con đường như thế nào, có đôi khi đi tới đi lui, cũng sẽ mờ mịt, cũng sẽ không kịp phản ứng, luôn có cảm giác sợ hãi, cách này đúng sao? Đường Chí Long nằm ở trên giường bệnh, mặt lộ ra hốc hác lại an ủi nụ cười, nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của con gái, nói con sợ hãi là đúng, bởi vì con đi một con đường thuộc về mình nếu là con đường thuộc về mình, phía trước không có mục tiêu, càng không có vật tham khảo, có thể sẽ trượt chân, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượt, thậm chí con đường này trông gai khó đi, đổ rất nhiều máu và mồ hôi. Nhưng nếu như con đã quyết định, thì hãy cắn chặt răng bước đi. Sẽ có một sự thật chờ con trong tương lai, cái sự thật đó, đang ở trên đỉnh núi. Đừng sợ cô đơn, cũng đừng sợ tịch mịch, bởi vì cha dắt tay của con gái, mãi mãi cũng chỉ là một đoạn đường nho nhỏ. Tương lai, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính con. Hai mắt đường khả hình nhấp nháy, trong nước mắt dần dần bắt đầu lóe ra ánh sáng phấn khích, giống như tìm được một chút sinh mạng, hơi thở trong người càng ngày càng ngưng tụ, máu trong người càng ngày càng tràn lên. Lâm tử linh đứng ở một bên, lại khinh bỉ liếc cô một cái, mới hừ một tiếng, lại theo hách lệ gọi đến, sắc mặt cô thoáng qua nặng nề, vẫn ôm trong lòng một chút căng thẳng, đi về phía chủ phòng giám khảo. Audio điện tử võ tấn bền Chương 1096, mong đợi đáp án của anh. Tiếp theo, tuyển thủ Nhật Bản, Lâm Tử Linh. Tiếng của hách lệ mới vừa truyền đến, bên trong phòng vòng thi đấu thứ hai, Vitas, Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi và mọi người không nhịn được nhấc mí mắt nhìn lối vào, lúc này Jackson cũng ngưng mặt nhìn lối vào, cũng không có quá nhiều người biết ông cùng với lão xã trưởng dòng họ Lâm Tử đã từng là bạn tri kỷ, mà có đôi lúc, Lâm Tử Linh cũng sẽ thân thiết gọi Jackson bằng chú Jackson. Bà Gióc giữ dáng vẻ trung lập, nở nụ cười hết sức nghiền ngẫm, nhìn lối vào. Quả nhiên một chàng âm thanh dày cao gót, nhanh chóng chuyển đến, không đến bao lâu, Lâm Tử Linh mặc đồng phục chuyên gia hầu rượu màu đen, vóc người duyên dáng xinh đẹp, lập tức xuất hiện tại lối vào, nhìn thấy vẻ mặt cô vẫn giỏi giang, hoạt bát, nở nụ cười hết sức tự tin, nhìn mọi người, sau khi tỏ vẻ lễ phép, mới cất bước đi vào, đứng trước ban phê bình và dám khảo chính, lại hướng về phía mọi người hơi cúi người chào, nói, chào các vị. Tôi là Lâm Tử Linh, tuyển thủ của Nhật Bản. Jackson nhìn về phía cô đầu tiên, hơi nở nụ cười, Vitus lại ngưng mặt nhìn cô, tròng mắt hơi híp. Hai tròng mắt Lâm Tử Linh cũng hơi xoay tròn nhìn mặt của từng người, cuối cùng cô tiếp xúc được vẻ mặt thâm trầm của Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn của mình, trái tim của cô lập tức sao động, không khỏi nhớ lại năm ấy mùa hoa anh đào thưa thớt, bởi vì mình bị tổn thương lớn về tình cảm mà đi du lịch từ Osaka đến Tokyo, ở khách sạn Park Hat Tokyo đang tổ chức thưởng thức sản phẩm nổi tiếng của Tây Ban Nha, rượu vang vùng Rioja, lúc ấy cô đã quá mệt mỏi và bóng dáng tiểu tụy, đi vào sảnh tiệc náo nhiệt đông đúc. Tùy ý cầm vé mời, ngồi vào ghế, nhìn buổi đấu giá tổ chức khí thế hừng hực, cô lại vô cùng buồn chán. Trực tiếp một chai Sato Mountain Rock chai năm 1995 Rioja được một vị khách quý nào đó tại hiện trường dùng 300.000 đô la mạnh mẽ trả giá cao, cô hơi có chút giật mình ngẩng đầu lên, nghĩ tới ai sẽ dùng số tiền lớn như vậy ra giá mua một chai rượu vang Rioja của Tây Ban Nha. Mặc dù chai rượu vang Rioja của Tây Ban Nha được chọn top 100 chai rượu vang trên thế giới, nhưng bởi vì chất rượu kia, bao gồm văn hóa lịch sử cũng không thể đạt tới giá cả này, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đối diện trước bàn ăn xa hoa, nghiễm nhiên đứng lên một người đàn ông như kim cương lóe sáng, chiều cao khoảng 1m90, mặc tây trang tôm yopert màu trắng, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài hoa cải áo gấp nếp màu xanh ra trời số lượng có hạn trên thế giới. Vừa có mốt phương Tây và hấp dẫn, cũng có cảm giác bí ẩn người đàn ông phương Đông, chỉ thấy bóng dáng anh tự nhiên cuốn hút, sau khi định giá món hàng đấu giá xong, ngay sau đó đứng lên, nở nụ cười tràn đầy mê người, hấp dẫn, phóng khoáng ở trong không khí náo nhiệt đặt chi phiếu xuống, gõ một ngón tay, sai người lập tức đưa tới chai rượu mình mới vừa mua đấu giá được. Thì ra, tối nay là sinh nhật vợ hứa hôn bạn thân của anh, Julia, mà Julia vẫn có một tâm nguyện, được thưởng thức Rioja 1995 của Tây Ban Nha, hơn nữa yêu thích một chút hương vị mê người Việt của quất, Berry và Sô-cô-la, người này là tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hoàn Cầu, Trang Hạo Nhiên, lập tức hào phóng vung lên, chụp được chai rượu vang đỏ, vừa lấy được nụ cười của người đẹp, vừa vì sự nghiệp từ thiện. Một chàng pháo tay cuồng nhiệt vang lên, bên kia bàn ăn, phần đông tập trung đàn ông quý tộc trẻ tuổi, hoặc người thành công, đều hết sức trẻ tuổi nhiệt tình, thế nhưng anh lại là người nổi bậc nhất khắp cả sảnh tiệc, chỉ thấy anh nở nụ cười nhiệt tình tự nhiên, đẹp trai như người đàn ông châu Âu, mời vợ hứa hôn của bản thân mình đứng dậy, sau khi vẫy gọi nhân viên phục vụ đưa lên rượu đỏ, ngay sau đó cởi tay trang trắng trên người, đắp ở một bên, chỉ mặc áo sơ mi màu xanh dương và quần tây trắng, hết sức tao nhã. Lưu loát trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, trước mặt các thương nhân rượu vang toàn cầu, tay trái nắm cổ chai rượu đỏ, tay phải cầm dụng cụ giải rượu, mở dao nhỏ, xoay tròn 360 độ trên nắp rượu, lại lập tức vặn ngược hướng một cái, ngay sau đó nắp rượu bung ra. Ánh mắt của Lâm Tử Linh sáng lên, lập tức ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người đàn ông kia lúc khui chai, dáng vẻ lộ ra hấp dẫn mà chăm chú, nhất là hai tròng mắt sắc bén, thể hiện người đang nắm quyền bí ẩn, trái tim lập tức đập thình thịch thình thịch, không thể giải thích vì sao có loại cảm giác này nhưng linh hồn của mình bị lập tức xuyên thấu bị bắt làm tù binh rồi cô không cách nào khống chế trái tim của mình và ánh mắt cả đêm không tự chủ nhìn anh hết sức thân sĩ phong độ sau khi mở chai rượu kia ra rót một ly rượu cho julia biết julia là người đức liền trong không khí vỗ tay của mọi người anh không khách khí chút nào nở nụ cười mê người xúc động dùng tiếng đức nói với cô hy vọng tiểu han của hai người nhanh chóng được sinh ra chờ khi nó ra đời tôi nhất định sẽ làm cha đỡ đầu của nó. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên bốn phía, Julia tựa vào trong ngực chồng hứa hôn ngọt ngào hạnh phúc. Sau thời gian đó anh lại hết sức nhiệt tình tỉ mỉ chào hỏi với các công ty, giữa thương gia rượu vang, giữa bạn bè, cũng rất phong độ nổi bật, nói năng lễ độ, nhất là đường nét nửa khuôn mặt, nhìn hai tròng mắt anh mê người, lộ ra cảm giác mập mờ không nói được, làm nhịp tim người ta đập thình thịch. Lâm Tử Linh không nhịn được nâng lên một ly rượu seri Tây Ban Nha, muốn đi qua bên cạnh anh thì anh lập tức đã nhanh chóng xoay người đi khỏi, gặp thoáng qua, để lại cảm giác huyền thoại và hơi thở đàn ông của riêng anh. Cô không dám nhúc nhích, cứ như vậy dừng lại ở trong hơi thở của anh, để cho tình yêu giống như quả nho sau khi tẩy rửa, sống lại cuộc đời mới. Phòng thi đấu vòng 2 Trang hạo nhiên hơi lộ ra một chút nghi ngờ và vẻ mặt khoa trương, nhìn ánh mắt lâm tử linh tập trung nhìn mình, làm cho anh có chút ngượng ngùng hô khan một tiếng, liền chậm rãi quay mặt đi tưởng thiên lỗi ngồi ở một bên, cũng nở nụ cười chế nhạo, dùng âm thanh trầm thấp, lặng lẽ nói cũng khó trách chú Trang muốn đánh cho cậu thành bánh thịt. Ngày ngày chọc đào hoa, Trang hạo nhiên không khách khí trợn mắt, trên mặt cố ý lộ ra tức giận nói, tôi chọc đào hoa, còn tốt hơn chân anh đạp hai thuyền. Cậu, tưởng thiên lỗi lập tức thật muốn vung gậy bóng chảy đánh anh. Lúc này bà gióc, ngược lại hài hước nhìn lâm tử linh vẫn chăm chú nhìn Trang hạo nhiên, dáng vẻ say mê, không nhịn được nói, ồ, lúc tôi nghe được tin tức tổng giám đốc trang làm giám khảo chính cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu lần này thì vẫn còn ở nước anh con gái nhỏ của hầu tước la thứ la lệ đang vì không cách nào có duyên gặp mặt với cậu ấy một lần mà một mình tiều tụy đau lòng thật lâu tôi không khỏi phiền não hỏi người phụ trách tổ chức trong cuộc thi đấu này có bao nhiêu vị tuyển thủ nữ tôi sợ bọn họ chưa bắt đầu thi đấu cũng bởi vì không chịu nổi sức hấp dẫn của tổng giám đốc trang mà hôn mê bất tỉnh cả phòng thi đấu sảnh lại cười ầm lên lần nữa Trang hạo nhiên lại nở nụ cười thật sự bất đắc dĩ, nhìn bà Gióc, dùng tiếng Pháp hài hước nói, tôi chỉ hy vọng tối nay, có thể chuẩn bị một chai rượu vang Black Tower của Đức, cùng một mình bà Gióc qua một đêm tốt đẹp. Chỉ tiếc, tôi không cách nào chọc thủng sức hấp dẫn của Gióc tiên sinh. Lần trước tôi đi hầm rượu Mago thì nghĩ thuận tiện thăm viếng ông ấy. Nhưng trước gặp mặt tôi, ông ấy mang con gái 3 tuổi giấu đi, nhưng bởi vì không kịp, ông ấy lại mang bảo bối nhỏ đáng yêu giấu ở trong lò sưởi nhà bà, chuyện này vẫn làm cho tôi có chút nghi ngờ. Bà Gióc lập tức đỏ mặt phì cười, mọi người cũng không nhịn được nở nụ cười, không khí từ từ buông lỏng, Lâm Tử Linh cũng lập tức cảm nhận được trái tim của mình đang đập thình thịt ngọt ngào. Cô tới tham gia cuộc thi đấu này chỉ có hai mục đích, một là đánh ngã đường khả hinh hai là có thể nhìn thấy anh cho tới nay vẫn sâu đậm ái mộ. Vitus đối với người học trò trang hạo nhiên, khắp nơi chọc tin tức đào hoa thấy nhưng không thể trách, chỉ lạnh lùng không để ý tới nữa, mà ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Lâm Tử Linh. Lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ Đới Lập Duy nhìn sắp đến thời gian thi đấu, cũng ngưng lại tiếng cười, mỉm cười nhắc nhở mọi người, nói, ok. Xin thưa quý ông, quý bà cùng thân sĩ tạm gác lại nói đùa, trong bữa tiệc tối nay tán gấu tiếp. Hiện tại vòng vấn đáp bắt đầu, mời giám khảo chính bắt đầu đặt câu hỏi. Giám khảo chính nghe được câu này, ngay sau đó ngồi thẳng người, chia ra mở hai trang tài liệu cuối cùng, nhìn sơ yếu lý lịch của Lâm Tử Linh, cũng hết sức phong phú, không chỉ có dòng họ trưng cất rượu đã có gần trăm năm lịch sử, thậm chí bản thân cô đã từng đi học tại trường học rượu đỏ ở Pháp, vì nhận lấy sự nghiệp dòng họ, mà từng ở nước Anh, Pháp, nước và khu công nghiệp rượu vang khác nhau, đảm nhiệm tổng giám sát tiêu thụ, là một chuyên gia hiếm có kiến thức chuyên nghiệp về kinh doanh và tiêu thụ tất cả thị trường. Trên mặt trang hạo nhiên hơi lộ ra mấy phần chuyên nghiệp, hai mắt đang xoay tròn, xem tài liệu của Lâm Tử Linh, trong đầu nhanh chóng bắt đầu tìm tòi lịch sử phát triển thị trường rượu vang của Nhật Bản, cùng ảnh hưởng xảy ra ở châu Âu, rồi đến xu thế phát triển rượu vang của tập đoàn Lâm Tử trong những năm gần đây, sau khi thống kê tất cả suy nghĩ rõ ràng, mới dùng thái độ cẩn thận, nghiêm túc gọi, "Lâm Tử Linh tiểu thư." "Vâng, Trang Hạo Nhiên tiên sinh." Lâm Tử Linh rất thắm thiết nhìn anh, trong lòng lại trào lên tình cảm đè nén nhiều năm, gọi. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gọi này, hai tròng mắt anh hơi di động lại không nhịn được nhắc mí mắt im lặng nhìn cô lâm tử linh không che giấu chút nào yêu thích của mình đối với anh thậm chí vì đi theo anh mà nhiều năm qua học tập và nghiên cứu thủ đoạn quản lý kinh doanh của anh bao gồm phương pháp dùng dùng dụng cụ giải rượu xoay tròn mở chai cô vì học tập cái này mà học thật lâu thật lâu cho đến ngón tay chảy máu nghĩ tới đây hai mắt của cô lại cuồng nhiệt sôi trào nhìn anh nói mời anh hỏi tôi mong đợi đáp án của anh Tưởng thiên lỗi nghe những lời này, hai mắt cũng thật ngưng trọng, nhìn Lâm Tử Linh. chương 1097, sắc bén. Lâm Tử Linh tiểu thư, bà Gióc vẫn không nhịn được cười nhắc nhở cô, là mong đợi vấn đề của anh, mà không phải đáp án. Đáp án cuối cùng cùng điểm số, ở chỗ chúng tôi. Cả phòng thi vang lên tiếng cười. Lúc này Lâm Tử Linh cũng hơi lộ ra ngượng ngùng cúi đầu cười, dùng tiếng Anh nói một câu xin lỗi. Trang hạo nhiên theo không khí lắng xuống, cũng hơi thu lại nụ cười, hai mắt phát ra một chút ánh sáng sắc bén, dùng thái độ của người phương Tây nhìn cô, dùng tiếng Anh đưa ra vấn đề của mình, nói, Lâm Tử Linh tiểu thư, tôi hiểu rõ Nhật Bản đối với rượu vang cũng có chỗ giải thích đặc biệt thuộc về văn hóa đất nước các vị. Thậm chí dân gian còn có lễ hội tắm rượu vang làm cho người ta kinh ngạc, hơn nữa các người so với rất nhiều nước Á Châu cũng đã sớm cảm thụ sức hấp dẫn của rượu vang. Chỉ là cho tới nay, tôi cảm thấy hết sức khiếp sợ đối với một chuyện mà khi đó, rất nhiều người bóc đô cũng đối với cách làm này cảm thấy không thể tin được. Lâm Tử Linh nghe nói như vậy, mặt không khỏi hơi lộ ra một chút nghiêm túc và cẩn thận nhìn Trang Hạo Nhiên, khẽ gật đầu một cái. Trang Hạo Nhiên lại chuyên nghiệp nhìn cô, mỉm cười hơi vươn tay nắm bút máy, nói, ở thế kỷ 16 đến 17, bóc đô Pháp và các vùng phía Nam có rất nhiều người Nhật Bản đầu tư hoặc mua vườn nho nơi đó. Nhưng lúc bọn họ mua vườn nho, không ngờ lại phá rỡ lâu đài vườn nho còn nguyên vẹn của Pháp, sau đó trở về đất nước của các vị người giáp lại, làm lại vườn nho của Pháp và không khí, toàn bộ giống như đúc. Loại hành động làm lại này, thật ra cũng xem như là mở cửa đất nước, ví dụ như nước Pháp và nước Anh, cảm thấy lo sợ bị thay thế. Dù sao, văn hóa của chúng ta thật sự dùng để truyền thừa, khen ngợi, thậm chí vì thời đại mà được quý trọng và bảo vệ, hơn nữa loại bao phủ này sẽ làm cho bọn họ không có cảm giác an toàn, thậm chí lộ ra một loại không vui rất rõ ràng biết sắp sửa bị thay thế. Dĩ nhiên, bản thân tôi không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì nếu đã là doanh nghiệp, đều phải có giã tâm. Nhưng cô có thể giải thích, hành động như vậy là chứng tỏ dân tộc của các vị đối với ngành công nghiệp rượu vang có cái nhìn sâu sắc hơn không? Những lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng thi, dối giết ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tử Linh, nhất là bà róc đến từ nước Pháp, đám người rần. Lâm Tử Linh đứng ở trước chỗ ngồi, đối mặt với câu hỏi sắc bén như thế, hai tròng mắt của cô xoay tròn, sau khi suy nghĩ thật sâu, lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên cùng mọi người mỉm cười nói, thật ra tôi cảm thấy, rất nhiều người, đối với Nhật Bản đều có cái nhìn hơi sai lầm. Mọi người nghe nói như vậy, cũng dối giết im lặng nhìn Lâm Tử Linh, thậm chí Trang Hạo Nhiên để bút máy xuống, lấy tư thế ngồi hết sức thoải mái, tựa vào trên ghế ra, ôm vai, hai mắt hết sức sắc bén, Im lặng nhìn cô, chờ đợi đáp án của cô. Lâm Tử Linh tiếp tục chậm rãi mở miệng nói, ở trên bản đồ thế giới, đất nước chúng tôi thuộc về một khối chưa quyết định. Người của chúng tôi quanh năm cũng sinh sống ở trong trận động đất rung lắc, sóng thần, lúc nào cũng vây khốn chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không có vì vậy mà thỏa hiệp, thậm chí sinh ra cảm giác không an toàn. Chúng tôi tin tưởng chỉ cần loài người và tự nhiên kết làm một thể, hiểu rõ ngôn ngữ của tự nhiên, là có thể chung sống hòa thuận. Cho nên đất nước của chúng tôi không có vấn đề về môi trường, lại càng không có tình trạng giao thông hỗn loạn. Chúng tôi trân trọng mỗi một mảnh đất của chúng tôi, bởi vì bọn chúng nhỏ nhưng rất xinh đẹp, thậm chí không dễ có được. Chúng tôi càng quý trọng bất kỳ thực vật và sinh linh nào mọc ra ở trên đất nước chúng tôi, trong đó nhất định bao gồm cây nho. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được hơi nhác mí mắt, nhìn Lâm Tử Linh, nhớ tới sự kiện Nam Kinh tranh cãi về văn hóa Trung Nhật đã lâu. Nghe câu, quý trùng sinh linh, hiển nhiên cũng là lời nói chân thành của riêng bản thân cô. Mình không nên ở loại hoàn cảnh quốc tế, phá vỡ quy ước ngầm và quy củ, đành phải nhìn cô cười khẽ gật đầu. Lâm Tử Linh tiếp tục nhìn về phía đám người trang hạo nhiên nói, mọi người đều biết, cây nho là thực vật kiên cường nhất trên thế giới, nó càng sinh trưởng ở trong hoàn cảnh hiểm ác, càng có thể cắm dễ dưới mặt đất hút lấy dinh dưỡng, càng có thể thể hiện hương đặc biệt của rượu vang. Một chút thái độ này, một chút tinh thần này, nó dĩ nhiên có thể đại biểu cho sự kính trọng nhất của linh hồn đất nước chúng tôi đất nước của chúng tôi rất nhỏ nhưng đã từng đại biểu cho kinh tế cả châu á hướng về quốc tế toàn thế giới đều có sản phẩm công nghiệp và truyền thống văn hóa của chúng tôi đã từng cho dù đi tới đâu da vàng và tóc đen là tượng trưng cho người nhật bản chúng tôi tưởng thiên lỗi nghe nói như vậy hơi nhướng mày bác dịch đè nén hơi thở im lặng lắng nghe lâm tử linh lại nhìn trang hạo nhiên bày tỏ ái náy, nói, xin lỗi. Tổng giám đốc Trang, đây là lời nói thật. Trang hạo nhiên nhìn Lâm Tử Linh, chỉ hơi nở cười gật đầu một cái, lễ phép giơ tay nói, mời cô nói tiếp. Lâm Tử Linh tiếp tục trầm ngâm nhìn đám người Trang hạo nhiên nói, chúng tôi hướng tới rượu vang pháp, cũng mê luyến tinh thần của họ. Chúng tôi phục chế, bên trong không chỉ có mê luyến, còn có suy nghĩ đối với thời gian. Lâm Tử Linh lại nhìn mọi người, sắc bén nói người nhật bản chúng tôi là một dân tộc chân quý thời gian nhất trên thế giới chúng tôi không thể chờ đợi thành công khát vọng thành công chúng tôi là mang theo tín ngưỡng thiêng liêng và đam mê bước đi chúng tôi thật sự cũng không có sao chép truyền thống văn hóa của pháp nhưng lúc này chúng tôi phải có ánh mắt tuyệt đối hiểu ngành công nghiệp rượu vang trong tương lai sẽ ảnh hưởng toàn thế giới chúng tôi không kịp chờ đợi muốn thừa kế loại văn hóa này thậm chí muốn nó phát triển rực rỡ vì sao mọi người bài xích một dân tộc quý trọng thời gian, khát vọng thành công như thế. Chúng tôi đối với người bên cạnh, đối với bạn bè quốc tế, đều dùng lễ độ đối đãi. Chúng tôi là một trong những dân tộc châu Á, khom lưng thấp nhất. Chúng tôi khom 90 độ, hơn lộ ra tinh thần nhân văn của đất nước chúng tôi. Đây là tuyệt đối tôn trọng. Vitus nghe nói như vậy, không nhịn được nhấc mí mắt nhìn cô. Trang hạo nhiên nghe câu suy nghĩ đối với thời gian, không khỏi nhấc mí mắt nhìn cô, các giám khảo cũng cùng ngẩng đầu lên, nhìn cô. Bà Dóc im lặng trong chốc lát, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn cô cuối cùng mở miệng nói, Lâm Tử Linh tiểu thư. Tôi rất thưởng thức câu nói suy nghĩ đối với thời gian của cô. Hiển nhiên chúng tôi đã nhìn thấy về mặt sản phẩm đất nước các vị, quả thật tinh xảo và xuất sắc. Cảm ơn, Lâm Tử Linh nhìn bà Dóc, khẽ mỉm cười, lại nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Tổng Giám Đốc Trang. Nếu như sợ bị sao chép, là bởi vì sợ mình bị thay thế nhưng mỗi người chúng ta đều rất lý trí, vận chuyển tòa nhà đi, chẳng qua cũng chỉ là da lông của bóc đô, rượu vang chân chính, chính là phong tục tập quán, đất đai và văn hóa của đất nước đó. Điều này cũng chỉ chứng minh ánh mắt của người Nhật Bản chúng tôi. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được nhớ lại đoạn thời gian trước, tập đoàn santarium thầm chuẩn bị mở khu công nghiệp rượu vang bóc đô Pháp và vùng đất Riengau, tất cả mọi chuyện đều lặng lẽ tiến hành, không người nào phát hiện dân tộc này đúng là khát vọng thành công, ở trong lịch sử đã làm không ít chuyện, không cần tiếng vỗ tay, cũng càng sẽ không nhận lấy khi dễ, bọn họ chỉ cần kết quả. Không khí lập tức nặng nề. Lúc này bà Gióc phá vỡ cục diện bế tắc nhìn Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nói, Tổng Giám Đốc Trang, cậu thật sự không giống một thân sĩ. Vấn đề này thật sự là quá sắc bén rồi. Mọi người bật cười một trận, Trang Hạo Nhiên càng lộ ra một chút ngượng ngùng nở nụ cười nói, thật xin lỗi. Tôi thật sự thán phục sự quyết đoán của đất nước Nhật Bản này. Năng lực của bọn họ bao trùm hết sức siêu cường. Rất xin lỗi, Lâm Tử Linh tiểu thư, nhưng vẫn cảm ơn cô diễn giải đặc sắc. Lâm Tử Linh cũng đáp lại cười với anh, sau đó hỏi, ngài có hài lòng đối với đáp án của tôi không? Trang hạo nhiên không khỏi im lặng ngẩng đầu lên nhìn cô, hai tròng mắt lóe lên, chỉ kín đáo nở nụ cười lễ phép. Vitus bình tĩnh cúi đầu, lại nhìn sợ yếu lý lịch của Lâm Tử Linh, nối tiếp vấn đề của học trò, tiếp tục hỏi, Lâm Tử Linh tiểu thư, cô cảm thấy. Tinh thần dân tộc nên bao trùm ở dưới hay trên văn hóa rượu vang. Lâm Tử Linh hơi giật mình, lập tức ngưng mặt nhìn Vitus. Lúc này Jackson cũng quay mặt sang, nặng nề nhìn Vitus. Vitus ngừng đầu lên, nhìn Lâm Tử Linh, lại lộ ra công bằng chính trực lạnh lùng, hỏi cô cảm thấy tinh thần dân tộc nên ở dưới hay ở trên truyền thống văn hóa rượu vang khuôn mặt Lâm Tử Linh trầm xuống suy nghĩ vấn đề này. Vitus lại ngẩng đầu lên, nhìn cô. Lâm Tử Linh hơi lộ ra một chút căng thẳng nhìn Vitus nói, tôi cảm thấy được, tinh thần dân tộc nên ở trên văn hóa rượu vang. Nhưng đây chỉ là cách nhìn đại biểu của cá nhân tôi. Tất cả lời nói của cô hôm nay cũng chỉ có thể đại biểu cho cá nhân cô. Cảm ơn, Vitus không nói gì thêm, mà im lặng cầm bút máy lên, bắt đầu chấm điểm cho Lâm Tử Linh, bà Gióc cũng mỉm cười chấm điểm, Tưởng Thiên lỗi lặng lẽ chờ giám khảo chấm điểm, không nhịn được quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, thậm chí hơi thấp giọng nói với anh, hỏi sắc bén như vậy. Một lát nữa đối với Khả Hinh, cậu không thể xuống tay lưu tình. Cậu đang nghĩ cái gì hả? Hai mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên, cũng không nói cái gì. Thời gian bắt đầu dần dần trôi qua, những giám khảo chính khác cũng bắt đầu đưa ra câu hỏi với Lâm Tử Linh, có liên quan đến lịch sử phát triển rượu vang và góc độ hầu rượu chuyên nghiệp, cô đều đối đáp trôi chảy từng câu hỏi thậm chí hết sức đặc sắc, trong lúc này cũng nhận được không ít nụ cười của ban phê bình và giám khảo chính, cuối cùng do giám khảo chính Fernando đưa ra vấn đề, cô cũng tuần tự đưa ra quan điểm của mình trả lời câu hỏi. Sau khi ban phê bình chấm điểm số cuối cùng, giao đến trong tay giám sát viên, khách lệ mới mỉm cười mời Lâm Tử Linh xoay người đi ra ngoài, sau đó mời một vị tuyển thủ cuối cùng hôm nay, Đường Khả Hinh. Chương 1098, độ dài thời gian. Tuyển thủ Đường Khả Hinh Hách lệ lập tức, tay nâng tài liệu, đi vào phòng nghỉ ngơi, mỉm cười nhìn cô, nói cô chuẩn bị xong chưa? Đường khả hình lập tức đứng lên, hai tròng mắt rời rạc mờ mịt, lập tức lộ ra ánh sáng kịch liệt, vẻ mặt của cô lập tức căng thẳng, lộ ra suy tư thật sâu. Lúc này Á Lạc bởi vì lo lắng cho đường khả hình mà nhanh chóng từ phòng quan sát đi ra, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, căng thẳng nói, đường tiểu thư. Cô chuẩn bị xong chưa? Thân thể cô có còn khó chịu hay không? Đường khả hình thở dài một hơi, mặc dù đầu ngón tay bởi vì căng thẳng hơi lộ ra run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi nắm thật chặt, hai tròng mắt giống như dồn hết linh hồn của cô, dịu dàng lại kiên định lắc lắc đầu. Tôi vẫn còn muốn nhắc nhở cô một việc, Á Lạc vẫn căng thẳng nhìn cô nói, cô phải biết. Lúc này cô giải rượu đã mất 3 điểm, cô còn mang theo âm 3 điểm tiến vào trận chung kết. Nói cách khác, cho dù thi hơn 80 điểm, cô nhất định phải cao hơn 86 điểm mới được. Như vậy ở trong 10 đề vấn đáp đề, một đề 10 điểm. Cô chỉ có một lần cơ hội, đáp sai thì không thể lại làm lại nữa. Hiểu chưa? Khuôn mặt của đường khả hình căng thẳng hơi chấn động, trái tim giống như bị nện mạnh một búa, đôi tay run rẩy nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi gật đầu một cái, nói tôi hiểu. Cô yên tâm. Tốt, á lạc nhìn cô, nặng nề gật đầu một cái, mới thở phào một cái, nhìn cô cam kết nói cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ dùng tiếng Anh tốt nhất giải thích đáp án của cô. Cố lên." Đường Khả Hinh lại gật đầu, theo tiếng của Á Lạc, nhìn về phía cô cảm ơn mỉm cười. "Đường Khả Hinh tiểu thư, mời bên này." Thư ký Hách Lệ nhìn thời gian đã sắp tới, liền hơi nghiêng người nhắc nhở cô. "Vâng." Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, sau đó theo âm thanh giày cao gót của Hách Lệ, từng bước đi theo bóng dáng của cô đi về phía trước. Á Lạc chăm chú nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh bên trong một chút dịu dàng lộ ra một kiên định chính cô cũng không phải tuyển thủ nhưng vẫn nặng nề thở gấp một cái lại đi về phía phòng quan sát làm phiên dịch cho cô phòng thi ban phê bình và giám khảo chính còn có các giám khảo đại diện công chúng nghe nói đường khả hinh sắp vào sân mọi người dối rít bày ra thái độ và vẻ mặt khác nhau trên mặt trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi không nhịn được lộ ra mấy phần căng thẳng và đè nén không nhịn được ngồi thẳng người đồng thời rút ra đề thi cuối cùng lại nhìn sơ yếu lý lịch của Đường Khả Hinh đều không nói nên lời khuôn mặt Vitus thân cứng ánh mắt sắc bén càng lộ ra ánh sáng nghiêm túc Jackson càng không cần phải nói chỉ cần nghe được ba chữ Đường Khả Hinh mạch máu toàn thân của ông ta giống như bị cắt đứt kích động đám người bà dốc đối lập duy Lauren cũng lộ ra mong đợi và tâm trạng bình hòa nhìn lối vào bác dịch một mình vẫn còn đang suy nghĩ đáp án của Lâm Tử Linh nghe nói Đường Khả Hinh sắp vào hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe lên. Tiếng giày cao gót, lộ ra bước chân dịu dàng có tiết tấu, từ từ truyền vào, gần như tạo thành hồi âm. Suốt cuộc, bóng dáng của đường khả hình dịu dàng xuất hiện tại lối vào phòng thi, khuôn mặt phương đông xinh đẹp của cô vẫn đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý, nhìn cô vẫn giữ tinh thần có chút chín chắn và kín kẽ, chậm rãi dựa vào trí nhớ của mình đi vào phòng thi trước đó, đi vào trong phòng thi yên tĩnh, dùng thái độ hết sức khiêm tốn và cẩn thận, hướng về phía mọi người chào thật sâu, dùng giọng điệu chậm rãi, từng chữ từng chữ, âm thanh ngọt ngào nói, chào các vị ban phê bình, ban giám khảo. Tôi là Đường Khả Hinh, tuyển thủ Trung Quốc. Trang Hạo Nhiên lập tức nhắc mí mắt, hai mắt lộ ra ánh sáng mấy phần kịch liệt nhìn Đường Khả Hinh, muôn ngàn lời muốn nói, toàn bộ khóa chặt vào giữa lông mày, vì thân phận sâu sắc đối lập, làm cho cảm xúc anh xuất hiện mâu thuẫn và căng thẳng, nhưng ở trên khuôn mặt căng thẳng của anh, vẫn có thể nhìn ra thái độ anh vô cùng chuyên nghiệp, ánh mắt của đường khả hình rời rạc, lộ ra một mảnh trắng xóa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập trung trên người của mình. Bà Gióc hơi nở nụ cười nhìn tâm trạng của đường khả hình có chút căng thẳng, liền xoay người nhìn mọi người nói, chúng ta đối với cô ấy quá không công bằng. Tuyển thủ lúc này tiến vào, không khí cũng hết sức sôi nổi và tốt đẹp, tại sao cô ấy tiến vào, khuôn mặt mọi người căng thẳng. Lời này vừa nói ra, mọi người dối rít cúi đầu mỉm cười, bao gồm đám người trang hạo nhiên, chỉ có Vitus vẫn dùng thái độ hết sức cứng rắn, nhìn đường khả hinh, không chút nào thỏa hiệp. Ồ, để tôi phá vỡ cục diện bế tắc này. Lúc này bà dốc ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hinh mỉm cười nói, đường khả hinh tiểu thư, xin cô buông lỏng mình, lúc này thi không khí trong phòng thi của chúng tôi hết sức tốt, tôi cũng hy vọng cô có thể thoải mái trả lời vấn đề của giám khảo chính. Dù sao trạng thái thoải mái, trả lời đáp án là hết sức tự do và đặc sắc. Bây giờ tôi muốn nói đưa ra đề nghị rất hay, nhưng câu hỏi của tôi sẽ không đưa vào điểm số thi đấu của cô, có thể không? Điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến điểm của cô. Mọi người nghe nói như vậy, cũng không nhịn được nhìn bà Gióc, có chút không hiểu, trang hạo nhiên bởi vì quen thuộc bà Gióc, liền không nhịn được quay đầu, khẽ mỉm cười nói tại sao tôi có cảm giác chẳng lành. Ha ha ha, bà Gióc nghe nói như vậy, không nhịn được vì cười, mọi người cũng cười tâm trạng đường khả hình đang căng thẳng, lập tức vì một chút tiếng cười này và giọng nói của Trang Hạo Nhiên mà hơi lộ ra buông lòng, cũng chỉ hơi nở nụ cười lễ phép. Bà dốc ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình mỉm cười nói, đường khả hình tiểu thư. Tôi muốn hỏi cô, năm 2010, Tổng Giám Đốc Trang ở trong nhà bạn bè của cậu ấy cùng nhau mở một chai Sato de Bocqueu năm 1990 của Pháp. Nhưng khui chai trong phút chốc, phát hiện bên trong truyền đến một mùi vị cực kỳ khó chịu, mùi động vật còn có mùi rau củ bị hư thối và hầm đất. Đây là vì cái gì? Vẻ mặt trang hạo nhiên lập tức bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, không biết nên bày ra nét mặt gì. Quả nhiên, đường khả hình có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt bắt được âm thanh của trang hạo nhiên phát ra từ chỗ ngồi, mang theo vài phần nghi ngờ nói, à. Tổng giám đốc trang, rốt cuộc anh cùng bạn bè có quan hệ thế nào chọn mở một chai rượu vang Sato de Bocayu năm 1990? Phốc, Bà Gióc không nhịn được vì cười trước mọi người, lúc này tưởng thiên lỗi cũng bị chọc cười, vẻ mặt trang hạo nhiên lập tức lộ ra bối rối, nhìn đường khả hinh, dáng vẻ bất đắc dĩ, muốn nói lại dừng lại, thật sự là giờ khóc dở cười, đành phải hỏi tại sao cô hỏi vấn đề như vậy. Đường khả hinh vội nói, bởi vì Sato de Bokeyu năm 1990, nó nhất định phải trải qua 24 giờ giải rượu, mới có thể phát ra mùi thơm của nó, thậm chí hiện nay Viện Nghiên cứu Nho Thế Giới mới cho ra một kết luận, nấm mốc trong rượu vang có thể thay đổi. Loại rượu Bokeyo hoàn toàn đi ngược lại quan điểm này. Rượu Bokeyo sau khi trải qua nhiệt độ đun nóng ngắn ngủi tạm thời, lớp vỏ nho giống nho Syrah và Shiraz sẽ bung lụa ở nhiệt độ độ và teo lại ở nhiệt độ thấp, sẽ chứa mùi vị giống như hóc môn đàn ông, mùi da, mùi động vật thối. Tạo thành một loại mùi vị đặc biệt xuất hiện nấm mốc. Loại nấm mốc có hình dạng này khác với mùi rượu, nó sẽ chậm rãi tỏa hương. Nhất là mùi vị sô-cô-la, Chính xác mà nói nhất định phải 26 giờ. Cho nên, trừ khi chúng ta cùng người bạn kia hết sức thân mật, cũng sẽ không lựa chọn cùng anh mở một chai Beaucaillou năm 1990 này, bởi vì cần ở chung một chỗ với nhau trong thời gian quá dài. Phốc, mọi người không nhịn được phì cười, nhất là bà gióc hài hước. Trang Hạo Nhiên chỉ lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vô cùng nghi ngờ, hai tròng mắt có chút rời rạc lập tức xoay tròn không hiểu tiếng cười của mọi người. Lúc này Jackson lại lộ ra nét mặt không vui nhìn cô nói, một loại nấm, trước mắt cũng chỉ là kết quả nghiên cứu đơn phương. Cô nói chuyện quá phiến diện rồi, mời các giám khảo không cần thêm bất kỳ điểm bổ sung nào cho cô ấy. Vitus cũng chăm chú nhìn học trò, nói tôi đồng ý với cách nhìn của Jackson tiên sinh. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức hơi đóng băng, các giám khảo dối rít im lặng, bà Jock không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai, bác dịch cúi đầu im lặng không lên tiếng, đường khả hình đứng ở giữa đám người, nghe tiếng của thầy giáo, trái tim của cô đập thình thịch, theo đó bị đè nén thật chặt, trên mặt thấp thỏm một chút áy náy nhưng vẻ mặt vẫn cứng cỏi, đôi tay khẽ nắm chặt, cô nhớ kỹ cho dù thoải mái như thế nào, vào lúc này đang thi đấu. Chủ tịch hiệp hội rượu đỏ cũng ở trong tiếng cười lắng xuống, hơi giơ tay ý bảo các giám khảo chính, nói, mời tất cả giám khảo chính bắt đầu đặt câu hỏi cũng mời ban phê bình không cần tham khảo đề tài thú vị vừa rồi. Hy vọng mọi người có thể dùng thái độ công bằng và nghiêm túc nhất mà đối đãi với mỗi vị tuyển thủ. Các giám khảo chính nghe xong, dối giết im lặng gật đầu, sau đó đồng thời mở tài liệu của đường khả hình, trên mặt lộ ra nghiêm túc nhất gần như là hà khắc, chăm chú nhìn sơ yếu lý lịch của cô, khách lệ nhìn các giám khảo chính đã chuẩn bị xong, liền dựa thứ tự nhắc nhở nói, vòng thi vấn đáp bắt đầu, mời ông Fernando bắt đầu đặt câu hỏi đầu tiên. Fernando mỉm cười gật đầu, mở đề thi mình chuẩn bị. Đường khả hình cũng lập tức hít sâu một hơi, hai chồng mắt ngưng thần nhìn tới phía trước. Trường 1099, cô gái Trung Quốc. Không khí lập tức ngưng kết. Cả phòng thi, chỉ có âm thanh lật xem tài liệu, toàn trường yên tĩnh giống như không có người nào, gần 17 camera, ở mỗi góc độ phòng thi, nhất là camera 360 độ nhắm ngay đường khả hình, khuôn mặt phương đông xinh đẹp của cô hết sức đặc biệt nhanh chóng truyền khắp trang web rượu vang thế giới, ở bên ngoài phòng thi đấu, rất nhiều người Trung Quốc và phóng viên trong và ngoài nước, bao gồm đám người nhã tuệ, cùng nhau căng thẳng đứng ở trước màn hình lớn, lập tức nín thở nhìn Đường Khả Hinh. Thời gian từng phút từng phút trôi qua. Giám khảo chính Fernando, im lặng một chút, sau khi nhìn đề thi của mình, rốt cuộc xác định không có sai, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói, "Đường Khả Hinh tiểu thư, Tôi rất vinh hạnh trở thành giám khảo chính thứ nhất thảo luận chuyện rượu đỏ với cô. Mọi người đều biết, thế giới rượu vang chúng ta đã có lịch sử gần 10.000 năm, bắt nguồn từ Hy Lạp, rồi đến Italy và các nước khác. Quả thật do nước Pháp phát triển rực rỡ, nhưng mỗi một loại truyền thừa đều phải trải qua lâu dài và nhẫn nại, trí tuệ và tinh hoa nghệ thuật, khắt khe bảo vệ và không ngừng phục hồi, cô đồng ý với câu nói này của tôi không? Đường Khả Hinh Ngưng Thần, nghe xong lời của Fernando ngay sau đó nở nụ cười có chút dịu dàng, hơi gật đầu, nói, đúng vậy. Tốt, Fernando nhìn cô, lại hết sức thân sĩ phong độ mỉm cười gật đầu, nói, trên thế giới có rất nhiều đất nước trồng nho, bao gồm Trung Quốc. Mà mỗi đất nước đều có quy định phân cấp rượu vang của mình, để quản lý và giám sát ngành công nghiệp rượu vang tốt hơn. Truyền thống bắt đầu từ nước Pháp, quy định phân cấp cũng thay đổi theo từng năm, rồi đến quy định phân cấp của nước nước làm người ta cảm thấy phức tạp. Theo tôi được biết, Trước kia Trung Quốc cũng từng theo đuổi truyền thống của Pháp, lấy số năm của rượu vang để phân chia cấp bậc rượu vang, rồi sau đó xuất hiện rất nhiều thương nhân rượu vang Trung Quốc chui qua lỗ hổng này, mà sản xuất một lượng lớn năm phù hợp trộn lẫn rượu vang chất lượng không hợp, đánh lừa mọi người. Sau đó vào năm 2004, đất nước của cô lần đầu ban hành, quy định kỹ thuật trưng cất rượu vang Trung Quốc, thậm chí sau lại có tiêu chuẩn quản lý cấp bậc rượu vang Trung Quốc và bản dự thảo điều lệ. Tôi vẫn nghi ngờ chính là, Loại sau khi bản dự thảo và điều lệ xuất hiện, có phải có thể ngăn chặn thương gia không hợp pháp còn tồn tại ở đất nước các vị, lợi dụng kiến thức của mọi người đối với rượu vang còn hết sức có hạn, nâng cao giá tiền và nhiều mặt khác hay không? Cô có thể thuận tiện nói chuyện một chút ý tưởng đối với ngành rượu vang Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh, nhất là đám người trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bao gồm Vitus cũng trầm ngâm lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh đường khả hinh bình tĩnh nghe fernando đưa ra vấn đề xong ngay sau đó khẽ mỉm cười mới dùng một loại giọng điệu chậm rãi không nóng không lạnh dịu dàng nói trung quốc chúng tôi có câu châm ngôn đã gọi là dân tộc tức là thế giới phản ánh bản chất văn hóa của địa phương là quan trọng đến cỡ nào lúc tôi còn nhỏ biết đến rượu vang cha của tôi đã nói cho tôi biết đó là rượu vang của phương tây nhưng cũng không thể phủ nhận rượu nho từ thời đường của đất nước chúng tôi cũng từng thịnh hành một thời nhưng thật đáng tiếc, nó cũng không có thừa kế truyền thống. Ngược lại rượu vang do nước Pháp phát triển rực rỡ. Người ta thường nói, rượu vang bóc đô, không chỉ là của người Pháp, mà của toàn thế giới. Như vậy đất nước này ban hành kỳ định phân cấp rượu vang, tự nhiên cũng sẽ được chúng ta tạm thời theo đuổi. Qua đó chứng tỏ chúng ta đối với đất nước này thưởng thức, tán thành, thậm chí không nghi ngờ chút nào, hết sức tôn trọng và tin tưởng vào trí tuệ của bọn họ. Lời này vừa nói ra, Phần lớn ban phê Bình Châu Âu và giám sát viên, không nhịn được dối rít ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, bà gió càng nở nụ cười vui vẻ, nhìn cô. Vitus không biểu lộ thái độ, vẫn lấy thái độ hết sức nghiêm túc và cẩn thận nhìn học trò. Đám người Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi càng trầm ngâm nhìn cô, hai mắt lóe sáng. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn mọi người, vội nói, nhưng mỗi một sự vật phát triển, mặc kệ nó muốn bắt trước và đuổi theo đối phương như thế nào, phương diện này cũng lộ ra một vấn đề nghiêm túc vấn đề nghiêm túc này cũng cần người phương đông và phương tây chúng ta cùng nhau suy nghĩ chính là sự vật phát triển logic cũng nhất định căn cứ vào văn hóa bản xứ tư tưởng tất cả con người tất cả sự vật để định nghĩa đây chính là lý do vì sao một số thương gia rượu vang nước pháp sau khi đến đất nước chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ cũng không giống như sự tưởng tượng của bọn họ mà cũng như vậy chúng tôi ở nước ngoài cũng sẽ cảm thấy tại sao mọi thứ không có theo nghĩ tưởng của chúng tôi đây chính là xuất hiện sự khác nhau của hai nền văn hóa chưa có sự giao lưu trao đổi hoàn toàn từ đó cũng dẫn đến một số thương gia không hợp pháp lợi dụng sự thiếu hiểu biết về rượu vang của người Trung Quốc chui qua lỗ hổng này tôi luôn suy nghĩ một chuyện có phải mâu thuẫn này là mâu thuẫn của thế giới mà không chỉ là mâu thuẫn của người Trung Quốc hay không lời này vừa nói ra mọi người lập tức ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh Đường Khả Hinh trầm ngâm một lúc mới mang theo một chút sứ mạng cảm giác trong đời, nói tiếp hơn nữa. Có lẽ chúng tôi nên phát ra một loại tin tức mãnh liệt. Chính là khi anh đến đất nước của chúng tôi thì hãy tôn trọng văn hóa của đất nước chúng tôi, tinh thần nhân văn của đất nước chúng tôi, truyền thống của đất nước chúng tôi, chúng tôi càng phải nói no đối với một số thương gia phương Tây giàu có sức ảo tưởng. Chuyện không phải như vậy, nếu như anh không dựa theo truyền thống đất nước chúng tôi, kết quả nhất định sẽ thất vọng chúng tôi cũng muốn nói no đối với những thương gia hám lợi của đất nước mình quy định phân cấp của đất nước chúng tôi lộ ra rõ ràng điểm này nhưng tôi vẫn luôn không lạc quan bởi vì mặc kệ là trung quốc hay bất kỳ một đất nước phương tây nào quy định phân cấp rượu vang đều luôn tồn tại kẽ hở điều này càng cần hiệp hội rượu đỏ thế giới chung tay cùng nhau tăng cường tuyên truyền và giám sát đối với rượu vang đám người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi cùng nhau thở phào một hơi hai mắt không nhịn được lộ ra nụ cười Hiển nhiên Fernando hài lòng đối với đáp án này, mỉm cười nhìn cô hỏi, như vậy cô đối với ngành công nghiệp rượu vang Trung Quốc có lạc quan không? Hai tròng mắt đường khả hình lập tức ngưng lấy lực lượng, nói tôi chỉ là một người, cũng không thể đại biểu cho đất nước của tôi, đi phân tích thị trường này. Nhưng tôi muốn nói, trong lúc ánh mắt của mọi người dối rít chú ý tới giá tiền rượu vang bóc đô ở nước Mỹ, thị trường rượu vang lên lên xuống xuống, vì hiện tượng bọt bong bóng gây ra tranh luận không ngớt, một số người Trung Quốc chúng tôi đối với ngành rượu vang ôm chặt đam mê và niềm tin, đã lặng lẽ trồng trọt nho ở một số vùng đất sa mạc và hiểm trở, thậm chí trước đây không lâu, còn đạt được huy chương vàng. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu một sức mạnh, điều này đại biểu cho một sức mạnh lặng lẽ vùng lên. Người Trung Quốc chúng tôi là một dân tộc chăm chỉ, càng về sau, chúng tôi rất khát vọng những điều mới lạ. Chúng tôi có thể sáng lập kỳ tích, mọi người đều biết, vào những năm 70 năm 80, một số tinh thần nhân văn và văn hóa của chúng tôi đã từng bị ngăn trở 30 năm, mặc dù lúc này chúng tôi đang cố gắng tiếp cận, nhưng lại nhận được ánh mắt khác lạ và cái nhìn, thậm chí khi dễ của những nước trên thế giới. Lời này vừa nói ra, mọi người lại im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh nghiêm túc ngẩng mặt, nhìn mọi người nói, bất luận là cái gì bị ngăn cách một đoạn thời gian, anh muốn tiếp tục theo đuổi, đều phải suy xét cực kỳ lâu, đầu tiên là hồi tưởng lại quá khứ. Suy nghĩ đến tương lai, anh mới có thể có đủ sức mạnh theo đuổi. Nhưng đất nước của chúng tôi cũng đang bổ khuyết 30 năm thời gian bỏ lỡ, hoặc suy nghĩ một ít thời gian trôi qua, cấp bách đi về hướng tương lai cảm thấy thiếu hụt nhiều. Cứ thế bổ khuyết lại trong năm tháng bỏ lỡ, sói mòn rất nhiều văn hóa và truyền thống. Nhưng tôi nghĩ, đối với một số người Trung Quốc khát vọng sống lại, đối với một ít văn hóa bên ngoài, không phải là không có cơ hội. Bao gồm rượu vang trên mặt từng nhà phê bình lập tức hơi lộ ra dạng dỡ nhìn đường khả hinh. Ánh mắt đường khả hinh nhanh chóng lóe lên, nói, lúc này tôi nghĩ, thời đại rượu vang lại đến, có lẽ có thể đúng lúc lợi dụng tinh thần truyền thống của Pháp và các nước, nhắc nhở chúng tôi, lúc chúng ta bước đi quá nhanh thì phải hiểu, một chai rượu vang chính thức đều có sức mạnh trưng cất, nó nhất định bao gồm lịch sử, văn hóa, nội hàm, tất cả mọi thứ. Trước mắt đối với ngành rượu vang bóc đô Pháp, Trung Quốc chúng tôi vẫn là đứa bé mới sinh nhưng mời đối với chất rượu dần dần chín chắn của chúng tôi, có thể cấp cho một chút bao dung. Chúng tôi đã từng là đứa bé lạc hướng 30 năm, chúng tôi dựa vào hai bàn tay cần cù củ của mình, tìm kiếm, lặn lội đi tới hôm nay, trong này ngoại trừ kỳ thích, còn có rất nhiều tư tưởng và sự vất vả của chúng tôi. Bà Gióc không nhịn được mỉm cười nhìn đường khả hình, đưa ra vấn đề của mình nói, như vậy, đối mặt với ngành rượu vang bóc đô từ từ rất giá, cô có ý kiến gì không? Đường khả Hinh theo tiếng nói của bà Gióc, khuôn mặt hơi quay về phía bà, lại kiên định nói, người Trung Quốc đối với định nghĩa thành công là nhiều tiền bạc. Nhưng rất nhiều đất nước phương Tây đối với định nghĩa thành công càng rộng lớn. Chúng ta không thể đơn giản dùng giá cả trôi nổi để định giá chỉ một mảnh đất đai hoặc vườn nho tốt nhất trên thế giới, mà cần phải nghĩ lại quá khứ, bóc đô đã trải qua dịch bệnh côn trùng đục dễ, thế chiến thứ hai và những thứ khác, tất cả vườn nho gần như bị hủy diệt bởi một ngày. Nhưng vì sao nó giống như thần rượu, may mắn gặp gió sống lại một lần nữa bởi vì vùng đất kia đã trải qua mấy ngàn năm phong tục tạp quán khí hậu đất đai mới gây dựng thành chúng ta không cần quá bi quan bởi vì mỗi sự vật sau khi đạt tới đỉnh điểm nhất định sẽ trượt xuống vào lúc này đúng là lúc để chúng ta suy nghĩ lại mỗi khi suy nghĩ lại khoảnh khắc xảy ra thật ra sẽ có một số tư tưởng và cơ hội mới lặng lẽ xuất hiện chỉ cần trong lòng chúng ta đầy niềm tin bà gióc mở to mắt thậm chí có chút không thể tin nổi nhìn đường khả hình. Vitus trầm mặt nhìn học trò, im lặng không lên tiếng. Tây Ban Nha cựu thành viên giới rượu đỏ, một vị giám khảo chính 60 tuổi, tên Jose, mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình, nói, đường khả hình tiểu thư, cảm ơn cô đã diễn giải đặc sắc. Kéo thế giới rượu vang của chúng ta trở về phạm vi nhỏ, cô làm một chuyên gia hầu rượu Trung Quốc, làm như thế nào ở trong phòng ăn đề cử rượu vang của mình. Đường Khả Hinh lập tức dựa theo tiếng nói, nhìn Hồ Sê, vội nói, tôi là một chuyên gia hầu rượu, nếu ở phòng ăn của nước chúng tôi để cử rượu vang của nước tôi, tôi nhất định sẽ lợi dụng biểu tượng của đất nước chúng tôi, đầu tiên giới thiệu ngắn ngủi. Ví dụ như, Hồ Sê mỉm cười nhìn cô, hỏi. Đường Khả Hinh vội nói, mỗi đất nước đều có biểu tượng đặc biệt của riêng mình. Ví dụ như Trung Quốc, truyền thống, phong tục tạp quán, lễ nghi, đó là nét đặc trưng lịch sử đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với bọn họ một chút đặc điểm này, thậm chí sẽ phân tích một chút quan điểm rượu vang của Trung Quốc và phương Tây, để cho bọn họ từng bước hiểu quan niệm và nhiệt tình của chúng tôi, lại từng bước dâng ra rượu vang của đất nước mình. Phải biết, khách uống không chỉ là rượu vang, mà còn là văn hóa của đất nước đó. Khi bọn họ ý thức được điều này, bọn họ sẽ tôn trọng một chút dịch rượu hơn. Hô mỉm cười gật đầu một cái, lại sắt bén đưa ra quan điểm của mình nói, Gần đây tôi nghiên cứu chuyên gia hầu rượu phương Tây, ngược lại cảm thấy chuyên gia hầu rượu phương Tây chú trọng chi tiết hơn, mà chuyên gia hầu rượu phương Đông lại chú trọng lịch sử nhiều hơn. Đường Khả Hinh mỉm cười, dịu dàng nói, bởi vì chúng tôi là một đất nước truyền thống, tự nhiên biết truyền thống và lịch sử quan trọng. Nhưng có một câu nói rất quan trọng, chó bị đá ném chúng, nó sẽ đuổi theo tảng đá kia, nhưng sư tử bị đá ném chúng, nó sẽ lao thẳng về phía người ném đá. Người phương Đông chúng tôi lúc hầu rượu với khách rất chú trọng về mặt hình thức, mà sẽ muốn dâng ra rượu có chất lượng tốt, ngược lại có thể chúng tôi dùng ngôn ngữ quá ít, điều này cũng dẫn đến ở quá trình hầu rượu kỹ càng chu đáo, không cách nào làm được hoàn mỹ. Đây là tất cả mấu chốt, tương lai chúng tôi càng có một phương pháp học tập rượu vang đầy đủ mà hệ thống. Hồ Sê hài lòng mỉm cười gật đầu. Hai tròng mắt trang hạo nhiên lập tức lóe ra kịch liệt và tự hào, nhìn đường khả hình, lộ ra nụ cười thật sự không đè nén được khách lệ mỉm cười nhìn trang hạo nhiên nhắc nhở anh trang hạo nhiên tiên sinh đến phiên ngài đặt câu hỏi vẻ mặt trang hạo nhiên vẫn lộ ra nụ cười thưởng thức nhìn đường khả hinh tưởng thiên lỗi cảm giác bất đắc dĩ vươn tay nắm một tập tài liệu hơi gõ mạnh lên cánh tay của anh một cái nói hỏi cậu đấy à lúc này trang hạo nhiên nhìn mọi người cười ầm lên mới phục hồi lại tinh thần nhìn thái độ đường khả hinh bình tĩnh anh có chút lúng túng nở nụ cười nhìn mọi người nói xin lỗi Trang hạo nhiên tiên sinh, xin chú ý ánh mắt của cậu, bà Gióc để ý mỉm cười nhắc nhở anh. Mọi người lại bật cười một trận, trang hạo nhiên có vẻ hơi ngượng ngùng, sau khi nở nụ cười xin lỗi, mới hơi ngồi thẳng người, nói, đường khả hình tiểu thư. Đối mặt với thị trường rượu vang của Trung Quốc có tiềm lực 10 phần như thế. Nhưng nói thật, nền tảng hình thành ngành rượu vang phương Tây cũng đến từ thức ăn ngon của chính đất nước này, đối mặt với truyền thống văn hóa ẩm thực mấy ngàn năm của Trung Quốc muốn mang rượu vang đánh vào phòng ăn Trung Quốc vẫn một chuyện rất khó khăn. Cô có ý tưởng gì mới không? Đường Khả Hinh lập tức tiếp lời nói, rượu vang Hy Lạp truyền tới Italy. Rượu vang và thức ăn ngon của Italy truyền tới nước Pháp. Đây đều là kết quả chung tay, mà một cơn gió Trung Quốc trên thế giới thổi càng ngày càng mãnh liệt, xuất hiện rất nhiều chuyên gia hầu rượu, bọn họ đều dùng giọng điệu hết sức ngạc nhiên, cười nói, chưa từng có một đất nước nào mà trên thực đơn có nhiều món ăn ngon như vậy. Về phương diện này truyền lại một loại tin tức, bước chân của chúng ta càng ngày càng gần quốc tế, văn hóa ẩm thực bí ẩn của Trung Quốc sẽ càng hấp dẫn nhiều người chú ý, thậm chí còn sẽ kích thích một số chuyên gia hầu rượu phương Tây mang thức ăn ngon của Trung Quốc đưa lên bàn ăn để khám phá và thách thức. Số liệu này cũng từng bước tăng lên ở Bắc Kinh, Thượng Hải và thế giới. Hơn nữa số liệu càng ngày càng cao, sở dĩ có sức hút trong tương lai là bởi vì nó không biết. Cho tới bây giờ thượng đế cũng không có mở miệng nói chuyện vẫn luôn thay nó bày tỏ cố gắng sáng tạo và chăm chỉ của con người. Chúng ta thông qua lịch sử, có lý do tin tưởng, con người chỉ cần đối với sự vật tốt đẹp, cũng sẽ kéo dài không ngừng theo đuổi và nỗ lực. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười, nhìn đường Khả Hinh nói, rất tốt. Đường Khả Hinh tiểu thư, chúng ta mới vừa nói tới cô ở trong một gian phòng ăn để cử rượu vang của đất nước mình. Như vậy vào lúc này, cô làm như thế nào để cử rượu vang của mình đối với người Trung Quốc? Bác dịch nghe nói như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhanh chóng có cái nhìn độc đáo, nói thế giới có quá nhiều thợ trưng cất rượu nổi tiếng hàng đầu. Thật ra về sau càng nhiều hơn, vườn nho ở đất nước chúng ta ít lại càng ít. Ngược lại bọn họ phải di chuyển tới các nước khác làm việc, vật lộn với ánh hào quang trong bữa tiệc xã hội thượng lưu, lợi dụng vườn nho nổi tiếng mà mình biết và chuyện xưa để cử rượu vang với mọi người thật ra trong này khó tránh khỏi sẽ có một số thành phần diễn giải đặc sắc và khoa trương. Mà một bộ phận thợ trưng cất rượu chưa bao giờ lộ rõ tài năng, ngược lại sống ở trong hầm rượu cô đơn và thời gian dài đằng đẳng, nhưng không cách nào dùng lời nói để hình dung được. Nếu như người Trung Quốc chúng ta muốn thưởng thức rượu vang chính thức, liền phải tốn một chút thời gian, chính thức hiểu được rượu vang từ da cành, ra lá, nở hoa, kết trái, hái quả, chọn lọc, trưng cất rượu. Đây là một quá trình khá dài mà nghệ thuật. Như vậy đối mặt với những thương gia rượu vang tranh chấp trên toàn thế giới, mọi người phải giữ vững trong lòng bình tĩnh và góc độ tao nhã. Ngôn ngữ nghệ thuật luôn có không tiếng động, hơn nữa, chính xác hiểu rõ văn hóa và truyền thống trưng cất rượu của hầm rượu kia còn có lợi cho chúng ta nâng cao năng lực thưởng thức rượu và khí chất của bản thân. Theo đó chậm rãi mở ra lòng nhiệt tình yêu thương rượu đỏ của mình. Uống rượu, quan trọng nhất, chính là hương vị riêng của mình. Bà Gióc thật sự không nén được vui mừng của mình, lộ ra nụ cười thật vui vẻ, nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt Fitz lóe lên, trên khuôn mặt căng thẳng, rốt cuộc buông thả mấy phần dịu lại, nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Như vậy, Đường Khả Hinh tiểu thư, nếu như cô phải chọn lựa một loại rượu vang có thể đại biểu cho tâm trạng của cô vào lúc này, cô sẽ chọn loại nào?" Đường Khả Hinh lập tức trầm ngâm. Mọi người cũng lập tức im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh im lặng một lúc, hai mắt lóe lên một chút ánh sáng kịch liệt. Mới sâu kín nói, tôi sẽ chọn lựa một chai rượu đỏ Côti 1945. Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, chai rượu này chính là rượu cô và mình đưa cho thầy giáo. Vitus hơi trầm ngâm, hai mắt lóe sáng, lại sắc bén nhìn Đường Khả Hinh, hỏi tiếp tại sao. Trên mặt của Đường Khả Hinh hiện lên ánh sáng gần như tôn sùng và hướng tới, từng hồi nhớ lại từng ly từng tí quá trình thầy giáo và mình chung sống, kích động từng chữ từng chữ sâu kín nói, Romani Conti. Vườn nho huyền thoại nhất trên thế giới. Dịch rượu của nó đã từng chỉ cung cấp cho xã hội thượng lưu và giới quý tộc uống, sau đó theo rất nhiều chiến tranh, vườn nho đã từng vài lần đổi chủ. Thế nhưng mảnh đất huyền thoại này, không thể nghi ngờ là nhận được luồng ánh mặt trời và hướng gió thượng đế ban cho. Trải qua hai lần chiến tranh to lớn, trải qua dịch bệnh côn trùng cuốn lấy vườn nho toàn cầu, nó lại là vườn nho duy nhất có thể dựa vào tinh thần nhân văn và tín ngưỡng, sống sót nó càng được xem là báu vật còn sót lại của người đời. Mọi người không cách nào tưởng tượng ở trong tầng tầng lớp lớp mùi vị bí ẩn lộ ra mùi thơm hoa hồng thưa thớt đã héo tàn thần kỳ là như thế. trong một chớp mắt đó, người ta hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. người ta sẽ phát hiện dựa vào giấc mộng thuở ban đầu và đam mê là có thể để cho tất cả khổ sở, bi thương, mất mát, uất ức, thậm chí ái náy và đau lòng không nói ra được đối với người thầy, toàn bộ hòa tan vào trong chai rượu kia. Tôi hy vọng chai Romani Conti 1945 mãi mãi cũng sẽ không già. Bởi vì nó tượng trưng cho tinh thần, vô tư, dẫn dắt. Mà chúng tôi là những đứa bé sơ sinh, chúng tôi là những học trò mới đất nước này, cần một chút tấm gương, cần một chút bao dung, một chút thấu hiểu. Lúc này, tôi chưa thể mở ra chai rượu đỏ quan trọng quý giá như thế. Nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ là đất nước của chúng tôi hay những đất nước khác, tôi cũng nhất định sẽ nỗ lực trả giá cả đời vì một chai rượu mà mùi hương của nó có thể bay khắp thế giới tinh thần và tín ngưỡng. Xin thầy giáo tin tưởng tôi, xin thầy giáo cùng các nhà phê bình tiếp tục dùng thái độ nghiêm khắc nhất và tinh thần tín ngưỡng của mọi người, tiếp tục giám sát tôi, cho tôi số điểm nghiêm khắc nhất. Tôi tiếp nhận tất cả thử thách. Lời này vừa nói ra, hai tròng mắt Phi cũng chấp lóe ánh sáng kịch liệt, hơi ngẩng mặt nhìn học trò. Các giám khảo cũng lập tức hơi lộ ra kích động và trầm ngâm nhìn cô gái Trung Quốc này. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nắm chặt quả đấm, chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận tất cả đánh giá. Chương 1100, tầm nhìn. Giờ phút căng thẳng cho điểm. Các tuyển thủ chuyên gia hầu rượu rối giết im lặng tụ tập cùng nhau, căng thẳng chờ đợi các nhà phê bình cho điểm, nhất là Đường Khả Hinh thi vấn đáp xong, cả khuôn mặt cô lộ ra căng thẳng gần như nghẹt thở, bởi vì cô không giống với tất cả tuyển thủ cô mang theo tình huống bị âm 6 điểm, tiến vào vòng thi đấu thứ hai. Nếu như cô trả lời sai một đề vấn đề mà các nhà phê bình cho điểm, hơi lộ ra một chút không công bằng, như vậy cơ hội rất nhỏ để bản thân mình có thể đi vào thi đấu vòng cuối cùng. Bên ngoài phòng thi đấu, đám người nhã tuệ, vẻ mặt tất cả mọi người cũng đều căng thẳng, im lặng chờ đợi, rất nhiều nhân viên, gần tới buổi chiều, có chút đói bụng, vì giây phút thi đấu này, cũng chỉ núp ở một góc nhỏ, len lén cầm hộp cơm chật vật nuốt cơm, ngay cả nước cũng không kịp uống. Lúc này Á là cũng đã đi ra, nhìn mấy chuyên gia hầu rượu bên trong phòng nghỉ ngơi nhau nhau căng thẳng, vẻ mặt khác nhau, mà Đường Khả Hinh một mình cô lập, tựa vào ghế ngồi bên bức tường trắng, trên chắn còn tràn đầy mồ hôi mới vừa thi xong vấn đáp. Cô cũng thở dài một cái, bởi vì đây có thể là một công việc căng thẳng nhất và thử thách từ trước đến nay trong cuộc đời làm phiên dịch của cô. Đường Khả Hinh thật sự phát huy quá tốt ở hiện trường, hàng loạt lời nói tuyệt vời chính mình cũng sợ ngây người cô lập tức im lặng cất bước đi tới, dịu dàng gọi nhỏ đường tiểu thư. Sắc mặt lâm tử linh âm trầm lạnh lùng, ngồi ở trong ghế chờ, ánh mắt lộ ra bén nhọn, nhìn đường khả hình. Hai tròng mắt đường khả hình cũng hơi di động lộ ra một chút ánh sáng, dịu dàng, mệt mỏi ngẩng đầu, lơ đáng nhìn tới trước. Lâm tử linh hít mắt, vẻ mặt căng thẳng, nhìn ánh mắt của cô, theo bản năng cảm thấy tình huống vẫn không ổn, trước mắt trong lòng của cô cũng đang băn khoăn, Trang hạo nhiên mới vừa rồi quá sắc bén, quả thật mình có chút cảm giác bị dồn ép suy sụp, mà câu nói sau cùng của Vitus luôn lộ ra thâm trầm chất vấn, từ lúc cô trở thành tuyển thủ thi đấu đến bây giờ, bắt đầu có một chút căng thẳng, bởi vì các giám khảo trong cuộc thi, quả thật mọi người là chuyên gia, không để cho mình có một chút không gian thở dốc. Á lạc hơi lộ ra một chút nụ cười buông lỏng, ngồi vào bên cạnh đường khả hình, tay đè lưng bàn tay của cô có chút lạnh lẽo, cúi xuống khe khẽ nhìn cô nói, cô thả lỏng đi, Mới vừa rồi đáp rất tốt, ngay cả tôi cũng vì đáp án của cô. Chậm lại một chút, không dám quá căng thẳng, cũng chảy không ít mồ hôi. Đường khả hình chỉ nhàn nhạt cười cười, đối mặt với cuộc thi cấp quốc tế, ở trong quá trình này không ai có chính thức buông lỏng. Bên trong ban giám khảo, các giám khảo chính vòng thứ hai đã đi khỏi chỗ, bằng một lối ra khác, đi ra khỏi phòng thi, còn lại là 10 người phê bình ngồi chung một chỗ tiến hành thảo luận đề thi của Lâm Tử Linh vấn đề của trang hạo nhiên tiên sinh mới vừa rồi quá sắc bén lúc này jackson nhanh chóng hơi lộ ra kích động nhìn các thành viên ban phê bình nói loại vấn đáp này cũng không có một chút ý tưởng giao lưu trao đổi mà hoàn toàn tồn tại ý thức thành kiến dân tộc nhất là trung nhật hai đất nước vốn tồn tại mâu thuẫn khác nhau về phần nhật bản phá hủy kiến trúc nước pháp như thế nào đây là quá khứ bất quá là hành động cá nhân không thể xem như là tư tưởng của một đất nước ngược lại bà gióc không tỏ thái độ Tay cầm bút lông chim, hơi ngẩng mặt nhìn chăm chú một điểm phía trước, suy nghĩ chuyện này, bởi vì đề bài này vẫn chưa có quyết định cho điểm. Vào lúc này, một nhà phê bình khác, Jose, cũng có vẻ hơi tán thành ý kiến của Jackson, nhìn mọi người một vòng, dùng tiếng Anh, vội nói, tôi cũng cảm thấy đề thi này, thật ra quan điểm có chút mơ hồ. Dù sao nhằm vào thi đấu quốc tế lớn như vậy, vấn đề như vậy, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Lúc này, Fernando cũng mỉm cười khép tài liệu lại. Nhìn mọi người, cũng dùng tiếng Anh chậm rãi nói, nếu như là vậy, tôi đưa ra câu hỏi cho tuyển thủ Đường Khả Hinh, không phải cũng sắc bén như vậy sao? Nếu vấn đề này từ một người Nhật Bản đưa ra, có phải cũng đẩy lên vấn đề chính trị hay không? Vấn đề của Trang Hạo Nhiên tiên sinh lúc này, tôi cảm thấy không có gì, bởi vì cậu ấy là một giám khảo quốc tế, ở góc độ cái nhìn của toàn thế giới, đưa ra vấn đề là bởi vì bản thân Nhật Bản từng có cách làm này, đây bất quá là vấn đề nghiên cứu đối với thế giới rượu vang. Mà tôi cảm thấy vấn đề lớn nhất là đáp án của Lâm Tử Linh Tiểu Thư, đáp án của cô ấy không xuất sắc. Bà Dóc quay đầu lại nhìn Fernando. Chủ tịch Hiệp hội Đối Lập Duy cũng im lặng suy nghĩ đáp án này một chút, ông cũng giống như các thành viên phê bình, tự nhiên chưa có quyết định đối với vấn đề có tính nghiên cứu thảo luận, cũng không phải muốn can thiệp số điểm của mỗi người, mà thật sự tồn tại điểm mâu thuẫn. Bác Dịch là người Trung Quốc, không tỏ thái độ, anh tự có điểm số của mình ngược lại đới lập duy hơi lộ ra nụ cười mấy phần đùa giỡn nhìn bác dịch nói bác dịch tiên sinh xin tha thứ cho tôi vào lúc này đưa ra vấn đề với cậu mà tôi quả thật thú vị muốn biết đối với vấn đề sắc bén của trang hạo nhiên tiên sinh mới vừa rồi và đáp án của lâm tử linh tiểu thư cậu có cách nhìn như thế nào nói thẳng không sao bởi vì chúng ta đều có ý kiến của mình bác dịch thấy đới lập duy tiên sinh gọi tới vẻ mặt anh chỉ hơi nở nụ cười nói nói một chút ngoài lề tôi cùng với trang hạo nhiên tiên sinh là bạn bè tốt nhất tôi đã từng cứu cậu ấy một mạng lúc đó cậu ấy vì một chai rượu đỏ mà thiếu chút nữa mất mạng trong biển rộng tôi chưa từng gặp qua người nhiệt tình yêu rượu đỏ như vậy tư tưởng của cậu ấy tầm nhìn quan niệm đã sớm vượt ra khỏi giới hạn đất nước mà có đủ quan điểm thế giới nhưng có một câu nói thế này nghệ thuật có thể không danh giới quốc gia nhưng người làm nghệ thuật không thể không có danh giới cậu ấy là một người yêu nước nhưng không thể nói rằng cậu ấy đang ở trong cuộc thi lớn như thế, sẽ mang tình cảm dân tộc bạn bè quốc tế ra đùa giỡn, điều này không tôn trọng tinh thần nhân văn cuộc thi chúng ta đưa ra. Thật ra đáp án này, nhìn như phức tạp, cũng không có trầm trọng như vậy, tôi tin tưởng Trang Hạo Nhiên tiên sinh cũng chỉ muốn kiểm tra một cá nhân độc lập, có đứng về phía đất nước của mình, mà ánh mắt có thể đủ sáng để nhìn ra toàn thế giới hay không. Lời này vừa nói ra, có một số thành viên phê bình cũng có vẻ mấy phần tán thành gật đầu. Bác dịch mỉm cười nhìn mọi người nói, cá nhân tôi tự có đánh giá điểm của cô ấy. Nói thật cũng không có quá kém, chỉ là cô ấy trả lời tốt hay không, đây là suy nghĩ riêng của mỗi người. Đới lập duy gật đầu một cái, lại mỉm cười nét mặt hơi lộ ra một chút hài hước, nhìn anh nói, vậy cậu cảm thấy, vấn đề có liên quan đường khả hình tiểu thư trả lời như thế nào? Vẻ mặt bác dịch lộ ra một chút lúng túng nở nụ cười. Đới lập duy liếc mắt nhìn vẻ mặt anh, liền ngưng thần xoay mặt, cầm bút máy, mắt nhìn thấy đề bài đầu tiên của Lâm Tử Linh khoanh tròn, quyết định viết xuống điểm số của mình. Bà Dóc nhìn ông đã viết rồi, mình cũng cầm bút lên chuẩn bị cho điểm. Nhưng bà mới vừa muốn viết xuống, lại ngẩng đầu lên nhìn Vitas vẫn im lặng, hỏi Vitas tiên Sinh: đối với đề thi này, ngài có suy nghĩ của mình không? Vitas im lặng ngồi tại chỗ. Về điểm số của Lâm Tử Linh, ông không có do dự, đã sớm viết xuống rồi. Nghe được bà Dóc hỏi ông liền nhàn nhạt mở miệng nói, rốt cuộc tinh thần một dân tộc ở trên văn hóa rượu, hay là ở dưới văn hóa rượu. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn ông. Ánh mắt của Jackson nhíu lại, nhìn trong chọc Vitus, trầm giọng nói, ngài cảm thấy thế nào? Vitus tiên sinh, ngài đi khỏi nước Pháp, đã phục vụ người Trung Quốc thời gian không ngắn. Lời này làm cho không khí nhanh chóng giảm xuống. Bà gióc trợn to hai mắt, nhìn Jackson, vì lời nói của mình mới vừa rồi, mà tạo thành phiền toái, cảm giác có lỗi sâu sắc, bác dịch cũng có chút khoa trương nhìn Jackson, cười nói, Jackson tiên sinh. Vitus tiên sinh chấp nhận làm việc cho tập đoàn Hoàn Cầu, đây là vinh hạnh tối cao của tập đoàn Hoàn Cầu. Thậm chí học trò của ông ấy chính là Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu, Trang Hạo Nhiên. Tất cả đều chứng tỏ, người lãnh đạo tối cao chúng tôi, cũng tuyệt đối tôn trọng và sùng bái ông ấy. Ánh mắt của Vitus nhíu lại, cả người lộ ra khí thế của cựu thành viên rượu đỏ, ông im lặng cũng không đại biểu tất cả đều thỏa hiệp, hoàn cảnh mới vừa rồi thiếu chút nữa chính tay đâm học trò mình, bây giờ vẫn làm cho trong lòng nhiều người vẫn còn sợ hãi, cũng biết ông không chỉ có nghiêm khắc với học trò, còn nghiêm khắc với mọi người. Sắc Sơn nhìn ánh mắt ông, liền biết mình nói lời không đúng, xin lỗi nói, rất xin lỗi, Vitus tiên sinh, tôi xin lỗi ngài vì câu nói mới rồi. Tôi cũng chỉ hơi thất vọng, đã ba năm ngài không có tham gia đoàn bình phẩm rượu chúng ta không chỉ có châu Á cần ngài, nhiều loại rượu của châu Âu cũng cần ngài cho điểm, vì một chút dịch rượu này đưa ra một chút diễn giải đặc sắc. Tôi cảm thấy Lâm Tử Linh tiểu thư, cô ấy cũng chỉ là đứng ở tầm nhìn dân tộc của mình, nói chuyện vì dân tộc của mình. Vấn đề sắc bén này, mặc kệ là ai, cũng không thể trả lời quá tốt. Các thành viên bình luận cũng im lặng gật đầu một cái. Vitus không để ý đến ông ta, tiếp tục xem điểm số của mình, bà dốc mỉm cười nhìn mọi người nói. Mặc kệ như thế nào, đối với đáp án của cô ấy về vấn đề thời gian, tôi vẫn đủ thưởng thức. Có người nghe xong, cười cười, có người nghiêm túc cho điểm, vẻ mặt của Fernando hết sức cổ quái, so sánh hai đề thi của Đường Khả Hinh và Lâm Tử Linh, lộ ra một chút nụ cười nhìn ngẫm. Hách Lệ Yên lặng đứng ở một bên, nhìn thái độ các nhà phê bình cẩn thận cho điểm, cũng có vẻ mấy phần im lặng, đúng lúc này, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ treo trên tường, đã đến 3 giờ 55 phút. 4 giờ tuyên bố kết quả cuối cùng, lập tức tiến vào vòng thi đấu thứ ba. Bên ngoài ban giám khảo, tất cả tuyển thủ đang nhao nhao hồi hộp đứng thẳng, cũng bắt đầu có chút lo lắng, bởi vì vòng đấu này, quả thật quá khó, ngay cả Alex cũng đã bắt đầu có chút im lặng, Kerry dựa vào nơi đó, hơi mất kiên nhẫn, mà lúc này, hách lệ theo một phút cuối cùng của cuộc thi, lập tức đi tới, tay cô đang cầm tài liệu, khẽ nở nụ cười nói, mọi người đợi lâu, Trải qua cho điểm kịch liệt, giữa các giám khảo của chúng ta vẫn có một số ý kiến trái ngược. Hiện tại, tôi muốn mời một mình Lâm Tử Linh tiểu thư cùng vào sân, mời các tuyển thủ khác chờ đợi. Sắc mặt Lâm Tử Linh lập tức căng thẳng, mang theo vài phần dự cảm xấu, nhìn Hách Lệ. "Mời đi theo tôi." Hách Lệ nở nụ cười lễ phép với cô, nói "Chúng tôi chỉ cần một phút thời gian của cô." Những lời này giống như quả bom nổ tung ở trong thế giới của Lâm Tử Linh mặt của cô hơi lộ ra mấy phần căng thẳng, vẻ mặt đường khả hình cũng lộ ra nghi ngờ đang suy nghĩ có chuyện gì. Chẳng lẽ cô ấy được hạng nhất? Audio điện tử võ tấn bền chương 1101, cô đi đâu? Phòng thi đấu vòng thứ hai Khuôn mặt lâm tử linh im lặng, mang theo vài phần căng thẳng và nghi ngờ đi theo hách lệ đi tới trước cửa phòng thi, ngẩng đầu lên nhìn người giám khảo trong phòng, toàn bộ im lặng, vẻ mặt khác nhau, chỉ có đối lập suy hơi cúi đầu dùng ngón tay cuốn nhẹ một tờ giấy thi, dáng vẻ lộ ra im lặng mà suy tư, đám người Vitus, Lauren, Jackson toàn bộ trầm mặt, nhìn không ra bất kỳ ý tứ gì, trái tim của cô chợt buộc chặt, nhưng vẫn cất bước đi tới vị trí giữa phòng thi, mặt nhìn các giám khảo, lại hơi khom người chào. Các giám khảo cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn cô, mà vẻ mặt bà Joc mỉm cười, là người phát ngôn chính của hiệp hội rượu đỏ nhìn lâm tử linh lộ ra một chút dịu dàng và lễ phép gọi nhỏ lâm tử linh tiểu thư rất xin lỗi vào lúc căng thẳng thế này mời cô đi vào lâm tử linh lập tức hơi gật đầu khiêm tốn dùng tiếng anh lưu loát đáp nhẹ vâng xin mời bà nói bà gióc nhìn ánh mắt sắc bén của lâm tử linh mãnh liệt lóe lên nghi ngờ lại nở nụ cười nói lâm tử linh tiểu thư ấn tượng lần đầu tiên của tôi đối với cô là ở trong phòng đọc sách paris nước pháp chúng tôi cô có biết nước Pháp chúng tôi rất nhiều thương nhân buôn bán rượu vang, càng về sau, bọn họ sẽ không lựa chọn ở lại giải trí hoặc tiêu khiển tài sản khu rượu vang. Bởi vì thật ra ở nơi đó lúc nào cũng lộ ra một loại cảm giác túng thiếu và cô đơn, ngoại trừ người làm việc ở vườn nho, không có ai có thể chịu đựng được thời gian như vậy. Bà nói dứt lời, lại có thâm ý khẽ nở nụ cười, nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cũng chớp đôi mắt sáng ngời, nhìn bà gióc. Bà gióc tiếp tục nắm nhẹ bút lông chim của mình, theo lòng bàn tay của bà mở ra, dơ nhẹ lên, tiếp tục nói, vào thời điểm đó, tôi ngồi trước máy vi tính trong phòng đọc sách nhìn thấy cô ở Nhật Bản thuận lợi lên cấp, dùng tiếng Anh lưu loát, trả lời vấn đề của phóng viên truyền thông, tiếng Anh này mang theo một chút giọng địa phương của Pháp, điều này làm cho tôi lập tức có ấn tượng sâu sắc với cô. Không nghi ngờ chút nào, cô phải có kinh nghiệm và cơ hội đi đây đi đó ở tất cả các nước rượu vang, thậm chí cô thông thạo năm thứ tiếng. Cô là một trong những chuyên gia hầu rượu có tư cách và thực lực nhất, lợi dụng ngôn ngữ thật tốt để diễn tả ý tứ và suy nghĩ của cô. Nhưng lúc này ở trong đề vấn đáp đầu tiên, giám khảo chính Trang Hạo Nhiên đã đưa ra đáp án cho cô, cô chỉ trả lời tình huống một dân tộc. Lâm Tử Linh Tiểu Thư, theo ý của cậu ấy, một dân tộc quả thật thắng được tất cả, nhưng cô có biết chính xác vườn nho tại mảnh đất này của nước Pháp tồn tại như thế nào? Lâm Tử Linh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bà Gióc. Lúc này bà Gióc cũng hơi lộ ra một chút tiếc nuối nhìn Lâm Tử Linh, khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, hàng năm tại tiệc thưởng thức rượu bóc đô, chúng tôi cũng sẽ trải rộng thảm đỏ, chào đón khách trên thế giới, điều này đại biểu sự tôn trọng của chúng tôi, nhưng ngoại trừ thời gian này, người Pháp chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng đi vào vườn nho này, bởi vì bản thân chúng ta đều mang một chút lòng kính sợ. Tại sao? Bởi vì vùng đất kia không chỉ có lịch sử nặng nề, lại càng không chỉ về vấn đề, đất đai, nó còn tượng trưng cho linh hồn, một loại phong cách, thậm chí một đoạn ADN. Có lẽ cô chưa từng thấy qua, ở khu vườn nho ruộng bậc thang, rất nhiều nhà vườn dùng con ngựa khỏe để khai khẩn và cày ruộng, hái nho bằng thủ công tinh khiết, thậm chí dùng thùng gỗ hết sức quý giá, xem từng quả nho như nước mắt thượng đế, cất vào trong. Chính bởi vì loại kiên trì này, mới để cho rượu vang của Pháp đi về phía thế giới. Khi chúng ta vì thế giới cống hiến dịch rượu quý giá như thế thì chúng ta càng hy vọng tất cả khách có thể có một chút tôn trọng đối với những người mấy ngàn năm vì rượu đỏ làm ra cống hiến kiệt xuất, mà không phải lợi dụng thời gian và sự thành công gấp gáp, nhanh chóng tiến vào đất nước của chúng tôi, ảo tưởng thay thế. Lâm Tử Linh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn bà Gióc. Bà Gióc cũng xin lỗi nhìn Lâm Tử Linh mỉm cười nói, Lâm Tử Linh tiểu thư. Thượng đế tốn mấy ngàn năm gió sương mưa tuyết mới có một mảnh đất đai như vậy, nếu như cô là một người chủ khu vườn, nên rõ ràng, nếu cô muốn chính thức hòa vào thế giới rượu vang rộng lớn, đầu tiên phải đạt được sự đồng ý của giới bình luận rượu của Pháp và châu Âu cùng một số nước phương Tây truyền thống. Mà không phải đơn giản ở đất nước chúng tôi mua vườn nho hoặc dỡ bỏ kiến trúc của đất nước chúng tôi trở về đất nước của cô, ở trong hầm rượu của các vị trưng cất ra rượu vang tự cho là đặc sắc, sau đó chỉ bán được cho đất nước của cô và một số đất nước châu Á không hiểu rượu vang. No, điều này hoàn toàn phản ánh ngành trưng cất rượu vang của đất nước cô đang từ từ trạch đường dây với các nước phương tây. Vấn đề này không chỉ là vấn đề Nhật Bản, là vấn đề cả Châu Á, bao gồm Trung Quốc. Lâm Tử Linh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn bà Gióc. Bà Gióc nở nụ cười bất đắc dĩ, nét mặt có vẻ hơi tiếc nuối, nói chúng ta kéo lịch sử nặng nề và thành tựu bước lên phía trước. Dĩ nhiên chúng ta hy vọng mùi rượu vang lan tỏa cả thế giới, nhưng quan trọng hơn, cô là một chuyên gia hầu rượu Nhật Bản. Có thể nói lên khuyết điểm và ưu điểm đặc sắc của đất nước cô, biểu đạt và giải thích thành ý của các vị đối với chúng tôi hay không? Có nhiệt tình và ý định chính thức đặt chân lên mảnh đất châu Âu của chúng tôi hay không? Vì rượu vang của các vị trưng cất ra, làm một diễn giải đặc sắc, tranh thủ một chỗ đứng. Hiển nhiên, càng về sau, từ trong ngữ ngôn của cô, cô không có tính toán như vậy. Ngược lại, tôi xin lỗi nói một câu, tôi hết sức thưởng thức có vị tuyển thủ chuyên gia hầu rượu ở trong trận đấu nói một đoạn, cô ấy nói hiện tại tất cả vấn đề của rượu vang không chỉ là mâu thuẫn của đất nước cô ấy, mà là mâu thuẫn của thế giới. Điều này làm cho chúng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy có thành ý cùng chúng tôi chung nghiên cứu và giao lưu trao đổi, thậm chí cùng giải quyết vấn đề. Bác dịch tiên sinh nói thật hay, tổ chức cuộc thi đấu cấp thế giới, bản chất chính là xem mọi người có đủ tinh thần dân tộc cao thượng, lại có thể thoải mái suy nghĩ ra thế giới hay không. Trái tim lâm tử linh xoắn giống như dây thừng, chậm rãi đè nén và buộc chặt, trên mặt lộ ra một chút tái nhợt, cũng không nói ra được lời nào. Bà gióc lại nhìn Lâm Tử Linh nói, "Lâm Tử Linh tiểu thư, càng về sau, chúng tôi không cần kích thích dư thừa và thuận theo, chúng tôi cần một chút dũng cảm, kiên trì, tinh thần lãnh đạo mới hoàn toàn để kế thừa sự nghiệp vĩ đại này. Vì ngành rượu vang giữa các đất nước khác càng ngày càng gần gũi, bắt một cây cầu. Anh đi về phía tôi, tôi đi tới phía anh, trong lúc trao đổi, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau." Cô phải hiểu được, nếu làm ra chuyện khiến người sợ hãi, làm cho người ta không vui, đây chính là điểm mấu chốt ít nhiều gì cũng đụng chạm tới linh hồn và cảnh giới tinh thần. Hiển nhiên, Trang Hạo Nhiên Tiên Sinh đã cho cô cơ hội giải thích này, nhưng cô không có nắm bắt cho tốt. Cô không cần đại biểu cho cả dân tộc, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đại biểu cho chính mình, biểu đạt cách nhìn ra thế giới của cô. Lâm Tử Linh nhanh chóng cúi đầu, hai mắt căng thẳng xoay tròn, suy nghĩ kết quả này bà gióc có hơi thất vọng nhìn lâm tử linh nhắc nhở cô mỉm cười nói lâm tử linh tiểu thư lúc này cô không cần nhanh chóng nghĩ đến kết quả như vậy đây là khuyết điểm của cô sức cảm thụ và sức lan truyền của cô cũng hơi kém lâm tử linh lập tức ngẩng đầu lên hơi lộ ra mấy phần lúng túng nhìn bà gióc bà gióc lại mỉm cười khích lệ cô nói lâm tử linh tiểu thư chúng ta tổ chức thi đấu coi trọng ở sự giao lưu trao đổi và bản thân mình trưởng thành mọi việc quá nghĩ đến kết quả thật ra sẽ làm giảm đi cái tốt đẹp bỏ ra. Hiển nhiên đáp án để đầu tiên của cô, vì cô quá độ đắc chí cũng không có hoàn toàn phơi bày tinh thần và lý tưởng của cô. Cô phải biết, đây là một cuộc thi đấu mang tính quốc tế, chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội cho mình phạm lỗi. Điểm số cuối cùng của cô đã có, 79.5 điểm. Cô không hợp cách. Lâm Tử Linh lập tức ngẩng đầu lên nhìn bà Gióc, máu lập tức chảy ngược, trong lúc nhất thời căng thẳng đến không biết nên nói gì chỉ cảm giác đau đớn như đứt mạch máu, tất cả hy vọng bị đánh nát, toàn bộ thế giới đột nhiên tối tăm. Bà Gióc chỉ đành phải xin lỗi nhìn cô, cười cười. Lúc này, đối lập duy cũng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Linh vội nói, Lâm Tử Linh tiểu thư. Căn cứ quy định thi đấu, điểm số của cô trong trận này không hợp cách, lẽ ra nên rút khỏi thi đấu, nhưng bởi vì ban giám khảo chúng tôi họp lần cuối cùng, phần nửa cho rằng, đề thi đầu tiên của Trang Hạo Nhiên tiên sinh quả thật có tồn tại nội dung tranh cãi. Hơn nữa căn cứ vào đường khả hình tiểu thư đã từng được phá lệ tiến vào trận chung kết, cho nên cũng cho cô cơ hội như vậy. Nhưng cô cũng phải giống như cô ấy, mang theo âm ba điểm tiến vào trận chung kết vòng thi thứ ba. Mạch máu của Lâm Tử Linh lập tức trào lên, ngẩng đầu lên, kích động nhìn đới lập duy. Chúc mừng cô, hy vọng phần tiếp theo cô biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Đới lập duy cũng tự mình đứng lên, đi về phía Lâm Tử Linh hơi nở nụ cười vươn tay, nói, hy vọng ở trong trận đấu sau cùng, cô có thể phát huy thật tốt, chúng tôi mong đợi cô. Cảm ơn, Lâm Tử Linh vừa gật đầu, trên trán vừa dịn mồ hôi lạnh, thở dốc nhìn rắc cũng nhìn mình gật đầu một cái, cô nuốt cổ họng khô khốc, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hách lệ mỉm cười, tay nâng tài liệu, xoay người đi ra phòng thi đấu, công bố kết quả cuối cùng của vòng thi đấu thứ hai với các tuyển thủ và tất cả truyền thông. Đi ra rồi, Á Lạc thấy hách lệ mỉm cười đi ra, cô lập tức kích động kêu lên. Đường khả hình cũng lập tức đứng lên, hai mắt lộ ra ánh sáng kịch liệt căng thẳng, vẻ mặt căng thẳng, nhanh chóng truy tìm nguồn gốc âm thanh của hách lệ, hai tay nắm chặt quả đấm, móng tay thiếu chút nữa lại cắm vào trong thịt. Các vị tuyển thủ, đã đợi lâu, hách lệ mỉm cười cầm tài liệu, đứng ở trước mặt các tuyển thủ và phóng viên truyền thông tại hiện trường, mở kết quả cuối cùng của ban giám khảo, mang theo vài phần vui vẻ, mỉm cười nói, đầu tiên tôi tuyên bố tuyển thủ đạt được điểm cao nhất để thi vấn đáp cuộc thi chuyên gia hầu rượu cấp thế giới vòng thứ hai. Các tuyển thủ rối rít hiên lặng, căng thẳng nhìn hách lệ, mà bên ngoài phòng thi đấu, đám phóng viên và đám người quan sát cũng rối rít tụ tập đến trước màn hình lớn, gần như tay vặn chặt ống kính máy chụp hình, con người nhìn không chớp mắt. Không khí lập tức ngưng kết, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hách lệ dừng lại một lát, nhìn điểm số của giám khảo trong tài liệu, cuối cùng mới nở nụ cười nói, vòng thứ hai thi đấu vấn đáp, điểm số cao nhất tuyển thủ. Đường khả hình tiểu thư, chúc mừng cô. Ồ, bên ngoài phòng, tất cả phóng viên trong và ngoài nước, toàn bộ khách quý vui vẻ la hoảng lên, nhã tuệ sắp phát điên, ôm từ trạch minh, cô vẫn không dám tin tưởng, trợn to hai mắt, nhìn trong màn hình lớn hách lệ nói xong, trong màn hình lập tức hiện ra đường khả Hinh, một tuyển thủ người Trung Quốc, đạt được 98 điểm. Lúc này cô mới vui mừng kêu a hát một tiếng, nước mắt chảy xuống đầm đìa, vui mừng lôi kéo chặt tay đồng nghiệp, vừa khóc vừa la, vừa cười. Trong phòng, đường khả hình cũng theo tiếng kêu vui mừng của Á Lạc, xác định mình đứng đầu, cô vẫn không thể tin mình nghe được, trợn to hai mắt, mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn căng thẳng, nhanh chóng nắm chặt tay Á Lạc, la hoảng lên, tôi đứng đầu. Còn 98 điểm, tôi không phải mang theo âm 6 điểm vào thi đấu sao? Đây là thắc mắc của mọi người. Fernando ở bên trong phòng, nhận lấy câu hỏi của phóng viên, ông đang ở bên trong đèn flash lóe lên từng hồi, nở nụ cười trực tiếp nói, tôi hết sức thưởng thức câu nói của tuyển thủ Đường, khi một sự vật hoặc lịch sử bị ngăn cản thì chúng ta nhất định phải nghĩ lại quá khứ và suy nghĩ đến tương lai, mới có thể có đủ dũng khí tiếp nhận hiện tại. Phải biết, trong này lộ ra dũng khí và trí tuệ của cô ấy, thậm chí còn có mạnh mẽ kiên quyết, đã rất lâu tôi không có có đặt mình trong một hoàn cảnh căng thẳng, bị một cô gái 23 tuổi làm cảm động cô ấy không chỉ có tình cảm dân tộc làm người ta cảm động, cô ấy còn có đủ tầm nhìn ra thế giới. Thị trường rượu vang Trung Quốc là một thị trường khổng lồ của thế giới tương lai, tôi nghĩ chúng ta cần nhiều tuyển thủ như vậy, để vì rượu vang đưa ra một giải thích công bình hơn. Quả thật, đây không chỉ là mâu thuẫn của một đất nước, đây càng là mâu thuẫn của thế giới. Cho nên tôi cho cô gái diễn giải đặc sắc 100 điểm, còn hướng giám khảo chủ tịch và giám sát viên hết sức trịnh trọng nói lên yêu cầu của bản thân tôi, cho cô ấy thêm điểm. Xin tất cả truyền thông hiểu, thêm điểm như vậy, nhất định là chúng tôi trải qua nghiêm khắc kiểm tra và bỏ phiếu, ban giám chúng tôi hết sức vui mừng giây phút khen thưởng này. Đây tuyệt đối là công bằng và chính trực, sau đó, chúng tôi sẽ công bố kết quả thảo luận. Hơn nữa, tôi hết sức tự hào nói rõ, cho cô ấy thêm điểm, không chỉ có tôi. Bà Zoc cũng đứng ở bên trong phóng viên, nở nụ cười nhìn mọi người, nói tôi thiếu chút nữa cho rằng trái tim nhiệt tình của tôi chết ở trên mảnh đất Bắc Đô nhưng tôi lại hết sức thích trên người cô ấy có đủ dũng khi tiến thẳng về phía trước, đồng thời cũng nhắc nhở tôi, chỉ cần tinh thần không chết, tương lai mãi mãi có hy vọng. Tôi tin tưởng có một ngày, cô gái này cho dù thân mặc sườn xám Trung Quốc, dùng ngôn ngữ của đất nước mình, cũng vẫn có thể nói ra tiếng lòng thế giới. Tất cả phóng viên toàn thế giới dối giết ghi chép những lời nói của bà Gióc. Hiển nhiên, bà Gióc mỉm cười nhìn mọi người nói, chúng tôi có chút hài lòng quá mức, đây chỉ là vòng thi đấu thứ hai nhưng chúng tôi cũng cảm ơn cô ấy có thể cung cấp cho chúng tôi giây phút xuất sắc như vậy hy vọng sau đó ở trong vòng thi đấu thứ ba nghiêm khắc nhất cô ấy có thể tiếp nhận những yêu cầu phê bình cao hơn thử thách cô ấy đồng thời tôi cũng chúc mừng các tuyển thủ lên cấp hết sức xin lỗi tuyển thủ hu chia tây ban nha không thể lên cấp thật ra cậu ấy cũng là một tuyển thủ ưu tú bên ngoài phòng a à, đường khả hinh và á lạc hết sức kích động cùng ôm nhau trong mắt hai người cũng chứa nước mắt kích động, vui vẻ, vừa khóc vừa cười, cả người mới vừa căng thẳng đến lúc này run rẩy cũng lộ ra biết ơn và hưng phấn thật sâu. Lúc này các tuyển thủ cũng rối rít giơ tay đi tới chúc mừng đường khả hình, thậm chí Kerry cùng với cô ôm nhau, chân thành thật lòng chúc mừng cô. Đường khả hình cũng ở trong một loạt tiếng chúc mừng, kích động khiêm tốn gật đầu, cảm ơn mọi người chúc mừng. Lâm tử linh lạnh lùng căm hận đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt đường khả hình kích động, hai mắt lập tức lộ ra một đoạn ánh sáng tàn nhẫn, lập tức, nắm chặt quả đấm, hồi tưởng lại mới vừa rồi mình nhìn thấy tai nghe bị rớt xuống, ánh mắt cô rời rạc nhìn á lạc, đã sớm nghi ngờ ánh mắt của cô không thấy được. Lâm tử linh nghĩ tới đây, lập tức nhanh chóng xoay người, muốn đi vào ban giám khảo, muốn vạch trần cô. Cô muốn đi đâu? Giang dĩ thần lập tức đứng ở trong đám người náo nhiệt, ngăn cản Lâm Tử Linh, lạnh lẽo hỏi. chương 1102, phòng thi đấu bí mật. Tránh ra, tôi có việc muốn trò chuyện cùng giám khảo một chút." Lâm Tử Linh mang theo vài phần tức giận và hung ác nói hết lời, muốn nhanh chóng đẩy ra Giang Dĩ Thần cất bước đi khỏi. Giang Dĩ Thần lập tức vươn tay, như móng vuốt chim ưng nắm chặt tay của cô, lạnh lẽo hỏi, "Trò chuyện gì?" "Không có quan hệ gì với anh, anh tốt nhất đừng có xen vào." Lâm Tử Linh nói xong, lại giận dữ muốn tránh thoát tay anh kiềm chế, cất bước muốn đi về phía trước, chỉ lát nữa là đi vào bên trong ban giám khảo sôi nổi bên cạnh một bóng đen lập tức thoáng qua bên cạnh cô, nhanh chóng đi vào bên trong, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ nhìn Giang Dĩ Thần đi trước vào phòng giám khảo, hai mắt của cô nóng lên. Giang Dĩ Thần nhanh chóng đứng ở trước mặt ban phê bình và giám khảo chính, sắc lạnh băng nhìn mọi người nói, các vị giám khảo, tôi có chuyện muốn nói. Mọi người cùng nhau kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, mấy người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi cũng cùng nhau ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh, nghi ngờ còn có 5 phút nữa thi đấu vòng thứ ba, anh đi vào muốn gì? Lâm Tử Linh cũng kích động và kinh ngạc nhìn anh. Có chuyện gì, mời cậu nói, đối lập duy ngồi ở vị trí ghế giữa giám khảo chính, ngẩng đầu lên, nhìn Giang Dĩ Thần, vẻ mặt hơi lộ ra mấy phần nghiêm túc hỏi. Khuôn mặt Giang Dĩ Thần lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn bọn họ, hai tròng mắt lóe lên, từng chữ từng chữ rất chậm rãi nói tôi muốn tố cáo một chuyện tôi nghi ngờ hai mắt của tuyển thủ đường khả hình đã bị mù. Bây giờ cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy gì để tiếp tục thi đấu. Quát, bà dốc căng thẳng và kinh ngạc đứng lên trước, nhìn Giang Dĩ Thần, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Hai người đồng thời khiếp sợ và kích động nhìn Giang Dĩ Thần. Vitus và bác dịch cũng có chút giật mình nhìn anh, đối lập duy lập tức cũng kích động kêu lên, không thể nào. Cô ấy làm sao có thể bị mù hai mắt, cô mới vừa trải qua một cuộc thi viết xuất sắc, trong đề thi viết có hai hơn trăm câu hỏi thậm chí cô ấy còn giải một chai rượu sato petrus lâu năm điều này sao có thể lâm tử linh cũng xem không hiểu nhìn giang dĩ thần trợn to hai mắt nghi ngờ suy nghĩ rốt cuộc anh muốn làm gì cậu có chứng cứ nào nét mặt trang hạo nhiên có vẻ hơi nghiêm túc và tức giận nhìn giang dĩ thần vẻ mặt tưởng thiên lối cũng lộ ra hết sức nghiêm túc và không hiểu nhìn giang dĩ thần các giám khảo cũng hết sức nghiêm túc và căng thẳng nhìn anh vẻ mặt giang dĩ thần cũng lộ ra một chút tùy ý lạnh lùng nói tôi không có chứng cứ tôi chỉ là nghi ngờ tôi đang suy nghĩ nếu như ánh mắt của cô ấy không nhìn thấy cô ấy căn bản cũng không có tư cách tham gia thi đấu vòng sau tôi khẩn cầu ban tổ chức điều tra kỹ chuyện này cách vòng thi đấu thứ ba còn có ba phút vào lúc này cậu lại đưa ra vấn đề như vậy Bà gióc hết sức nghiêm túc và không đồng ý với ý kiến và suy nghĩ của anh. Jackson lại hết sức nghiêm túc nhìn mọi người, lần nữa tức giận nói nếu chuyện này là thật. Vậy nhất định phải điều tra kỹ, mặc kệ cô ấy ưu tú đến cỡ nào, nhưng một người bị mù mắt, căn bản không thể trở thành một chuyên gia hầu rượu. Như vậy cô ấy căn bản cũng không cần lãng phí nữa thời gian của chúng ta. Vitus nhanh chóng nhìn Jackson, lạnh lùng nghiêm túc nói chuyện này chỉ là nghi ngờ. Mời ông không nên kích động như thế, Đúng vậy, Lauren cũng mau nhanh chóng nhìn Jackson nói, Jackson tiên sinh. Xin ngài bao bông đối đãi với mỗi tuyển thủ, nếu muốn biết hai mắt của cô ấy có phải bị mù hay không, chúng ta có rất nhiều biện pháp có thể giám định. Tôi có thể giám định, Giang dĩ thần không nói hai lời, cũng đã nhanh chóng xoay người, bước nhanh đi ra ngoài phòng thi đấu to lớn, lúc Lâm Tử Linh cùng mọi người nghi ngờ, anh nhanh chóng đi qua hành lang thật dài, thấy đường khả hình giống như các khác tuyển thủ khác, cũng đã bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng vòng thi đấu thứ ba nhất là cô càng lộ vẻ căng thẳng và cẩn thận anh lập tức mãnh liệt bước đi tới trước mặt của đường khả hinh bá đạo và khí thế vươn tay kéo chặt bả vai của cô hết sức cứng rắn lôi cô đi về phía trước vừa liếc về phía đồng hồ trên tường cách cuộc so tài còn có 3 phút anh lập tức tàn nhẫn vô tình vội nói tôi cho cô biết đường khả hinh tôi nghi ngờ hai mắt của cô bị mù mới vừa rồi tôi đã tố cáo tin tức này cho ban giám khảo rồi trái tim đường khả hình lạnh lẽo, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, khiếp sợ thất thanh, trợn to hai mắt, giống như thấy được khuôn mặt tàn nhẫn và vô tình của Giang Dĩ Thần, kêu lên, anh. Cho nên, bàn tay Giang Dĩ Thần giống như móng vuốt chim ưng nắm chặt bả vai của cô, vừa nhanh chóng đi về phía trước, vừa nói cô phải chứng minh cho tôi cùng mọi người, ánh mắt của cô nhìn thấy được. Cái gì, đường khả hình giống như nghe được tin tức ngoài ý muốn, trong lòng của cô có mấy phần buộc chặt và nghi ngờ không hiểu thì người đã bị giang dĩ thần kéo chặt vào phòng thi đấu. Cô ngửi được từng trận hơi thở của tất cả giám khảo, trước chán của cô chảy mồ hôi lạnh, mình cũng có thể nghe được tiếng hít thở mãnh liệt của mình. Tay rũ xuống hai bên cạnh, căng cứng run rẩy toàn thân như rơi vào hầm băng, cũng không dám ngẩng đầu lên, hai mắt nhanh chóng lộ ra ánh sáng run rẩy Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi vẫn đứng lên, vẻ mặt có chút gấp gáp và quan tâm nhìn đường khả hinh. Đường khả hình tiểu thư, đối lập suy trong nét mặt nghi ngờ của các giám khảo, cũng lộ ra mấy phần cẩn thận và nghiêm túc đứng lên, nhìn đường khả hình, nghiêm túc hỏi, giang dĩ thần tiên sinh mới vừa đi vào nói cho chúng tôi biết. Ánh mắt của cô đã không nhìn thấy, chuyện này có phải là thật hay không? À, đường khả hình nghe nói như vậy, khuôn mặt của cô lộ ra một chút hốt hoảng, gần như nghẹt thở, thở hồn hền một cái, đại não cô giống như thiếu oxy, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống lâm tử linh cũng nhìn cô chằm chằm nói cho tôi biết có phải mắt của cô không nhìn thấy hay không giang dĩ thần lập tức xoay người đường khả hinh, buộc mặt cô nhìn mình vô tình mà tàn nhẫn nói có phải không nhìn thấy hay không tôi đường khả hinh lập tức ngẩng đầu lên trợn to hai mắt mặt nhìn giang dĩ thần trong phút chốc không biết nên nói gì tôi nghi ngờ con mắt của cô không nhìn thấy chứng minh cho tôi và các giám khảo đi Giang dĩ thần lập tức kéo đường khả hình đi về phía trước bàn trong phòng thi đấu, vẻ mặt, mang theo hung hăng, tàn nhẫn, tay rút ra một con dao nhỏ, nhét vào trong tay của cô, mình lại xòe 5 ngón tay trống trên mặt bàn, nói, nếu như cô nhìn thấy. Nhanh chóng cầm con dao sắc bén này, đâm xuống khe hở tay tôi đi. Càng nhanh càng tốt, trái tim đường khả hình lập tức lạnh lẽo, không khỏi nhớ tới tối hôm qua lúc ở lầu phụ, bởi vì lâm tử linh đụng chạm tới một lần nữa, mình trêu chọc cô, lập tức dùng một con dao giả, lấy tốc độ nhanh chóng của mình ở trong quán bar, cắm xuống giữa các ngón tay cô đang đặt trên bàn ăn, thế nhưng là dao thật, làm sao có thể lấy bàn tay anh làm thí nghiệm. Giang dĩ thần tiên sinh, bà gióc hơi lộ ra nghiêm túc đứng dậy, nhìn giang dĩ thần, có vẻ hơi kích động nói, muốn kiểm tra ánh mắt của một người có phải bị mù hay không. Có thật nhiều loại phương pháp, ví dụ như hiện tại để cho cô ấy đọc bảng tên của mỗi người chúng tôi. Không có thời gian, Tôi biết rõ trí nhớ của cô rất tốt, nếu nhìn qua cái gì một lần cũng sẽ nhớ kỹ. Bảng tên của ban phê bình và bảng tên của giám khảo chính đều đã sắp đặt trước rồi. Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần cô ấy. Tôi xem ánh mắt của cô ấy rốt cuộc có mù hay không. Nếu như không có, tôi rút khỏi cuộc thi đấu. Giang dĩ thần hung ác nói xong, lập tức kéo cánh tay đường khả hinh, có vẻ hơi vô tình ác y nói, nhanh. Thời gian thi đấu vòng thứ ba sắp đến, nhanh lên lúc này lâm tử linh xoay người nhanh chóng tiến lên muốn nói chuyện cô cầm miệng cho tôi giang dĩ thần hung hăng nhìn lâm tử linh tức giận nói cô ấy là tôi phát hiện không phải cô anh lâm tử linh lập tức ngẩng đầu lên kích động nóng mắt nhìn giang dĩ thần nhanh giang dĩ thần lại kích động nhìn đường khả hình quát lớn cắm xuống đi tôi xem cô có dám cắm hay không anh đường khả hình giống như ngẩng đầu lên kích động nhìn giang dĩ thần dù sao, có cô không có tôi. Giang dĩ thần lại tức giận nhìn đường khả hình, tay nắm chặt cánh tay của cô, nói cắm xuống đi. Mau, thời gian đã tới rồi. Hai tròng mắt đường khả hình run rẩy ánh sáng, cảm giác ban phê bình và dám khảo chính nghi ngờ nhìn mình, nghĩ tới từ lúc mình vào khách sạn chưa từng có thất bại, tay của cô nắm chặt con dao nhỏ, nắm càng lúc càng đỏ lên, cắn chặt môi dưới, chán đổ mồ hôi lạnh, người mùi kim loại này cũng biết con dao này vô cùng sắc bén, cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn chặt răng, lập tức nín thở, chậm rãi giờ con dao sắc bén lên, ngưng thần muốn tản nhẫn cắm thẳng xuống thì ngón tay chợt dừng ở trước u bàn tay Giang Dĩ Thần. Hai mắt tràn đầy nước mắt. Giang Dĩ Thần hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc nhìn cô, nặng nề kích động nói tại sao cô không cắm xuống. Đường Khả Hinh nắm chặt con dao kia, trên mặt lộ ra một chút dịu dàng và thương tiếc, nói, mặc kệ mang chuyện nào ra đùa giỡn. Chuyên gia hầu rượu cũng tuyệt đối không thể mang đôi tay ra đùa giỡn. Nó là tất cả của chúng ta. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn cô gái này. Đường Khả Hinh nắm chặt con dao kia, biết có một số chuyện không tránh khỏi, liền thở dài một cái, mới vừa muốn xoay người, mặt nhìn ban giám khảo, chuẩn bị nói rõ tình huống hai mắt mình, cánh tay lại bị Giang Dĩ Thần kéo túm trở lại, anh kích động nhìn cô, nói cô đừng cho rằng một chút đồng tình của cô, tôi sẽ bỏ qua cho cô. Có phải cô không muốn đúng không? Tôi có một biện pháp khác, biết con mắt của cô có thể nhìn thấy được hay không?" Anh nói xong, lập tức đi tới trên bàn rượu chút nữa sắp tiến hành thi đấu, nâng lên một ly sâm banh, mặt nhìn Đường Khả Hinh, nóng nảy nói, "Nếu như cô tiếp được ly rượu này trong tay tôi, tôi sẽ tin tưởng ánh mắt của cô nhìn thấy được, như vậy, tôi rút lui thi đấu, cô ở lại." "Anh, Đường Khả Hinh vội gọi anh lại." Giang Dĩ Thần nói xong, hai mắt nóng nảy nhìn Đường Khả Hinh một cái, tay cầm cái ly lập tức rót một phần ba rượu xâm banh vào ly, nhanh chóng ném lên, sau đó toàn bộ mọi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn ly xâm banh ở trên không trung xoay tròn 360 độ, sắp rơi thẳng xuống, trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi và bác dịch nhất thời căng thẳng nhìn tới trước. Tiếp đi, đường khả hình, giang dĩ thần gần như uy hiếp và nóng nảy nhìn cô vẫn kêu. Không khí lập tức ngưng kết, tất cả mọi người nín thở nhìn tiếp ly trong chớp mắt này. Hai tròng mắt đường khả hình lập tức trừng to, lồng ngực gần như hít thở không thông nhưng chợt cảm nhận được mùi rượu bay ra đang lúc ly rượu rơi xuống hai mắt của cô chợt lóe biết ly rượu sắp rơi vào trước mặt của mình cô lập tức cắn răng vươn tay tại trước mặt mọi người lúc ly rượu sắp trượt xuống lòng bàn tay ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy ly sâm banh lập tức bị cô hoàn mỹ tiếp được cô lập tức thở dốc quả thật không thể tin được mình đã nắm ly rượu kia ngón tay vẫn run rẩy cổ họng khô khốc nói không ra lời Ô. Bà Gióc nhìn bản lãnh cô giỏi như vậy, lập tức giơ tay vỗ tay cười nói quá hoàn mỹ rồi. So với Lý Tiểu Long còn lợi hại hơn. Các giám khảo cũng đều nhìn cô, nở nụ cười vỗ tay, bọn họ vẫn đối với công phu Trung Quốc cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, bác dịch thở phào nhẹ nhõm, đây mới thật là dọa chết người, Vitus cũng hơi thở phào, yên lòng. Lâm Tử Linh lại kinh ngạc nhìn tình huống này, cảm thấy trường hợp hoàn toàn bị giang dĩ thần làm chủ, biết anh đang kéo dài thời gian ép đường khả hình theo quy định tiến vào vòng thi đấu thứ ba cô lập tức muốn đi lên trước lại kích động muốn nói chuyện vòng thi đấu thứ ba bắt đầu giám khảo chính đã vào sân mời mọi người rời khỏi phòng thi đấu cũng mời đường tiểu thư cầm ly sâm banh trong tay tiến vào vòng thi đấu thứ ba khách lệ mỉm cười đi tới nhìn mọi người nụ cười có chút nghiêm túc ra lệnh lâm tử linh nhất thời tức giận nắm chặt quả đấm gấp gáp nhìn hách lệ à. Đường khả hình nghe nói như vậy, hơi kêu lên, vẻ mặt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía hách lệ, nói cầm ly xâm banh trong tay. Đúng vậy, hách lệ mỉm cười gật đầu, nhìn cô nói, đây là vòng thi đấu bí ẩn đầu tiên của cô. chương 1103, đánh cược. Vòng thi đấu thứ ba bắt đầu. 8 chuyên gia bình phẩm rượu đẳng cấp cao nhất thế giới và quán quân chuyên gia hầu rượu ưu tú đẳng cấp quốc tế, làm giám khảo chính vòng thi đấu thứ ba, kể cả tưởng thiên lỗi cùng nhau nghiêm túc im lặng đi vào phòng thi, ngồi vị trí phía bên trái, ngay chính giữa là phó hội trưởng hiệp hội chuyên gia hầu rượu Parker, một người Mỹ nghiêm túc và cẩn thận, nhìn ông lạnh lùng mở tài liệu ra, xem tài liệu tuyển thủ trước mọi người. Lúc này, giám khảo cuộc thi cũng dối rít từ phòng thi thứ hai đi và phòng thi thứ ba, vẫn ngồi ở vị trí chính giữa, Trang Hạo Nhiên và Fernando là giám khảo chính, nhiệm vụ đã hoàn thành, liền tạm thời dùng thân phận khách quý ngồi chung bên phải, cùng giám sát, Đồng thời nghiêm túc xem thi đấu. Đối Lập Duy ngồi ở vị trí chính giữa, mở tài liệu tuyển thủ ra, thấy tin Giang Dĩ Thần rút khỏi trận đấu, không tranh luận, tiếc núi ngẩng đầu lên nhìn Hách Lệ nói, "Hách Lệ tiểu thư, cô xác định Giang Dĩ Thần tiên sinh rút khỏi thi đấu sao?" Hách Lệ bước lên trước, trong tay cầm tài liệu, cung kính nhìn ông nói, "Đúng vậy. Bởi vì anh hành động kịch liệt, thiếu chút nữa quấy rối cuộc thi đấu nghiêm túc tiến hành, mà tự rút khỏi thi đấu." trước mắt giấy chứng nhận sơ cấp và trung cấp hiệp hội chuyên gia hầu rượu cũng hủy bỏ toàn bộ bà dốc nghe xong vẻ mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối rút khỏi thi đấu như vậy là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy lúc này jackson vẫn bất mãn nhìn mọi người trong lòng vẫn nghi ngờ nói tôi vẫn nghi ngờ đối với hai mắt của tuyển thủ đường khả hình có bị mù hay không thật ra muốn chứng minh ánh mắt của cô ấy có nhìn thấy nhìn hay không có rất nhiều cách căn bản cũng không cần biểu diễn một màn nguy hiểm như vậy thậm chí hy sinh một tuyển thủ thi đấu ưu tú của chúng ta bà gióc nghe xong cũng thoải mái nghiêng đầu nhìn bên jackson dùng tiếng pháp mỉm cười nói jackson tiên sinh thân ái nếu như ngài có nghi ngờ hay là ngài có thể nhắm mắt lại thử tiếp được ly rượu kia một chút không chừng ngài có thể tiếp được đám người fernando dối rít cúi đầu mỉm cười jackson có chút không nói nên lời nhìn bà gióc mặc kệ mọi người có nghi ngờ gì thi đấu bắt đầu chờ kết thúc thi đấu rồi hãy nói. Đới lập duy nghiêm túc mở miệng nói. Parker ngồi ở ngay chính giữa, nghe nói như vậy, vẻ mặt lộ ra trầm ngâm lật xem tài liệu tuyển thủ đầu tiên, vừa xem vừa nói, mặc kệ mọi người nghi ngờ như thế nào, vòng thi đấu này, nếu cô ấy không có thực lực, cho dù có bốn con mắt, cũng không có cách nào giúp cô ấy có thể thuận lợi tiến vào vòng thi đấu ba ngày sau. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng, không khí có vẻ lập tức căng thẳng. Bên ngoài phòng thi, Đường Khả Hình tựa vào vách tường bên ngoài phòng nghỉ ngơi, vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần đau lòng và áy náy, nhớ tới mới vừa rồi Giang Dĩ Thần đi khỏi phòng thi thì đứng ở trước mặt của mình, dùng giọng nói thâm trầm và không hối hận, để lại một câu, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi chỉ giúp cô đến đây, kế tiếp thật sự phải dựa vào chính cô. Cẩn thận Lâm Tử Linh, cô ấy hoàn toàn nhắm vào cô đấy. Hai tròng mắt của cô rời rạc, trong lòng đau xót, lại áy náy khổ sở nói, tại sao phải giúp tôi? tại sao hy sinh mình vô ích như vậy? Giang dĩ thần ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiên định của đường khả hinh, hai tròng mắt thâm thúy của anh càng lộ ra âm trầm lạnh lùng nói tôi không có giúp cô. Tôi chỉ biết cô có tư cách đi tới cuối cùng hơn tôi. Không có gì gọi là hy vô ích, có lẽ cô ở lại là đang hy sinh chính cô. Trong lời nói của anh có ẩn ý gì? Hai mắt đường khả hinh lại tràn nước mắt, ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần vội vàng muốn nhìn Giang dĩ thần, ánh mắt giang dĩ thần lại di động ánh sáng muốn nói lại thôi chăm chú nhìn cô nói cô phải nhớ kỹ dám khảo tin con mắt của cô là bởi vì cô vẫn luôn biểu hiện xuất sắc cho nên sau khi thi đấu cô phải càng cẩn thận hơn không thể lộ bất kỳ khuyết điểm nếu muốn có cơ hội thắng được mọi người một dao kia chính là phải đâm xuống mặc kệ đối với người nào bởi vì nhiệm vụ của cô quan trọng hơn đường khả hinh lại kinh ngạc ngẩng đầu lên trợn to hai mắt muốn nhìn rõ người trước mặt tôi đi đây chúc cô tất cả thuận lợi. Giang dĩ thần nói xong, liền lạnh lùng xoay người cất bước đi khỏi, đi qua bên cạnh Lâm Tử Linh, tiếp xúc được ánh mắt căm hận của cô, anh càng lộ ra thâm trầm nhìn cô một cái, mới im lặng đi khỏi. Lâm Tử Linh cắn răng nghiến lợi xoay người, nhìn bóng lưng của anh. Hai tròng mắt đường khả hình lộ ra ánh sáng kích động, muôn ngàn lời muốn nói, nghẹn ngào ở trong cổ, nghĩ tới lời của Giang dĩ thần mới vừa nói, cô càng cảm thấy đau lòng, tựa vào vách tường, tay nắm chặt tay ghế, thở hổn hển, nghĩ tới nếu không phải bởi vì mình, dựa vào biểu hiện xuất sắc của Giang Dĩ Thần, anh cũng hoàn toàn có tư cách giòm ngó ngôi vị cao nhất trận chung kết. ít nhất vào vào lúc này, anh không nên đi khỏi như vậy. Lâm Tử Linh tức giận đi về phía Đường Khả Hinh, nhướng mày, châm biếm khinh bỉ nói, Đường Khả Hinh, tôi xem sau khi Giang Dĩ Thần đi rồi, còn có ai có thể giúp cô may mắn vượt qua kiểm tra? Cô đừng cho rằng mắt cô không nhìn thấy, có thể lừa gạt được nhiều người lâu đường khả hình nghe nói như vậy vẻ mặt lập tức tràn ra tức giận cắn răng nghiến lợi nói lâm tử linh vòng thi đấu thứ hai người may mắn qua cửa là cô không phải là tôi cô lâm tử linh lập tức trở nên kích động nhìn cô đường khả hình cắn chặt răng đè nén trên mặt mình run rẩy lại kích động nói cuối cùng cô có cơ hội ở lại thi đấu vòng cuối cùng tôi chờ cô vạch trần tôi cô có biết tại sao tất cả mọi người không tin đôi mắt của tôi bị mù đó là bởi vì tôi mù cũng có bản lãnh hơn cô. Lâm Tử Linh cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm tức giận nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng trầm mặt giống như rất tức giận nhìn cô, mang theo khí thế mạnh mẽ tuyệt không thỏa hiệp. Đường khả hình tiểu thư, lúc này hách lệ mỉm cười dẫn ba nhân viên chuyên trách đi ra phòng thi đấu, nhìn bóng lưng đường khả hình, nói bây giờ là thời gian thi đấu của cô. Xin hỏi cô chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, đường khả hình giống như chăm chú nhìn hách lệ một cái, mới chậm rãi xoay người muốn đi vào bên trong. Lâm Tử Linh nhìn theo bóng lưng cô, lại chợt nhíu mày, cười trào phúng nói: hy vọng ở trong trận đấu kế tiếp cô có thể buổi biểu diễn thắng lợi, không để cho tôi có cơ hội đi vào. Đường Khả Hình tạm ngừng bước chân, nghiêng mặt nhìn chăm chú phía trước một cái, mới tiếp tục im lặng đi theo tiếng bước chân của hách lệ đi về phía phòng thi thứ ba. khi cô bước vào trong nháy mắt, hai tròng mắt của cô nhanh chóng xoay tròn lập tức cảm nhận không khí lần này so sánh với vòng thi vấn đáp còn căng thẳng hơn, nhất là cô đứng ở vị trí ngay chính giữa, cũng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng giày cao gót của hách lệ rất trong trẻo và bí ẩn. Cô hơi cau mày, có vẻ hơi nghi ngờ, suy nghĩ để thi thứ nhất rốt cuộc là cái gì. Lúc này hách lệ ra lệnh cho nhân viên chuyên trách dùng vải màu đen che kín mắt đường khả hình. Đường khả hình càng lộ ra nghi ngờ vươn tay, sờ nhẹ vào vải buộc trên mặt mình, vẫn không hiểu. Ban phê bình yên tĩnh, Giám khảo chính cũng yên tĩnh, Parker là lãnh đạo có cách cao nhất hiện nay đại biểu cho chuyên gia hầu rượu, càng im lặng cúi đầu nhìn tài liệu, đám người trang hạo nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bác dịch vẫn có chút căng thẳng nhìn cô, mấy nhân viên chuyên trách im lặng ở sau lưng đường khả hình, bí mật đầy tới một vòng quay cao 2 mét, phía trên hiện đầy các loại màu sắc, trên vòng quay ghi chú rõ các loại chữ viết. Tất cả nhà phê bình và khách quý ở vòng thi đấu thứ ba, còn có phóng viên bên ngoài sân, rối rít ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, Hách lệ lại sai ba nhân viên chuyên trách ở xung quanh cô đốt các loại mùi nến, tổng cộng có 36 loại mùi thơm cây nến, chỉ thấy từng ngọn lửa, lơ lửng đong đưa, mà vòng quay phía sau cũng bắt đầu dần dần di chuyển về phía sau lưng đường khả hình, có hai nhân viên chuyên trách đứng ở hai bên cạnh vòng quay, đứng thẳng hết sức nghiêm túc. Parker thấy tất cả đều chuẩn bị xong, mới ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình, có hơi thâm trầm nói, đường khả hình tiểu thư. Thật vui mừng chúng ta có thể nhau ở trong vòng thi đấu cuối cùng cô là người phương Đông, hẳn không thường nghe nói quá nhiều về chuyện thần thoại phương Tây của chúng tôi. Bây giờ tôi muốn thừa dịp trong cuộc thi đấu căng thẳng này, chia sẻ với cô một câu chuyện phương Tây thú vị. Lúc trời đất mới bắt đầu tạo lập, thật ra mỗi người đều có hai đầu, hai khuôn mặt, bốn con mắt, hai lỗ mũi, hai miệng. Lưng của bọn họ dán vào nhau, sức mạnh lớn đến kinh người, ngay cả có thể ác ý công kích chư thần trên trời. Về sau thần rớt mới tách bọn họ làm hai từ đó biến thành đàn ông và đàn bà. Cho nên hiện tại, cô chỉ có một nửa sinh mạng, mà người đàn ông phía sau đã từng kề sát vào cô, không biết đi về nơi nào. Đường khả Hinh hơi ngẩng mặt, nghe trong tai nghe truyền đến lời của Á là gấp gáp phiên dịch, cô hơi lộ ra không hiểu. Vẻ mặt Parker lạnh lùng, lại nhìn đường khả Hinh nói tiếp, rất nhiều người đều lấy sâm banh so sánh với phụ nữ. Đó là bởi vì sâm banh luôn mang theo bí ẩn, nhẹ nhàng, hương vị tao nhã nó là loại rượu có mùi thơm bí ẩn nhất trong rất nhiều loại rượu. Nếu như vào lúc này, thân thể cô chỉ có nửa sinh mạng, có có dũng khí thông qua khứu giác mãnh liệt của cô, giống như tìm một nửa kia trong sinh mệnh của cô, tìm được được mùi thơm này, khiêu chiến với chư thần, khiêu chiến với thế giới hay không? Đường khả hình lập tức ngẩng mặt, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, hơi thở nặng nề, suy nghĩ những lời này. Câu hỏi này, Parker lập tức nghiêm túc và cẩn thận nhìn đường khả hình, Nói cô có thể lựa chọn bỏ qua, bởi vì nó là một đề thi vấn đáp khó nhất trên thế giới hiện nay. Vòng quay đặt ở phía sau cô, có mấy chục loại mùi thơm. Phía trên là mùi thơm sâm banh mới, sâm banh trưởng thành, cùng sâm banh tinh phẩm. Cô có 3 phút, ở trong 36 loại nến thơm lẫn lộn tạp chất, tìm được 3 loại loại mùi thơm của sâm banh, đồng thời trong lúc cô tìm được mùi hương, tôi sẽ hỏi cô vấn đề lịch sử có liên quan đến các loại sâm banh. Cô nhớ kỹ, cô chỉ có 3 phút chỉ có một lần cơ hội đáp sai. Nếu thất bại cửa ải này, cô sẽ tự động rút khỏi cuộc thi. Nếu như cô lựa chọn không đáp, chúng tôi sẽ trừ cô 20 điểm, mặc dù cô có thể thuận lợi tiến vào vòng thi đấu thứ ba, nhưng tôi sẽ cộng thêm 20 điểm của cô cho tuyển thủ kế tiếp, tức lâm tử linh tiểu thư trên tổng điểm. Cũng như vậy, nếu một tuyển thủ sau cùng buông tha trận đấu này, cô cũng sẽ thuận lợi được cộng thêm 20 điểm. Hiện tại tôi cho cô cơ hội suy nghĩ một phút, cô có muốn đánh cuộc một trận hay không? Có muốn thử thách hay không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng lập tức hơi ngẩng mặt, mặc dù miếng vải đen che kín, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai mắt của cô ở kịch liệt lóe lên, hai tay nắm chặt quả đấm, đang tập trung suy tính. Chương 1104, thế giới không biết. Thời gian càng lúc càng trở nên cấp bách, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cả phòng thi đấu hoàn toàn yên tĩnh, Parker cùng tất cả giám khảo chính mang theo thái độ của lớp người đi trước nghiêm túc và cẩn thận nhìn đường khả hình, đối lập duy và các giám khảo cũng cùng nhau căng thẳng nhìn cô. Đồng hồ trên tường, kim chỉ dây từ số 12 đang từ từ đi xuống, sau khi xoay tròn một vòng, sắp chỉ đến con số 6 tức là 30 giây, hách lệ đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn mỉm cười chờ đợi. Hai tròng mắt đường khả hình bị mơ hồ, trong đầu nhanh chóng tính toán, xâm banh tổng cộng có mấy chục mùi thơm, mặc dù mơ hồ nhất, cũng là mùi thơm rõ ràng nhất trong đông đảo tầng tầng lớp lớp mùi rượu vang đỏ và rượu vang trắng. Mặc dù nơi này là căn phòng kín, nhưng lúc vòng quay chuyển động, mùi thơm sẽ lẫn lộn chung vào mùi nến, muốn phân biệt ra là chuyện khó càng thêm khó, thậm chí còn xen lẫn để thi vấn đáp, nếu như đáp sai một đề trong đó, mình có thể sẽ bị rút khỏi cuộc thi. Trận đánh cuộc này, thật sự là rung động lòng người. Vitus ngồi ở ghế giám khảo, vẻ mặt thâm trầm nhìn chòng chọc học trò, nhìn không ra một chút suy nghĩ thay đổi, hai tròng mắt bác dịch cũng lóe sáng, nhìn trong chọc đường khả hình, lúc này, anh cũng không có cách cho bất kỳ ý kiến gì, dù sao đây là cuộc thi, so với trước kia mình ở trong nhà đốt nến trị liệu cho cô hoàn toàn khác nhau. Đánh cuộc lần này, quả thật quá khó khăn, quá thử thách định lực rồi. Trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi càng nhìn chằm chằm bóng dáng mềm mại của đường khả hình đứng ở trong phòng thi, khuôn mặt của cô bị mơ hồ, cũng không có ảnh hưởng đường nét khuôn mặt trái xoan của cô lộ ra cảm giác kiên định. Ôi, bà gióc vì khoảnh khắc căng thẳng này, nắm chặt bút lông chim, thở dốc một hơi, càng không nhịn được đưa tay, bưng ly nước của đới lập duy uống vài hớp, đới lập duy lập tức nghi ngờ quay đầu nhìn bà, bà vẫn không biết, cầm lấy, tự cho rằng ly nước của mình, vừa uống vừa nhìn ông nhún nhún vai, Parker cơ nhắc mí mắt, nhìn kim chỉ dây đã gần đi tới số 9 tức là 45 giây, có thể trong lòng ông có đáp án liền bảo hách lệ gọi Lâm Tử Linh đi vào. Một chàng âm thanh dày cao gót. Vẻ mặt Lâm Tử Linh lộ ra hài lòng và mơ hồ kích động nở nụ cười, cất bước đi vào phòng thi đấu, nhìn đường khả hinh hai mắt bị che kín, dáng vẻ lại lộ ra suy tư và do dự, ánh mắt của cô chế nhạo, biết cô không dám đánh cược trận này. Hách lệ ngẩng đầu lên, nhìn thời gian còn có 10 giây, liền bảo nhân viên mở tổng số điểm của Lâm Tử Linh, trước bắt đầu từ 00, 0 giờ, chuẩn bị nhấn đường khả hình bỏ cuộc 20 điểm. 15, 14, 13, thời gian từng giây từng giây trôi qua. Đường khả hình vẫn đứng yên ở trong phòng thi đấu, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt quả đấm, giống như nhanh chóng suy tính cái gì, nhớ tới thầy giáo bỏ mình ở trong kho rượu, vì huấn luyện khứu giác của mình mà đem tất cả loại rượu giấu ở dưới cái giá tối, mình thì thường xuyên mang tâm trạng giống như ăn trộm, tìm kiếm khắp nơi, lúc đó thầy giáo sẽ ở trong bóng tối nhảy ra cầm roi gõ mạnh vào đầu của mình, mới nghiêm nghị nói tìm mùi thơm. Dựa vào một chút tình yêu và thấu hiểu ở trong lòng. Nó giống như người yêu trong cuộc đời của cô, cô đừng nghĩ đến lúc cuối cùng cậu ta sẽ chạy trốn, thật ra cậu ta vẫn luôn ở nơi đó. Có đôi lúc cô phải phát ra một sức hấp dẫn trời sinh chờ nó tìm đến cô. Kim chỉ dây từng giây từng giây trôi qua, 10, 9, 8, 7. Tưởng thiên lỗi và bác dịch cũng thiếu chút nữa vặn gảy bút máy, Trang Hảo cũng mở to mắt, kịch liệt nhìn Đường Khả Hinh, bên ngoài phòng, tất cả phóng viên và người xem dối rít căng thẳng đến anh níu tôi, tôi níu anh, nắm chặt đối phương, nhìn có chút căng thẳng đến trên trán chảy mồ hôi, Bác Parker nhìn 5 giây cuối cùng, lập tức căn dặn Hách Lệ, còn 5 giây. Chuẩn bị di chuyển điểm số. Hách Lệ lập tức giơ bảng 100 điểm của Đường Khả Hinh, bảng 100 điểm của Lâm Tử Linh. Chuẩn bị bảo nhân viên nhấn nút, trừ cô 20 điểm. Đang lúc mọi người nặng nề thở dốc, trong nháy mắt suốt cuộc Kim chỉ dây đáp đúng 12 giờ đám người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi không biết có cảm xúc gì thở dốc một hơi mọi người cũng rối rít xôn xao vào lúc này Parker dùng tâm trạng hết sức sắc bén và nghiêm túc muốn mở miệng nói nhưng Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên mặc dù hai mắt bị mơ hồ lại ngẩng mặt quyết định nói tôi cược tôi tiếp nhận thử thách lần này lời này vừa nói ra mọi người lại xôn xao nhìn cô tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên càng không thể tin nổi nhìn cô trên chán đường Khả Hinh chảy mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra vô cùng vững vàng, ngẩng đầu lên, mặt ngó ngay vị trí chủ tịch hội đồng giám khảo, từng chữ từng chữ, đầy khí thế nói chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi bác cơ tiên sinh và các vị giám khảo. Mọi người vẫn còn đang trong từng hồi khiếp sợ nhìn cô, đối với đề nghị của cô đưa ra, cũng bày tỏ tò mò. Đới lập duy bị khí thế mạnh mẽ của đường Khả Hinh, hơi lộ ra chấn nhiếp, liền nghiêm túc nhìn cô, nói, mời cô nói trên mặt đường khả hình lộ ra kích động, nắm chặt quả đấm, từng chữ từng chữ mạnh mẽ, nhanh chóng hỏi, lúc này Parker tiên sinh thiếu sót một chút. Tôi muốn nghe rõ, nếu như tôi thua, tôi rút khỏi cuộc thi, nếu như tôi không đánh cược, trừ lại 20 điểm. Như vậy, tôi thắng thì sao? Lời này vừa nói ra, có người cũng kinh ngạc rồi, cũng có khách quý và phóng viên dối giết nghi ngờ điểm này. Lúc này Parker thay thế chủ tịch đới lập suy, dáng vẻ lộ ra mấy phần trịnh trọng và uy nghiêm, nói, nếu như cô thắng, cô sẽ nhận toàn phần tiêu chuẩn tiến vào vòng thi đấu thứ ba, chúng tôi sẽ trừ lại Lâm Tử Linh tiểu thư 20 điểm, cộng vào điểm của cô, cô có 120 điểm. Lâm Tử Linh lập tức khiếp sợ nhìn giám khảo, cô vẫn không biết kết quả này, đây mới thật là. Đường Khả Hinh nghe được câu này, trên mặt lại lộ ra khí thế khiếp người, mở miệng nói tốt. Tôi cược. Lời này vừa nói ra, đám người Vitus và Trang Hạo Nhiên càng lộ vẻ thâm trầm và căng thẳng nhìn cô. Cô chắc chắn chưa? Parker nhìn cô, lại hỏi xác định. Tôi chắc chắn, đường khả hình nói rất chắc chắn, con đường rượu vang trong tương lai còn rất dài. Nếu như vào lúc này tôi dừng thử thách, làm sao không phụ lòng chính tôi đã từng trong vòng quay cuộc sống, bỏ ra đủ loại cố gắng và tìm kiếm. Trả giá bằng vất vả và mồ hôi. Bà dốc lập tức nở nụ cười vui sướng, nhìn đường khả hình. Lâm tử linh tiểu thư, đường khả hình nói xong, lập tức lại xoay người, giống như nhìn cô, vội nói, nếu như tôi thua, 20 điểm này, tôi cam tâm tình nguyện cho cô. Bởi vì thi đấu không phải thắng bại, mà là cùng giao lưu. Lâm Tử Linh lập tức sắc bén nhìn cô. Đường Khả Hinh không nói nữa, mà xoay người, ngẩng mặt, mặt nhìn giám khảo, vội nói, xin bắt đầu đi. Tôi nói rồi, tôi tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất của các giám khảo và thầy giáo của tôi cho tôi. Lời này vừa nói ra, trên mặt trang hạo nhiên lập tức lộ ra nụ cười không đè nén được, tưởng thiên lỗi và bác dịch cũng có chút tự hào nhìn cô, lúc này Vitus cũng nhìn học trò nói cô quyết định chưa? Cuộc đời của cô vẫn muốn đi bên ngoài lề sao? Đường khả hình nghe thầy giáo nói vậy, lại vội nói cuộc sống quan trọng nhất chính là tiếp nhận tất cả thử thách số mạng cho mình. Khi tôi càng muốn lẩn tránh khó khăn, nếu tôi lui bước chính là vực sâu vạn trường. Xin thầy giáo thành toàn hai trong mắt Vitas lóe lên một chút ánh sáng, không nói gì nữa. Parker chăm chú nhìn đường khả hình, vẫn nghiêm túc nói: nếu như cô quyết định, lập tức bắt đầu dọn dẹp. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Hách lệ lập tức mời Lâm Tử Linh đi ra khỏi phòng thi, sau khi nhấn cái nút màu xanh lá, hai cánh cửa kính phòng thi lập tức đóng lại chặt lại, tường thủy tinh xung quanh phòng thi mở rộng, hòa vào những mùi hương khác bị ngăn lại, theo ánh nến bồng bềnh gần 20 camera, liên tục 160 độ không có góc chết chính xác nhắm ngay đường khả hình. Hai nhân viên chuyên trách đứng ở phía sau vòng quay, một nhân viên nam người Pháp đứng ở trước cái nút tròn, chỉ cần Parker ra lệnh một tiếng, lập tức bắt đầu. Các giám khảo chính dối rít mở trang tài liệu thứ nhất của đường khả hình, mà các giám khảo trên ghế cũng bắt đầu vẻ mặt im lặng, cúi xuống nhìn cột cho điểm đường khả hình, ở trong không gian yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, hách lệ cầm tài liệu trong tay, cùng hai người nhân viên chuyên trách từng bước kiểm tra lại số lượng nến xác nhận số liệu không sai cô mới ngẩng đầu lên nhìn dám khảo chính gật đầu một cái parker lập tức ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình đứng ở ngay chính giữa ánh nến lần nữa trịnh trọng hỏi đường khả hình tiểu thư cô chuẩn bị xong chưa đường khả hình lập tức gật đầu một cái mặc cho mồ hôi lạnh lại chảy xuống vẫn nắm chặt quả đấm trầm trầm nặng nề nói chuẩn bị xong tốt bắt đầu thi đấu parker nói xong lập tức mời hách lệ. Hách lệ lập tức đi về phía vòng quay sau lưng đường khả hình, tay cầm máy tính giờ, cao giọng nói, vòng thi đấu thứ ba, thì lý luận chuyên gia hầu rượu thi, trận thứ nhất lập tức bắt đầu. Tính giờ 3 phút, cô vừa nói xong, lập tức nhấn máy tính giờ, trong màn hình lớn lập tức xuất hiện duy băng đỏ xoay tròn đếm ngược thời gian, trực tiếp từ giây 180 bắt đầu đếm ngược thời gian. Nhân viên bên cạnh vòng quay lập tức mở kính thủy tinh che mùi trên vòng quay, tay lập tức bắt đầu di động phía trên vòng quay có nhiều màu sắc khác nhau, vòng quay bắt đầu xoay tròn từ chậm đến nhanh, thậm chí càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh. Một cơn gió mạnh mẽ mang theo các loại mùi hương rực rỡ, bắt đầu đập vào mặt, ánh lửa trên cây nến lập tức giống như bị quạt, bắt đầu tỏa sáng rất nhiều mùi hương, thậm chí có mùi tỏi bà róc chán ghét nhất. Hai mắt đường khả hình lập tức nhắm chặt, nắm chặt quả đấm, ngưng hơi thở, buộc mình đè nén cảm xúc trong lòng, từ từ bắt đầu theo từng cơn gió mát, muốn cho mình chìm sâu vào trong tư tưởng nắm bắt mùi thơm kia nhân viên chuyên trách không có cho cô cơ hội mà theo thời gian từ từ chuyển rời ở bên trong bắt đầu tăng tốc độ xoay vòng quay vòng quay bắt đầu vang lên rào rào thậm chí tạo thành vòng xoáy xoay tròn trong cả phòng thi đấu làm cho ánh nến bị thổi chúng hỗn loạn và mơ hồ có một số giám khảo bị thổi bay tài liệu trước bàn anh nhanh chóng đưa tay đè lại mà đường khả hinh đứng ở bên trong gió và mùi hương khổng lồ ảo ạt xoáy qua cô lại nắm chặt quả đấm buộc mình bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đường khả hình tiểu thư vào lúc này parker ngẩng đầu lên lập tức nhìn đường khả hình hỏi nhanh cha đẻ của sâm panh là ai đường khả hình ở trong từng hồi gió thổi xoay tròn nhanh chóng trả lời Perignon. parker nhanh chóng hỏi khu sâm panh pháp chỉ cần loại sâm panh trưng cất trên chán đường khả hình chảy mồ hôi lạnh cảm thấy từng làn hương thơm sâm panh bắt đầu không ngừng lướt qua trước mũi nhưng lại nhanh chóng bay đi cô nắm chặt quả đấm, đầu tiên trả lời vấn đề của Parker, nói khu sâm panh có ba giống nho chủ yếu. Trong đó có Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Parker vẫn không cho cô thời gian, hỏi nhanh, giải thích hoàn cảnh tự nhiên của sâm panh Pháp. Hai mắt đường khả hình lập tức nhắm chặt, nắm chặt quả đấm, ngưng hơi thở, buộc mình đè nén cảm xúc trong lòng, từ từ bắt đầu theo từng cơn gió mát, muốn cho mình chìm sâu vào trong tư tưởng, nắm bắt mùi thơm kia nhân viên chuyên trách không có cho cô cơ hội mà theo thời gian từ từ chuyển rời ở bên trong bắt đầu tăng tốc độ xoay vòng quay vòng quay bắt đầu vang lên rào rào thậm chí tạo thành vòng xoáy xoay tròn trong cả phòng thi đấu làm cho ánh nến bị thổi chúng hỗn loạn và mơ hồ có một số giám khảo bị thổi bay tài liệu trước bàn anh nhanh chóng đưa tay đè lại mà đường khả hinh đứng ở bên trong gió và mùi hương khổng lồ ào ạt xoáy qua cô lại nắm chặt quả đấm buộc mình bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đường khả hình tiểu thư vào lúc này parker ngẩng đầu lên lập tức nhìn đường khả hình hỏi nhanh cha đẻ của sâm panh là ai đường khả hình ở trong từng hồi gió thổi xoay tròn nhanh chóng trả lời dom perignon parker nhanh chóng hỏi khu sâm panh pháp chỉ cần loại trưng cất sâm panh trên chán đường khả hình chảy mồ hôi lạnh cảm thấy từng làn hương thơm sâm panh bắt đầu không ngừng lướt qua trước mũi nhưng lại nhanh chóng bay đi cô nắm chặt quả đấm đầu tiên trả lời vấn đề của parker nói, khu sâm panh có 3 giống nho chủ yếu. Trong đó có Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Parker vẫn không cho cô thời gian, hỏi nhanh, giải thích hoàn cảnh tự nhiên của sâm panh Pháp. Đường Khả Hinh nói ngay, khu sâm panh nằm cách Paris 100 km về phía đông, vườn nho có 30.000 hecta. Nơi đó là khu sản xuất rượu vang ở cực bắc nước Pháp, không khí rét lạnh, đã vượt quá điều kiện giới hạn trồng trọt nho. Độ ngọt quả nho thường không đủ, nhưng chính vì độ không cao, vẫn giữ được độ chua dễ chịu và mùi thơm tinh tế. Ngược lại trở thành loại nho tốt nhất để trưng cất rượu vang sủi bọt. Nổi tiếng nhất có 3 khu sản xuất lớn, Montagne de Rang, Van de Man, Côte de Blanc. Mặt khác phía nam còn có hai khu Côte de Cessan và Valle de la Magne. Khu sâm panh dưới lòng đất là một mảng nham thạch lớn có chứa nhiều đá vôi. Tầng nham thạch này hiện đầy lỗ thủng và khe hở thật nhỏ, ngoài có chức năng giữ hơi nước, mặt ngoài màu trắng còn có hiệu quả phản chiếu ánh sáng, có thể nâng cao độ chín chắn của nho. Hơn nữa đá vôi trong hầm rượu dưới đất càng có tác dụng ổn định nhiệt độ và giữ độ ẩm. Thời gian trôi qua một phút, Parker lại hỏi nhanh Đường Khả Hinh phương pháp trưng cất của nó. cả người Đường Khả Hinh cực nhanh run rẩy, trên mặt chảy từng dòng mồ hôi, vừa nắm chặt quả đấm, muốn ở trong gió thổi mạnh tìm kiếm mùi thơm, nhưng vẫn vội nói, trưng cất xâm panh pháp cũng giống như rượu vang trắng. Nhưng quá trình trưng cất sâm panh, thu hoạch bằng tay, sau đó dùng phương pháp ép nước từ từ, nhẹ nhàng để tránh cho màu đỏ của vỏ quả nho biến mất. Cuối cùng trải qua rượu lên men và điều chế chung tất cả loại nước ép nho mới vô chai. Nhưng phải chú ý một chút, chính là nhất định phải bỏ thêm đường và men. Sau khi đóng chai, lại tiến hành lên men lần thứ hai. Rượu cồn lên men sinh ra CO2 bởi vì bị niêm phong ở trong chai, nên trở thành rượu vang sủi bọt nhưng sâm panh và rượu vang sủi bọt có sự khác nhau. Mặc dù nó là điển hình của rượu vang sủi bọt, nhưng chỉ có khu xuất sản của Pháp, dùng phương pháp sâm panh truyền thống Pháp, trưng cất rượu vang sủi bọt mới có thể gọi là rượu sâm panh, những khu khác cùng đất nước đều không được gọi là sâm panh. Thế nào gọi là xoay chai? Parker nhanh chóng hỏi đường khả hình. Đường khả hình căng thẳng toàn thân, nhưng vẫn nhanh chóng căng thẳng trả lời, khí CO2 và lượng đường hình thành men sẽ cất trong hầm 15 tháng, tạo thành cạn chìm xuống đáy chai. Lúc này, sau một đoạn thời gian, công nhân hầm rượu sẽ mang sâm panh ra, lắc chai theo chiều ngang, làm cho cặn rượu tập trung ở miệng chai, lại trải qua đông lạnh miệng chai, làm cho cạn ở trong miệng chai, lợi dụng khí CO2 đẩy lớp cạn ra ngoài. Vòng quay càng xoay càng nhanh, càng xoay càng nhanh, thời gian lại qua 30 giây. Mùi thơm sâm panh bắt đầu theo xoay tròn, mà sắp sửa từ từ mất đi, đám người trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, Bác dịch căng thẳng nhìn đường khả hình, nét mặt Vitus càng căng thẳng, nhìn chòng chọc học trò, bà gióc tràn đầy mồ hôi nóng vẫn nhìn, sắc sờn càng nhìn chòng chọc đường khả hình. Hiện tại cô cũng chưa trả lời một mùi thơm nào. Giải thích hầm rượu sâm panh salon nổi tiếng nước Pháp, bác cơ hiển nhiên không cho cô cơ hội này. Trên trán đường khả hình chảy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn dùng trí nhớ hơn người của mình, nhanh chóng mở ra môi mỏng nói, 100 năm trước, Yuzhen êm mé salon bởi vì có yêu cầu đối với thức ăn ngon và rượu ngon đạt tới mức cực hạn. Ông ta dựa vào khả năng giám định và thưởng thức kinh người của mình, mà quay về trưng cất rượu, bắt đầu trưng cất sâm panh. Trong quá trình trưng cất sâm panh, salon nghiêm khắc tuân thủ công nghệ sâm panh cổ xưa. Ví dụ như 4.000 lít nước nho, chỉ ép ra 2.500 lít nước nho để trưng cất rượu. Lúc trưng cất sâm panh, cắm ngược đầu chai, gần như mỗi ngày công nhân quay chai 8 lần hãng rượu salon còn phá vỡ cách trưng cất rượu cũ trộn lẫn nhiều loại nho, chỉ chọn dùng 100% nho chắc đô nay để trưng cất rượu. Trở thành chai sâm panh đầu tiên trên thế giới dùng loại nho chắc đô nay sản xuất sâm panh trắng. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, còn lại một phút cuối cùng. Vòng quay vẫn xoay cực nhanh. Parker lại tiếp tục hỏi nhanh vấn đề, sau thế chiến thứ hai, hầm rượu salon có chất lượng tốt là những năm nào? Nhưng đường khả hình lập tức dừng lại, mặc cho mồ hôi hột tuôn ra, cũng đang trong chớp mắt này, nhanh chóng tìm đúng quy luật, nhớ tới lời của thầy giáo, mỗi loại mùi hương đều có quy luật, nó vẫn luôn ở trong thế giới của cô, chưa từng đi khỏi, chỉ cần cô phát ra đầy đủ sức hấp dẫn, cô phát hiện các loại mùi hương cứ mỗi 3 giây sẽ xoay tròn đến trước mặt của mình một lần. Đường khả hình tiểu thư, còn sót lại một phút cuối cùng, bác cơ nhìn đường khả hình nhanh chóng hỏi, sau thế chiến thứ hai, hầm rượu salon có chất lượng tốt là những năm nào? Đường Khả hình lập tức ngẩng đầu lên, ngẩng mặt nhìn mọi người, vội nói, "Dã hoa hồng Rose. Mọi người kinh ngạc nhìn cô. Parker cũng trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả hình nhanh chóng đáp lại, trong sâm panh mới có mùi dã hoa hồng. Lời này vừa nói ra, mùi thơm dã hoa hồng trên vòng quay to lớn kia lập tức sáng lên màu đỏ, đám người trang hạo nhiên rối rít kích động nhìn, thở dốc một cái, chỉ muốn nhanh chóng gọi, nhanh lên. "Khả hình. Đường Khả hình lại ngẩng đầu lên, trước tiên tập trung toàn lực, lợi dụng khứu giác mãnh liệt của mình, nghe từng hồi mùi thơm lướt qua chóp mũi của mình, vội nói còn có bánh mì trắng, bưởi đắng, mâm xôi đỏ, dâu tây, đào, hoa đế vương. Từng ly nhỏ ly nhỏ mùi thơm tượng trưng trên vòng quay, lập tức giống như chim khổng tước bung ra, sáng lên đèn đỏ. Đường khả hình tiểu thư, sau thế chiến thứ hai, hầm rượu salon có chất lượng tốt là những năm nào. Tôi nhắc nhở cô, cô còn có ba vấn đề. Parker lại nhìn đường khả hinh, vội nói. Đường khả hinh nhanh chóng trước trả lời Parker, 1955, 1969, 1973, 1979, 1983. Cô đáp xong, lập tức nắm chặt thời gian trả lời mùi thơm, mùi hương sâm panh trưởng thành có húng quế, hạch, lúa mì, anh đào, bơ, hạt phỉ, kẹo bơ cứng. Ánh đèn đỏ trên vòng quay xoay tròn, nhanh chóng sáng lên. Parker lại nhanh chóng hỏi, giải thích các loại sâm panh tăng thêm đường. Đường khả hình nhanh chóng trả lời, sâm panh brut, dưới 15 gram lít, extra sec chỉ có 6 gram, brut nature chỉ có 3 gram. Loại sâm panh sách có thể chứa 17 đến 35 gram đường. Miệng cô nhanh chóng trả lời một tràng vấn đề của Parker. Thời gian còn có 30 giây. Nhân viên chuyên trách nhanh chóng mang một chai rượu sâm panh bị vải bao kín đặt xuống ở trước mặt của đường khả hình, lập tức kéo miếng vải đen che kín mắt cô, Parker vội nói, nhìn chai rượu này, lập tức nói ra lịch sử và quá trình phát triển của nó. Trong não đường khả hình nổ tung một tiếng vang dội sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, nhớ lại cha đã nói một câu, nếu như con muốn biết trong thân thể của mình có bao nhiêu tiềm năng, thì dũng cảm không sợ mà đối mặt với bao nhiêu khiêu chiến. Vận mệnh sẽ cho con một bất ngờ lớn, cô lập tức mở to hai tròng mắt rời rạc, run rẩy đưa tay ra, tay chạm vào đầu giấy bạc và thân chai xâm panh, ở trong 20 giây gấp rút, nhanh chóng dựa vào thói quen khui chai và nỗ lực của mình trong nhiều năm qua, đầu tiên nhanh chóng xé giấy bạc chai rượu sâm panh, ngón cái tay trái lập tức đè nắp chai, tay phải nhanh chóng vặn gảy vòng sắt, ngón cái tay phải thay thế tay trái, đặt tại trên nắp chai, hai mắt của cô nhanh chóng chớp lóe, nuốt cổ họng, tay trái từng chút từng chút chậm rãi xoay tròn thân chai. Mọi người căng thẳng nhìn cô, còn có 5 giây. Phụt, đường khả hình lập tức hoàn mỹ mở sâm panh ra, ngửi được trận mùi thơm, cô gần như kích động nói, đây là rượu vang hàng đầu của Pháp Louis Rewenderer Cristo Sampagne. Vườn được xây dựng vào năm 1776, diện tích 178 hecta. Công nghệ trưng cất rượu công nghệ trưng cất sâm panh gần như hoàn mỹ tinh xảo. Bởi vì khí hậu của vực này, cho nên nhiều năm qua chất rượu cũng ổn định hơn so với những địa phương khác. Loại sâm panh chính, dùng hai giống nho Chardonnay và Pinot Noir để trưng cất, nó không giống những sâm panh khác dùng giấy bạc màu xanh lá cây hoặc màu vàng để bao thân chai, mà ở trên mặt trải một lớp sáp thật mỏng để bảo quản mùi sâm panh cực hạn nhất. Mà những người đàn ông quý tộc pháp cầu hôn với người yêu đều mở chai sâm panh crystal này để bày tỏ thái độ chân thành và tình cảm trong sáng giống như pha lê. Cô nhanh chóng ôm chai sâm panh này, giữ thật chặt bọt bong bóng giống như sương mù ở bên trong, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, lại nói nhanh, tay tôi ôm chai sâm panh này chính là loại sâm banh hồng Louis Rewender Crystal. Một trong những loại sâm banh kinh điển nhất, nhưng nó có thể đặt ở trong hầm rượu đã 30 năm. Lớp giấy bạc bao trên thân, sau khi mở chai ra, 15 phút sẽ bị hỏng. Mùi thơm của nó là ở trong tất cả các loại sâm banh, tinh tế nhất và cao quý nhất, yêu nhã như một thiếu nữ chờ gả, ngọt ngào, mong đợi, êm dịu, toàn thân lộ ra mùi hương yêu nhã thế kỷ cũ, lúc mở ra, toàn bộ xương mù tuôn ra. Thời gian, 10, 9, 8. Mùi thơm của nó, Parker lại căng thẳng mong mỏi nhìn cô. Mọi người cũng nhìn cô. Đường khả hình biết thời gian không nhiều lắm, nhưng vẫn nhanh chóng ôm chai sâm panh, gần như tràn lệ nói, mùi thơm của nó chính là đáp án cuối cùng mùi thơm ở trong chai sâm panh crystal tôi muốn nói hôm nay. Quả sung khô, quả nho khô, mật ong, quả óc chó, cà phê, lu lu đực. Đèn đỏ trên vòng quay, theo đáp án nhanh chóng của đường khả hình, lập tức phụt 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 bừng lên ánh sáng đỏ. Thời gian, 5, 4, 3. Cuối cùng đường khả hình gần như ngất xỉu, cố gắng cắn răng nói ra, nấm lớn, cà phê, bánh mì nướng. Bánh trái cây mật ong. Phụt, cả phòng thi đấu lập tức vang lên âm thanh mở sâm panh kích động sôi trào, rất nhiều bọt bong bóng lập tức theo tiếng kêu cuối cùng của đường khả hình, mà toàn bộ sôi trào bắn ra, gần 50 loại mùi thơm trên vòng quay, toàn bộ được cô tìm ra đầy đủ, toàn bộ đèn đỏ cũng mở hết, cả ban giám khảo, toàn bộ sôi trào, rối rít đứng lên, kích động vỗ tay vì cô. Parker nhìn đường khả hình cũng nở nụ cười khẳng định và kích động. Mấy người đàn ông trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, gần như dưng dưng nở nụ cười rồi. ồn ào, bên ngoài phòng thi, tất cả phóng viên và người xem, bao gồm đám người nhã tuệ cũng đều kêu lên, nhảy dựng lên, lâm tử linh lại ngây ngô như gà gỗ đứng ở một bên, không thể tin nổi nhìn đường khả hình. Thật ra các tuyển thủ có lẽ cũng không có ý định thử thách, cuối cùng mọi người sẽ may mắn đủ điểm tiến vào trận thứ hai, thi đấu thực sự. Nhưng không ngờ cô lại thử thách. Toàn bộ thế giới sôi trào, chỉ có đường khả hình một mình mở to mắt, không biết kết quả này, rốt cuộc là tốt hay xấu, như đứa bé lạc đường, nhìn quanh khắp nơi, căng thẳng, kích động, sôi trào. Vào lúc này, cả phòng thi đấu lập tức vang lên điệu nhạc cổ vũ vượt qua ước mơ cả phòng thi lập tức bừng lên vườn nho nước Pháp vô tận xa xôi bằng hiệu ứng 3D. Khắp nơi lộ ra màu xanh mạnh mẽ, khắp nơi lộ ra tu sĩ xa xưa trồng trọt, khắp nơi là cô gái châu Âu nhón mũi chân đạp quả nho, khắp nơi là bươm bướm chập chờn, màu xanh non mơn mớn. Mà rất nhiều ly rượu vang tuyệt vời, từng ly từng ly, màu đỏ, đỏ hoa hồng, hồng nhạt, đỏ tươi, vàng óng ánh, hổ phách, rối rít theo ly rượu vang tuyệt vời, xoay tròn quanh đường khả hình. Mà lúc này, Hội trưởng Hiệp hội chuyên gia hầu rượu thế giới, Duran Tiên Sinh, một ông già người Pháp khoảng 60 tuổi, mặt lộ ra nụ cười hết sức hiền hòa và thưởng thức, đi về phía đường Khả Hinh, vươn tay nói đường Khả Hinh Tiểu Thư. Chúc mừng cô đáp đúng đề thi đầu tiên vòng thứ ba. Cũng là một đề thi duy nhất, chúc mừng cô lên cấp, chúc mừng cô chính thức tiến vào thế giới rượu vang, trải nghiệm cuộc hành trình có bí ẩn trước nay chưa từng có. Toàn bộ mọi người lập tức xôn xao, ánh mắt của đường Khả Hinh sáng lên lập tức cảm giác mình đặt vào trong thế giới vô hạn rộng lớn, từng bước từng bước đến gần thế giới bí ẩn của rượu vang, thậm chí cô giống như nhìn thấy được rất nhiều người ưu tú, dạo chơi ở vườn nho xa xôi, mang theo hạnh phúc và tâm trạng kích động, thưởng thức từng giọt rượu, cô thở dốc, muốn tập trung cảm xúc, hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng cô có thể thuận lợi lên cấp, tất cả máu trong thân thể giống như dừng lại. Bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu ý chí, lập tức gảy lìa, một giọt lệ trượt xuống khuôn mặt, ánh mắt cô rời tạc, muốn nhìn rõ ràng mọi người, nhưng ý thức của cô càng lúc càng suy yếu, cuối cùng trong lúc mọi người kích động sôi trào, lập tức mệt mỏi ngã xuống, ngất đi. chương 1105, Thế giới màu trắng Đầu xuân, tràn ngập mây mù Căn hộ nhỏ màu trắng, trong vườn hoa từng đóa hoa tươi nở rộ, đỏ, vàng, xanh, tranh nhau khoe sắc, lúc này bươm bướm vỗ cánh chập trờn, thỉnh thoảng đậu vào giữa một đóa hoa tươi, rất trầm mê hút mùi thơm, xích đu màu trắng đang tự do bay tới bay lui, có một cô bé mặc màu trắng váy, nở nụ cười ngọt ngào say lòng người, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm một bó hoa nhỏ màu trắng, theo bươm bướm chạy tới chạy lui khắp nơi, thật vui vẻ. Lúc này, bươm bướm đột nhiên đôi vỗ cánh sặc sỡ bay ra khỏi vườn hoa nhỏ, bay đi nơi xa. Cô bé lập tức trợn to hai mắt, nhìn bươm bướm bay đi, nó lập tức cũng gấp theo bươm bướm, chạy như bay ra vườn hoa nhỏ, chạy về phía trước. Khả hình, cô trở lại có một giọng nói từ trong vườn hoa vang lên cô bé lập tức đứng ở trong gió xoay người mở to mắt nhìn bên trong đám xương trắng giống như có người gọi mình cô càng gấp gáp xoay người nhìn bươm bướm đã bay xa cô lập tức không để ý tới tiếng gọi lại chạy như bay tới phía trước bóng trắng nhỏ bé càng chạy càng xa chỉ lát nữa sẽ theo bươm bướm biến mất ở trong sương mù trắng xóa khả hinh khả hinh cô tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ đừng làm tôi sợ một giọng nói nhanh chóng từ phòng nghỉ ngơi truyền đến hai mắt nhã tuệ tràn đầy nước mắt căng thẳng gấp gáp cúi người xuống nhìn đường khả hình vẫn người mặc áo sơ mi và váy ngắn đồng phục chuyên gia hầu rượu mơ màng nằm ở trên ghế dựa sắc mặt tái nhợt khuôn mặt tràn mồ hôi mí mắt run rẩy giật giật thậm chí tay chân vô cùng lạnh lẽo dáng vẻ gần như tính mạng treo lơ lửng thậm chí cô không chút nào nghe được tiếng gọi của nhã tuệ chỉ nhìn thấy được cô bé trong mộng theo nhiều bươm bướm màu sắc rực rỡ càng chạy càng xa, chỉ lát nữa sắp chạy qua ruộng hoang. Chạy về phía vách đá vực sâu vạn trường. Khả Hinh, nhã tuệ nữa nửa quỳ ở đờ trước mặt của ường Khả Hinh, càng không ngừng thất thanh khóc giống gọi cô, cô tỉnh lại cho tôi. Tôi là nhã tuệ, tôi là nhã tuệ đây, cô đừng làm tôi sợ. Cô bé trong cơn mộng mơ hồ, thật vui vẻ cầm bó hoa nhỏ, mang giày nhỏ màu trắng, bước qua con đường nhỏ màu xanh, đứng ở bên vách núi, ngẩng đầu lên, mở to mắt, nhìn bươm bướm càng bay càng xa ở phía trước, cô lập tức muốn cất bước, vươn người ra phía trước. Phốc, mặt của đường khả hình lập tức lộ ra khổ sở, trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, lập tức thấm ướt áo sơ mi trắng tinh nhìn rất kinh khủng, sau đó cả người bắt đầu co giật run rẩy giống như rơi vào băng lạnh lẽo. Khả hình, nhã tuệ căng thẳng bưng mặt của cô, nhìn cô nôn ra máu, lại khổ sở sụp đổ kêu khóc. Bác Phúc nhìn thấy thời khắc đã đến, lập tức xuất hiện, khuôn mặt nghiêm túc cứng rắn, lộ ra cẩn thận và bình tĩnh của một người trung y, nhìn đường khả hình sau khi miệng phun ra một ngụm máu đầy lồng ngực, lập tức dùng bàn tay giống như móng vuốt chim ưng, nhanh chóng rút kim châm đã ngâm qua rượu thuốc, nhanh chóng bắt đầu ghim vào huyệt nhân trung của đường khả hình, thậm chí vừa châm, vừa căn dặn lâm bạch bạch, lấy ong độc. Vâng, lâm bạch bạch lập tức xoay người, đẩy ba người thơ ngữ và lạp lạp cùng tiên nhi căng thẳng và sốt ruột sang một bên. Khắp người tràn mồ hôi chạy đến mới vừa xông tới cạnh cửa, run rẩy quỳ xuống, Lục tìm ở trong bao vải, rốt cuộc lấy ra một bình thủy tinh nhỏ chứa ong độc, cô lập tức run rẩy suốt ruột chạy tới, nhìn bác Phúc nói, ong độc đây. Bác Phúc nhanh chóng mở bình, tự mình đưa tay vào kẹp con ong độc, trước châm vào huyệt dưới gan bàn tay của Đường Khả Hinh, vừa châm vừa nói với Lâm Bạch Bạch, chờ tôi châm ong, cô lập tức lấy máu ở các huyệt huyết hải, ủy chung, phong thị ở trên đùi cô ấy. Động tác phải nhanh, thân thể cô ấy đã lạnh lẽo, chậm một chút thời gian nữa rất có khả năng tương lai sẽ liệt nửa người. À, Lâm Bạch Bạch là người bình thường không sợ trời, không sợ đất, cảm thấy mình vô địch thiên hạ, lập tức bị câu liệt nửa người, dọa cho sắc mặt tái nhợt, lập tức căng thẳng không dám hạ châm. Ánh mắt bác phúc sắc bén, nghiêm nghị nhìn chồng chọc cô, nói, nhanh. Ông nói xong, tiếp tục châm ong độc cho đường khả hinh. À, Lâm Bạch Bạch lập tức có chút hoảng sợ, tay run rẩy cầm mai hoa châm, nhìn đường khả hinh phốc, cả người đường khả hình lại khổ sở phun mạnh một ngụm máu, hôn mê ở trên ghế dựa, máu ở khóe miệng tràn ra, lạp lạp và tiên nhi cùng thơ ngữ bật khóc vội vàng nhào qua, vừa lau cho cô, vừa đau lòng gọi, đường tiểu thư. Cô tỉnh lại đi, lâm bạch bạch cầm mai hoa châm, nhìn cả người đường khả hình chợt phun ra máu, nhìn ra mạng cô đã treo lơ lửng, cô không thể làm gì khác hơn, cắn chặt răng, vừa muốn hạ châm. Chờ một chút, Hàn Văn Kiệt xông tới trước, ngăn cản Lâm Bạch Bạch hạ châm, mà tự mình nhận lấy mai hoa châm trong tay cô, nhanh chóng phối hợp với bác Phúc trước tiên ở châm ở huyệt huyết hải cho đường khả hinh, thậm chí ánh mắt sắc bén của anh quan sát được máu độc đã chạy đến huyệt huyết hải, lập tức ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, máu độc màu đen cuồng tràn ra, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng dẫn y tá và bác sĩ cấp cứu chạy tới, chẳng may có chuyện, có thể lập tức xử lý, nhìn anh đau lòng nhanh chóng đi tới trước mặt của đường khả hinh. Nhìn cả khuôn mặt cô cũng tràn đầy máu, lập tức khẩn cấp gọi khả hình. Cô bé đứng trên vách núi nhìn bươm bướm bồng bềnh, càng bay càng xa, không chút nào phát hiện trước mặt vách đá vạn trượt, bước chân sắp đặt lên bên cạnh. Cả người đường khả hinh hôn mê ở trên ghế dựa, sắc mặt tái nhợt như cho tàn, hai mắt nổi lên hơi nước, cảm giác cả người mình rất khổ sở, giống như bị lửa thiêu đốt, trước chán của cô chảy từng dòng mồ hôi, cũng muốn đuổi theo bươm bướm bồng bềnh bay đi. Bác Phúc nhanh chóng cầm lên ong độc, châm cho đường khả hinh, Hàn Văn Kiệt cũng mau nhanh chóng dùng mai hoa châm, không ngừng rút máu độc, Lâm Bạch Bạch bị bác Phúc gọi đi sau, giang khô thuốc bác, chuẩn bị bồn tắm. Lúc này đôi song sinh cũng nhanh chóng đi vào, nhận lấy ong độc, dựa vào bác Phúc hướng dẫn, cũng nhanh chóng bắt đầu châm sốc cô, Tô Thủy Kỳ chuẩn bị thật kỹ, mặc vào đồng phục giải phẫu, tay cầm dao phẫu thuật, nhìn chằm chằm dáng vẻ đường khả hinh, chỉ cần cô vừa xảy ra chuyện, lập tức phẫu thuật cho cô. Bên trong phòng, tất cả căng thẳng đến sắp ngạt thở. Ngoài phòng, Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cùng Trần Mạn Hồng đang lo lắng chờ đợi, dưới lầu đám phóng viên xông tới, dối rít muốn hỏi thăm tình hình của đường Khả Hinh. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xông qua đám người, khuôn mặt lộ ra căng thẳng và lo lắng muốn chạy lên trên lầu. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt tay anh lại, ra lệnh cho đám người Tào Anh Kiệt và Trần Tuấn Nam ngăn anh lại, kéo cả người anh đến bên ngoài bụi cây dưới lầu phụ, mới nhìn anh khẩn cấp nói, Hạo Nhiên. Cậu bình tĩnh một chút, tại sao mỗi lần Khả Hinh xảy ra chuyện, cậu luôn mất trí buông tôi ra khuôn mặt trang hạo nhiên lộ ra vẻ kích động xoay người nhìn tưởng thiên lỗi cả người gần như cắn răng căng thẳng và đau lòng nói bây giờ tôi không có cách gì bình tĩnh cô ấy cũng đã xảy ra chuyện tôi còn canh giữ ở bên ngoài làm gì đều là chúng ta hại cô ấy nếu như không có tính toán này cô ấy vẫn êm đẹp càng sẽ không bị mù hai mắt cũng sẽ không chịu đựng nhiều khổ sở và đau đớn như vậy anh nói xong lại mạnh mẽ thoát khỏi Tào Anh Kiệt và Trần Tuấn Nam kiềm chế, muốn chạy tới cầu thang. Lão Đại, Tiêu Đồng và Tào Anh Kiệt cùng nhau căng thẳng gọi anh lại. Vậy cậu đi vào đi, tưởng thiên lỗi tức giận quát anh, cậu lập tức đi vào. Cô ấy liều chết thắng trận này, sau đó bị hành động lỗ mãng của cậu, mà làm cho cô ấy vĩnh vĩnh không quay đầu được. Đây là cậu muốn sao? Trang Hạo Nhiên đau lòng đứng ở giữa bụi cây, ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa sổ lầu phụ, hai quả đấm nắm chặt thậm chí gân xanh nổi lên tưởng thiên lỗi nhìn anh như vậy vẻ mặt mới vừa tức giận mà hơi lộ ra mấy phần bình tĩnh từng bước từng bước đi về phía anh đi tới bên cạnh anh nhìn hai mắt anh tràn đầy ánh sáng đau lòng bất đắc dĩ nói chúng ta lại đợi một chút cậu phải có lòng tin với cô ấy phải tin tưởng tình yêu của hai người hôm nay tuyệt đối không phải là điểm cuối hai người sẽ không trang hạo nhiên nghe nói như vậy lập tức cảm thấy lá phong lao sao bay tới, mang đến không khí mùa thu buồn bã, sâu nặng, anh nặng nề thở dốc một hơi, vươn tay ấn chán, sở khổ nuốt trở vào một chút nước mắt nơi khóe mắt. Bên trong phòng nghỉ ngơi, bác Phúc và Hàn Văn Kiệt tiếp tục căng thẳng châm kim, Tô Thủy Kỳ phối hợp bất cứ lúc nào, dọi đèn pin, vạch hai mí mắt đường khả hình quan sát màu sắc con ngươi, trên mặt lộ ra ánh sáng đau lòng và ẩn nhẫn. Cậu chủ Tô, đáy lòng nhã tuệ cảm giác lạnh lẽo, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tô thủy kỳ căng thẳng hỏi tại sao anh xem mắt có phải mắt khả hình có vấn đề gì hay không cô ấy cô ấy không có sao chứ đôi mắt của cô ấy rất xinh đẹp vừa to vừa sáng nhìn tất cả mọi vật cũng rất hiền lành nhìn ai cũng sẽ không nhìn khuyết điểm mãi mãi chỉ cảm thấy thế giới này đều tốt đẹp cô càng nói càng khóc thậm chí run rẩy nhìn bọn người tô thủy kỳ và bác phúc nước mắt từng viên chảy xuống trái tim đau giống như xé rách nói mọi người cứu cô ấy Cầu xin mọi người cứu cô ấy. Cô muốn tham gia cuộc thi đấu này, tuyệt đối không phải bởi vì lòng tham. Tuyệt đối không phải vì mình. Tôi cầu xin mọi người. Bác Phúc và Hàn Văn Kiệt không lên tiếng, nhanh chóng cầm kim châm ngâm thuốc châm cứu cho đường khả hình. Tô Thủy Kỳ càng nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn bè tốt, sau đó thông báo cho giáo sư khoa mắt tốt nhất trên thế giới. Không cần, bác Phúc vừa châm cứu, vừa bất đắc dĩ nhìn đường khả hình tiểu tụy hôn mê nằm ở trên ghế dựa, trên mặt tràn đầy vết máu, nhuộm cả khuôn mặt cô xám lại như chết ông chậm rãi nhìn chòng chọc, chọc mí mắt đường khả hình rũ xuống từng chữ từng chữ nói nếu như tôi không cứu được cô ấy cậu có gọi thần tiên tới cũng không có cách tô thủy kỳ cầm điện thoại di động căng thẳng xoay người nhìn bác phúc bác phúc rất bình tĩnh cầm kim ngắn lập tức đâm thẳng xuống huyệt tứ bạch dưới mắt đường khả hình mới sắc bén nói mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi cô ấy có thể nhặt về cái mạng cũng coi là không tệ Cô bé đứng ở bên vách đá, nhìn bươm bướm càng bay càng xa, cuối cùng không nở, lập tức cất bước chạy thẳng đi phía trước, lại a hát một tiếng, chân nhỏ bước vào khoảng không, cô rơi vào vực sâu vạn trượng, toàn bộ thế giới lập tức tối tăm, rất nhiều hoa nhỏ, từng đóa đuổi theo cô, nhưng cuối cùng vẫn chìm vào trong thế giới tối tăm. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1105